chương 661, nhỏ thiếu xuất ra đầu tiên. Chiến tháp một tầng, nhìn xem trước mặt đám người, lưu dơ cao trầm giọng nói. Ngày mai là trận chung kết, cũng là cuối cùng một trận tranh tại ai. Xuất chiến, ai không xuất chiến, mọi người có ý kiến gì, chúng. Người đưa mắt nhìn nhau, trận chiến cuối cùng, ra sân ứng cử viên thật không dễ an bài. Hiện tại, còn chưa xuất chiến không ít người chắc chắn sẽ có người không vớt được xuất chiến cơ hội xuất chiến đại biểu có phong hiểm nhưng đã tiến đội ngũ cuối cùng liền xuất tràng cơ hội đều không vớt được đó cũng là cực lớn tiếc nuối vải miễn việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói đạo sư ta nghĩ xuất chiến dương trần bĩu môi lầu bầu nói cho những người khác một chút cơ hội a à, vải miễn mặt đều xanh cho ai cơ hội ta hẳn a à đến bây giờ liền cơ hội lộ mặt đều không còn cho người cơ hội lại cho người cơ hội lần này liền đánh xì dầu vải miễn dù sao cũng là đông ương đạo cung tân sinh bên trong nhân vật đứng đầu mà lại là vải nhà một đời mới hy vọng dù là không phải lưu dơ cao học viên lưu dơ cao cũng sẽ không cự tuyệt hắn xuất chiến yêu cầu nghe vậy gật đầu nói tốt ngươi tính một cái lão sư ta cũng muốn thành đạo cung gia phân lực ta muốn cái thứ nhất xuất chiến. Tại Dương Trần ra hiệu dưới, kiếm không thiếu sót tranh thủ thời gian lên tiếng, tốt. Kiếm không thiếu sót tính một cái, lão sư, ta cũng phải xuất chiến. Ứng hái kiệt còn chưa nói xong, lưu dơ cao suy xét chốc lát nói. Ứng hái kiệt ngươi thương thế chưa lành, cơ hội vẫn là để lại cho những người khác đi, ta. Ứng hái kiệt một mặt phiền muộn, giàu dĩ không vui nói, lão sư cái này nếu là đại thánh sơn bỗng nhiên ra yêu thiêu thân, ta không lên trận. Chúng ta thế nhưng là rất nguy hiểm, lưu. Giờ cao liếc mắt nhìn hắn, đông ương đạo cung học viên thật đúng là một cái so một cái tự tin. Lão sư, tốt, vải miễn, kiếm không thiếu sót, đồi phong, cửa cuồng bốn người xuất chiến. Dương Trần áp trận, lưu dơ cao cuối cùng định ra ứng cử viên. Một bên đằng nạp lan sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, lão sư, ta lưu dơ cao nhìn nàng một hồi thản nhiên nói nạp lan ngươi vẫn là đừng lên đi lão sư đằng nạp lan con mắt đỏ lên sắp khóc ứng hái kiệt cũng bênh vực kẻ yếu nói lão sư cái này không thích hợp a à, nàng không thích hợp như vậy thảm thiết biết võ ứng hái kiệt không lời nói lẩm bẩm một câu không có lên tiếng nữa đằng nạp lan cắn răng mở miệng nói lão sư ta không có e sợ chiến ngươi không có e sợ chiến là, người thật lên đài, chưa hẳn không dám chiến. Nhưng chủ động khiêu chiến, cùng bị động giao thủ, đây không phải một cái khái niệm. Lưu dơ cao ngữ khí bình thản nói, nếu như nhân viên không đủ, vậy ngươi có thể lên đài. Nhưng đã người đủ rồi, ngươi cũng không cần lên đài ta. Dương Trần thấy đằng nạp lan sắp khóc, lười biếng nói, nhiều chuyện đơn giản. Cùng lê trà chi đồng dạng, tìm vải miễn đơn đấu A, đánh ngã vải miễn, ngươi bên trên, lão sư lời này không tính sai a à, vải miễn sắc mặt biến đen tại sao là ta lưu dơ cao quét dương trần một chút nhìn về phía đằng nạp lan nói dương trần nói không phải sai người nếu là thật muốn lên đài có thể tại xuất chiến mấy người ở trong lựa chọn một người khiêu chiến phải. miễn là được đằng nạp lan đừng sợ dương trần giật dây một câu ứng hái kiệt cũng một mặt xem trò vui thần sắc, cười tủm tỉm nói nạp lan muốn khiêu chiến liền khiêu chiến vải miễn, lúc này mới có thể hiện ra thực lực của ngươi. Đừng sợ, các ngươi thụ thương, chúng ta cũng không thiếu người. Vải miễn coi như thụ thương, hắn ứng hái kiệt còn ở đây, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Hắn nhất định có thể mò được cơ hội lên sàn, vải miễn giờ phút này hận không thể một quyền đập. Chết hai người này, ta hắn a à chọc ai gây ai rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh xì dầu đánh tới hiện tại, thật vất vả vớt một cơ hội cuối cùng hai người các ngươi còn muốn làm ta thấy đằng nạp lan trộm nhìn lén mình một bộ ý động bộ dáng vải miễn không mở miệng không được nói đằng nạp lan chúng ta thật muốn lúc trước bị thương chấm không có việc gì ta áp trận thua không được dương trần ngắt lời hắn dương trần vải miễn nghiến răng nghiến lợi hận đến nghiến răng đè xuống hỏa khí vải miễn lần nữa nói ta cũng không phải là không dám tiếp nhận khiêu chiến nhưng ngày mai sẽ phải xuất chiến ta là chủ lực đội viên cuối cùng một trận vô luận như thế nào đều là muốn xuất chiến hắn cho thấy thái độ đằng nạp lan thật muốn khiêu chiến hắn đừng trách hắn xuống tay vô tình đằng nạp lan do dự ánh mắt nhìn về phía ba người khác vải miễn thấy thế bỗng nhiên nói đạo sư ta cảm thấy dương trần có thể không dùng ra chiến dương trần khịt mũi coi thường tùy ý nói được a à, người áp trận ta không có vấn đề thật muốn thua, đạo cung cũng không nên trách chúng ta không xuất lực. Tổ sông còn có lực đánh một trận đâu, phải miễn thật có thể thắng dễ dàng tổ sông. Nếu là thua, lưu dơ cao cũng không lý tới sẽ bố miệng ý kiến, Dương Trần thật muốn không xuất chiến. Cuối cùng đông ương đạo cung bị người nghịch tập người cung chủ kia. Đường chủ đều có thể xé hắn. Đằng nạp lan cũng không nghĩ khiêu chiến Dương Trần, quét ba người khác một chút bỗng nhiên nhìn về phía đồi phong nói lão sư ta muốn khiêu chiến đồi phong đồi phong một bộ tất chó biểu lộ đại gia tại sao phải chọn ta ngươi chọn lão công chọn ta vậy ta rất tình nguyện nhưng bây giờ không phải là a có chút bất đắc dĩ nhìn lưu dơ cao một chút lưu dơ cao cũng mặc kệ cái này thản nhiên nói đồi phong ngươi cùng đằng nạp lan giao thủ vâng đồi phong đành phải đi ra biểu lộ có chút buồn bực Đằng nạp lan cũng là một mặt dây rất nhỏ giọng nói, thật có lỗi, không? Có việc gì, tới đi, đồi phong dù sao cũng là nam nhân, trong lòng coi như không vui lòng. Giờ phút này cũng không tiện nói gì. Hắn vừa nói xong, trong mắt liền xuất hiện một đầu đôi chân dài. Thẳng đến hắn hai chân ở giữa hạ bộ mà đi, ta đi, nữ nhân A, đáng sợ, ứng. Hái kiệt cùng dương trần kẻ sướng người họa, đều có chút không rét mà run những nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Vải miễn mấy người cũng khóe miệng co giật. Đông ương đạo cung phong cách thật không tốt, đánh mặt, đánh hạ bộ, đụng đầu. Cái này đều cái gì xáo lộ, đằng nạp lan dù sao chiến lực cao hơn ra một cái cấp độ. Đồi phong tự nhiên không phải là đối thủ. Cảm giác mình hai chân ở giữa một mực phát lạnh, đồi phong không thể không hô. Ta nhận thua, hô xong nhận thua, đồi phong đã là đầu đầy mồ hôi một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đằng Nạp Lan. Đằng Nạp Lan lại lần nữa lộ ra e lệ biểu tình ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thầm nói, đồi phong. Thật có lỗi, không có, không có việc gì, đồi, phong cười khổ ta có thể làm sao, không phải là đối thủ, đánh không lại. Cũng sợ bị đánh cho tàn phế, chỉ có thể nhận thua. Lưu dơ cao nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, vậy thì ngươi nhóm năm người. Dương Trần áp trận, vải miễn dẫn đầu dương trần lại là không đồng ý nói lão sư ta cảm thấy để vải miễn cùng ta cùng một chỗ áp trận tương đối phù hợp cho những người khác lịch luyện cơ hội vải miễn mạnh như vậy nếu là hắn đánh xuyên qua kia những người khác không phải không cơ hội rồi ta nhìn dạng này kiếm không thiếu sót xuất ra đầu tiên cửa cuồng thứ hai đằng nạp lan thứ ba vải miễn thứ tư vải miễn sắc mặt khó coi muốn chết đại thánh sơn còn có mấy cái có thể chiến người nhà cứ như vậy giữ gìn đệ đệ ngươi sao hắn cái thứ tư ra sân thật sự có cơ hội lên sàn sao lại không muốn lưu dơ cao lần này không có phản bác suy xét chỉ chốc lát gật đầu nói cái này cũng được không thể khinh thường đại thánh sơn tổ sông còn có chiến lực những người khác chưa hẳn sẽ không lên đài bao quát hôm nay trọng thương lý sương hạo cùng âu dương một dòng bọn hắn còn có thể lên, ứng hái kiệt cảm khái nói, đánh không chết tiểu cường sao, đại. Thánh Sơn bỏ được hoa một chút đền bù, chưa hẳn không được. Không, đợi lưu dơ cao nói tiếp, vải miễn liền trầm giọng nói, đạo sư. Ta để đại Thánh Sơn qua không được cửa thứ năm. Dương Trần cũng không nói chuyện, nếu là thật thành, kia dễ nói. Thật muốn bị đại Thánh Sơn đánh tới mình cái này, mất mặt cũng là vải miễn, bất quá, Rõ ràng không có khả năng a, à, nhỏ thiếu là xuất gia đầu tiên. Chương 662, không trải qua đánh. Đông Ương Đạo Cung chiến tháp trước quảng trường, chín đại đạo cung biết võ sau cùng trận chung. Kết sắp bắt đầu, phụ trách phán định chính là võ đạo liên minh một vị thâm niên thần vương, vị này lão thần vương dẫn đầu leo lên chiến đài, có chút cảm khái. Trong nháy mắt, đại hội võ liền đến cuối cùng một ngày. Đông Ương Đạo Cung tái chiến đại thánh sơn. Mấy ngày nay, ta cảm xúc rất nhiều, có chút tiểu gia hòa. Đến thời khắc này còn thật sâu ấn trong đầu. Phổ thông đạo cung một tổ, trận chiến cuối cùng, ngã xuống đất rơi lệ vương dược rồng. Phổ thông đạo cung tổ hai, tay cụt không lùi ngô đạo sông. Ba trận chiến áp trận, ba trận chiến bại trận, hôm qua trận chiến cuối cùng. Quỳ xuống đất khóc giống quan minh. Nói thật, cái này tuổi trẻ tu sĩ, cũng nhóm lửa trong lòng ta nhiệt huyết bao nhiêu năm mấy ngày nay ta hận không thể mình cũng có thể lên đài đánh nhau một trận chiến cái điên cuồng ai quan tâm sinh cùng tử chúng ta cửu châu nhân tộc có các ngươi mà kiêu ngạo đương nhiên không chỉ nam học viên mấy ngày nay mấy vị nữ học viên cũng biểu hiện cực kỳ đột xuất lê trà chi lấy yếu thắng mạnh tử chiến không lùi triệu tiểu hân đổi quân tổ sông lấy thương đổi thương lý sương hạo mang thương xuất chiến nội thương phát tác vẫn như cũ đổ máu tới cùng bất tử không lùi nói nhảm liền không nói nhiều hôm nay là đông ương đạo cung đăng đỉnh thứ nhất vẫn là đại thánh sơn nghịch tập lật bàn xem trước một chút song phương xuất chiến đội hình đông ương đạo cung kiếm không thiếu sót cửa cuồng đằng nạp lan vải miễn dương trần đại thánh sơn cách ngân hà âu dương một dòng tổ sông trương quân bảo hồ đào nhìn thấy đại thánh sơn xuất chiến đội hình dương trần chờ cũng là rất là kinh ngạc cách ngân hà cùng âu dương một dòng còn có thể tái chiến sao tổ sông ở giữa cái này lại ý vị như thế nào đại thánh sơn năm người 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 mang thương trương quân bảo hồ đào hôm qua cũng thụ thương không nhẹ đại thánh sơn xuất chiến đội hình có chút xem không hiểu dương trần có chút cau mày nói cách ngân hà cùng âu dương một dòng xuất chiến hai người này thụ thương cũng không nhẹ về phần đằng sau hai cái cảm giác là lôi ra đến kiếm tiện nghi giờ phút này dương trần chờ năm người bên người thu hàn như cũng có chút ngưng lông mày nói đại thánh sơn khả năng có mục đích khác đối phương chưa hẳn từ bỏ tranh thứ nhất tổ sông thương thế không nặng đại thánh sơn thật muốn từ bỏ hắn không có khả năng ra sân cách ngân hà thực lực không yếu nhưng lần trước thương thế không nhẹ bất quá hắn có cái thần vương ra ra cũng ở chỗ này dương trần nói nhìn về phía kiếm không thiếu sót nói trận chiến cuối cùng đừng nương tay cũng đừng khinh địch kiếm không thiếu sót gật gật đầu cũng không nói chuyện về phần cửa cuồng vải miễn đằng nạp lan dương trần thì là không nhìn thẳng tại dương trần xem ra trước mặt hắn danh tiếng ra đủ nhiều hôm nay là nhỏ thiếu dương danh thiên hạ thời điểm rất nhanh kiếm không thiếu sót ly hôn ngân hà nhao nhao lên đài cách ngân hà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ hiển nhiên vết thương cũ chưa lành, bắt đầu. Phán định ra lệnh một tiếng, cách ngân hà bỗng nhiên thi triển la tung bước. Cùng kiếm không thiếu sót bảo trì đầy đủ khoảng cách. Đối phương mặc dù là đông ương đạo cung dự bị, một mực chưa từng ra sân. Nhưng nhìn không thấu tu vi, liền có chút quỷ dị. Kiếm không thiếu sót không nhúc nhích. Hai mắt chậm rãi thiết chặt, mật thiết nhìn chăm chú trên đài dương trần, rất rõ ràng. Nhỏ thiếu đây là muốn thi triển lôi đình một kích tinh giận theo kiếm không thiếu sót quát khẽ một tiếng, toàn bộ chiến đài. Bao quát xung quanh chiến đài năng lượng đều hỗn loạn lên, mà lại. Chiến đài phương viên vài trăm mét không gian, đều rung động. Bắt đầu mơ hồ, chợt. Thân hình cực nhanh cách ngân hà, báo động tỏa ra, sắc mặt thảm biến. Bởi vì, hắn cảm thấy tu vi của đối phương, rõ ràng là hoàng cảnh. Mà lại đối phương vừa động thủ chiến đài không gian, linh lực đều hỗn loạn hiển nhiên là sắp thi triển uy lực cực kỳ đáng sợ bao hàm không gian huyền ảo sát chiêu không phải là cách ngân hà giật này cả mình nhìn trên đài rất nhiều người xem bao quát đến từ các đại đạo cung võ đạo liên minh đàn trận liên minh thần vương các đại lão từng cái cũng là kinh ngạc vạn phần đông ương đạo cung giấu thật sâu a à, lại còn cất giấu một vị hoàng cảnh học viên hắn có vẻ như muốn thi triển cường lực thần thông cách ngân hà lúc này thảm chấm bành đột nhiên trên chiến đài không đột nhiên ngưng tụ một đạo màu đen đặc quyền ấn quyền ấn ngưng tụ thành nháy mắt tựa như không nhìn không gian ngăn trở nháy mắt trọng kích mang theo hình cực nhanh cách ngân hà trước ngực ầm cách ngân hà liền kêu thảm cũng không kịp một quyền bị đánh bay hôn mê quá trình bên trong trong miệng máu tê tựa như không cần tiền một loại gấp oẹ hung tàn quá hung tàn cách ngân hà sẽ không bị một quyền đấm chết đi đại thánh sơn một vị thần vương y sư lăng không mà lên ngay lập tức đem một viên đan dược đặt vào cách ngân hà trong miệng hơi điều tra một phen sắc mặt có chút khó coi xương ngực toàn bộ vỡ vụn tử phủ nội phủ đều thụ trọng thương ngay sau đó phi thân mà đến cách lão quỷ cũng chính là cách ngân hà ra ra thiếu chút nữa ngất đi như vậy thương thế cách ngân hà ít nhất cần ba năm uẩn dưỡng mà lại cần đại lượng chân quý bảo vật tài nguyên mới có thể khôi phục Hừ, hung hăng chừng trên đài kiếm không thiếu sót một chút, cách lão đầu nổi trận lôi đình. Kém chút nhịn không được, một bàn tay chụp chết kiếm không thiếu sót, kiếm không thiếu sót. Phụ trách phán định võ đạo liên minh lão thần vương không biết nên như thế nào đi bình phán. Hai người này chiến lực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Cho dù là một chút cao giai hoàng giả, đều không nhất định có kiếm không thiếu sót loại kia chiến lực một quyền kia thật đáng sợ ẩn chứa không gian huyền ảo khó lòng phòng bị uy lực vô cùng dù cho là cao giai hoàng giả một cái sơ sẩy cũng có thể trọng thương đông ương đạo cung lần này tân sinh quá yêu ra một cái dương trần không tính hiện tại lại toát ra một cái kiếm không thiếu sót chẳng qua cách ngân hà dù sao cũng là võ tông đỉnh phong bên trong cường giả dù là thụ thương cũng không phải cửa cuồng có thể địch rất nhanh đón đỡ mấy chiêu lần nữa một chân đá trúng cửa cuồng, đem đối phương đá ra chiến đài phạm vi. Cách ngân hà thắng, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Một cái hai lần tôi xương võ tông đỉnh phong, một cái một lần tôi xương võ tông cao đoạn. Tranh lệch rất lớn, kiếm không thiếu sót không phụ lúc trước hung hãn. Nhìn về phía dưới đài đồng dạng trợn mắt hốc mồm dương trần, có chút ngượng ngùng nói, ca. Hắn quá không trải qua đánh, người nói không thể lưu thủ, không thể khinh địch lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao mà dương trần thì là mặt đen nhỏ thiếu a à, lời này trong lòng ngươi biết là được đừng nói ra tới a à, phải đắc tội thật nhiều người nhưng nghĩ lại đắc tội với người sợ cái gì hắn cùng nhỏ thiếu hiện tại thế nhưng là đông ương đạo cung người nhỏ thiếu vào chỗ chết đánh không đúng không nhận thua lưu khẩu khí liền thành thật tha chất phát kiếm không thiếu sót trọng trọng gật đầu âu dương một rồng lên đài kiếm không thiếu sót lập tức tiến vào trạng thái cổ động tử phủ bên trong thiên ma chân nguyên cả người trở nên hung thần bừng bừng mạnh mẽ nhìn chằm chằm âu dương một rồng tựa như là khóa chặt con mồi tinh giận kiếm không thiếu sót khí thế bốc lên vừa mới muốn thi triển tinh nộ thần thông âu dương một rồng cảm nhận được áp lực cực lớn hắn cũng không muốn cùng cách ngân hà đồng dạng tu dưỡng ba năm vội vàng nói ta nhận thua ngươi thật chán kiếm không thiếu sót có chút khó chịu. Có lòng muốn muốn phản kích một câu, nhưng Âu Dương một rồng rất bất đắc dĩ. Đành phải ngượng ngùng hạ chiến đài, dưới đài, cùng là hoàng giả cửa cuồng khó chịu, kêu lên. Nhỏ thiếu, người cũng đừng đánh xuyên qua, lưu một cái cho ta. Kiếm không thiếu sót lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, anh của ta nói. Không thể lưu thủ, cửa cuồng đành phải quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần giả vờ như không nhìn thấy, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên chiến đài. Nương, vải miễn xem như khó chịu cực, xem ra, hắn là không có ra sân cơ hội. mươi 663, tiếng la thúc thúc. Về phần đằng nạp lan càng là mắt trợn tròn, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói kiếm không thiếu sót. Thế mà lợi hại như vậy, gia hỏa này vẫn là Dương Trần đệ đệ, làm sao dòng họ không giống chứ, mà lại lợi hại đến mức quá mức đây là tân sinh sao chỉ sợ đông ương đạo cung thật nhiều lão sinh đều không phải kiếm không thiếu sót đối thủ cũng đi đại thánh sơn cái thứ ba ra sân tổ sông kiên trì lên đài lên đài ngay lập tức tổ sông liền thi triển ra bóng đen võ ý cả người hoàn toàn biến mất tại trên chiến đài hắc hắc kiếm không thiếu sót cười rất khéo bóng đen võ ý hắn cũng biết mà lại trừ bóng đen võ ý bên ngoài, hắn còn nắm giữ tấm màn đen võ ý tấm. Màn đen, thầm quát một tiếng. Lượng lớn hắc ám linh khí bị hội tụ tại trên chiến đài. Chẳng qua trong khoảnh khắc toàn bộ chiến đài phương viên vài trăm mét. Hoàn toàn bao phủ tại trong hắc vụ, quỷ dị chính là, dù cho là xem chiến thần vương cường già. Thần thức cũng vô pháp quan sát trên chiến đài tình hình. Đây là, có hắc ám hệ thần vương, có vẻ như là nghĩ đến cái gì đột nhiên giật mình là trong truyền thiết tấm màn đen võ ý sao a à. nhưng mà tấm màn đen hình thành một lát sau bao phủ tại xương đen bên trong chiến đài đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương siêu ngay sau đó một thân ảnh bắn ra máu tươi lăng không vẩy xuống là tổ sông tổ sông cũng ngất đi không bao lâu trên chiến đài xương đen tán đi kiếm không thiếu sót tựa như một một người không có chuyện gì Đứng lặng tại chính giữa sàn chiến đấu, nghiêm trang nói, kế tiếp. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này nha chính là một cái yêu nghiệt A, à, dạng này ra hòa. Tới tham gia chín đại đạo cung tân sinh biết võ, không phải nói nhảm mặc cái này. Phụ trách phán định võ đạo liên minh lão thần vương, triệt để im lặng. Đại thánh sơn người mạnh nhất tổ sông. Có vẻ như liền kiếm không thiếu sót một chiêu đều không tiếp nổi cái này còn có thể chơi sao còn có thể vui sướng chơi sao chỉ có chính giữa khán đài chỗ quan vô cực vui ha ha nhìn một chút chung quanh một ít lão gia hỏa này đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý trong lòng của hắn càng là ha ha cười nói các ngươi căn bản không biết nhỏ thiếu thế nhưng là chúng ta nhân tộc tương lai nhân đồ chiến tướng lúc này mới cái kia đến đó đâu đại thánh sơn còn có hai người hai cái rưỡi tàn đội dự bị viên còn thế nào đánh biết võ kỳ thật đã kết thúc tại kiếm không thiếu sót một quyền đánh bay cách ngân hà thời điểm liền đã kết thúc một lát sau trương quân bảo hồ đào nghe theo đạo sư thu xếp lên đài liền nhận thua chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu trận chung kết bị một xuyên năm đại thánh sơn có chút mất mặt có điều thua ở một cái yêu nghiệt trong tay bọn hắn không lời nào để nói lần này đại hội võ thứ nhất đông ương đạo cung thứ hai đại thánh sơn đạo cung thứ 3. Phổ thông đạo cung tổ 2 Theo võ đạo liên minh thâm niên thần vương hét to âm thanh. Lần này chín đại đạo cung tân sinh đại hội võ chính thức kết thúc lần này. Để người ghi khắc tân tú có rất nhiều. Dương Trần tính một cái, tổ sông tính một cái, ngô đạo sông, quan minh, Âu Dương một dòng. Lý Sương Hạo, Triệu Tiểu Hân, Lê Trà Chi, Bạch Làm Núi, Thuyền Trì, Đằng Nạp Lan. Đương nhiên, trói mắt nhất, phải kể tới kiếm không thiếu sót, nhất là bị đè nén. Đó chính là vải miễn. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu thắng. Ứng Hái Kiệt cũng là vẻ mặt tươi cười, thắng a. Nên đàm học phần ban thưởng sự tình. Dương Trần nói thầm một tiếng, hắn không biết lần này đạo cung nên cho bao nhiêu ban thưởng. Nhưng mà đạo cung đại lão căn bản không có thời gian để ý tới Dương Trần bọn hắn. Mà là cùng đi những cái kia cái khác đạo cung lãnh đạo cùng Cửu Châu nhân tộc cao tầng đại. Lão, ngày kế tiếp đạo cung phán quyết điện, võ đạo liên minh, trận đạo liên minh. Cửu châu nhân tộc tam đại cơ cấu quyền lực. Liên hợp tuyên bố một phần cửu châu đạo cung học viên chiến lực bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng không có ghi vào thế lực khác tu sĩ. Bao quát mạnh nhất võ đạo liên minh tu sĩ đều không có thu nhận sử dụng. Mà là đơn độc ghi chép cửu châu đạo cung học viên tình huống, trong đó có võ tông, hoàng cảnh. Hạ vị thần linh cảnh ba cái phân bảng bảng danh sách rất nhanh tại cửu châu đại địa truyền khắp hạ vị thần linh cảnh tu sĩ. Đây mới là khoảng cách người bình thường gần đây cường già. Đây mới là người bình thường cũng có thể đạt tới cảnh giới, dương trần chờ tân sinh. Cũng ngay lập tức biết được bảng danh sách tin tức. Ba cái phân bảng, mỗi cái bảng danh sách ghi vào 100 người, võ tông bảng xếp hạng bên trong. Dương Trần danh liệt thứ sáu, ca, người làm sao mới thứ sáu? kiếm không thiếu sót thay đại ca của mình bênh vực kẻ yếu. Dương Trần mặc dù trận chiến cuối cùng không có ra sân, nhưng Dương Trần thực lực rõ, như ban ngày, đương nhiên. Cái này cùng Dương Trần để lộ ra chiến lực có quan hệ, hắn rất nhiều át chủ bài. Căn bản không có bày ra. Đúng vậy a, à, Dương Trần, ngươi làm sao không phải đệ nhất những Cái này hư danh không quan trọng. Dương Trần cũng không quan tâm, hắn quan tâm là thực tế lợi ích chậm rãi đại hội võ ồn ào náo động đã qua, nhoáng một cái, ba tháng trôi qua. Mà Dương Trần chờ định thần tạo thành viên, đều đang cật lực tăng cao tu vi. Chiến lực không thể không nói, đạo cung vẫn là rất hào phóng. Trừ miễn phí cấp cho Dương Trần chờ định thần tạo thành viên đan dược bên ngoài. Hơn nữa còn ban thưởng hắn 500 học phần. Thế là, hắn tiêu hết tất cả học phần, hối đoái năm khỏa vô cùng chân quý ẩn linh đan tại tăng lên trên diện rộng thần thức về sau. Tiến vào đều trời thăng long bàn thăng long không gian, hao phí không ít hạ phẩm linh tinh. Tấn thăng đến hoàng cảnh. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn thăng cấp động tĩnh quá lớn. Sợ dẫn tới bí cảnh ký túc xá sụp đổ. Dẫn tới phiền toái không cần thiết tấn thăng đến hoàng cảnh về sau. Dương Trần Tổng xem là khá nhẹ nhõm một hồi. Lập tức cùng kiếm không thiếu sót hai cái da đông ương phù đảo phải đi nhìn một chút nhị sư tỷ trước kia là bận quá không dành bây giờ cuối cùng là hơi nhàn rỗi một chút cho dù là tại đạo ương thành dương trần cùng kiếm không thiếu sót đều thành danh nhân trùng hợp chính là mới vừa tới đến vải nhà đại môn lúc thế mà đụng phải vải miễn dương trần kiếm không thiếu sót vải miễn nhìn thấy hai anh em này hình như là chạy nhà hắn đến đây là mấy cái ý tứ ha ha dương trần có chút xấu hổ vải miễn tiểu tử này cũng không có thiếu chịu hắn đánh, cũng không ít ép buộc đối phương, cái. Này, sừng sốt một chút, Dương Trần lại hỏi ngược lại, vải miễn. Vải làm nhưng là gì của ngươi, là cô cô ta. Vải miễn thốt ra, ha ha ha. Lập tức, Dương Trần vui. Người nhà cười cái gì? Vải miễn ghét nhất Dương Trần tiếng cười, vải. Miễn, ngươi không biết ngươi cô cô cùng thẩm lãng nhưng quan hệ. Dương Trần rất hiếu kỳ, ngươi. Nói mò gì, cô cô ta làm sao lại cùng Thẩm Lãng nhưng có quan hệ? Vải miễn càng thêm khó chịu. Ai không biết Thẩm Lãng nhưng tên kia là toàn bộ Đông Ương Đạo Cung cửu nhân, nhưng phàm là Đông Ương Đạo Cung học viên đều lấy đánh tơi bời Thẩm Lãng nhưng dừng lại làm vinh cái này. Chấm ngoặc kép, nhịn không được cười lên Dương Trần, vui, hóa ra tiểu tử này còn không biết đâu. Miễn tiểu tử, ngươi cô cô thế nhưng là ta nhị sư tỷ, ngươi nói một chút Người phải gọi ta cái gì tới? Dương Trần cười nói, tiếng la thúc thúc tới nghe hạ ngươi. Nói hưu nói vượn cái gì đâu? Vải miễn lập tức liền giận. Dương Trần lơ đễnh tiếp tục cười nói. Người biết ta cùng thẩm lãng nhưng đều đến từ Đông Xuyên đi. Người biết ngươi cô cô cùng trong nhà trở mặt sau đi chỗ nào sao? Người biết ngươi cha ruột là ở nơi nào, đưa ngươi cô cô tiếp về nhà sao? a à, đột nhiên nghĩ đến cái gì vải miễn sắc mặt đại biến chương 664, sớm tách ra. Chẳng lẽ Dương Trần nói là thật? Vải miễn có chút không đánh xác định cô cô tính cách lãnh ngạo dị thường. Cùng trong nhà trở mặt về sau, mất tích rất nhiều năm. Về sau, hắn có vẻ như nghe trưởng bối nói qua cô cô hoàn toàn chính xác đi Đông Xuyên. Nhưng Đông Xuyên ở vào phong cấm bên trong, vẫn là tại ngàn năm. Lão cha tại Đông Xuyên xóa bỏ lệnh cấm ngay lập tức mới đi Đông Xuyên đem cô cô tiếp trở về trở lại đạo ương thành cô cô rõ ràng cùng trước kia khác biệt quá nhiều thần thần bí bí suy nghĩ chỉ chốc lát về sau một mặt khó chịu vải miễn lạnh giọng nói ra cô cô ta không ở nhà một năm trước liền ra ngoài một mực không có về a à, dương trần sửng sốt một năm trước không phải là hắn mới vừa tới đến đạo ương thành thời điểm sao không nghĩ cho đến lúc đó nhị sư tỷ liền không có ở cũng đúng nếu như nhị sư tỷ biết mình đến đông ương đạo cung khẳng định trở về nhìn mình. Thần sắc có chút cô đơn Dương Trần, đang muốn quay người rời đi, đã nhị sư tỷ không tại. Lại tiến vải nhà đã không có ý nghĩa gì, mà lại. Hắn dự định đi mở châu nhìn một chút thiên linh hy các. Nàng, không ngờ tới, đồng dạng tấn thăng đến hoàng cảnh vải miễn nhẹ giọng nói, Dương Trần. Biết từ cách bí cảnh sao? Kia là chúng ta đông ương đạo cung thần bí nhất bí cảnh. Học viên tấn thăng đến hoàng cảnh có một lần tiến vào tư cách. Đạt tới Tiên Thiên cấp độ thần linh cảnh về sau, mới có lần thứ hai cơ hội tiến vào. Từ cách bí cảnh, Dương Trần rất kinh ngạc, vì sao thân phận của hắn minh bài bên trong tin tức không cùng từ cách bí cảnh tương quan. Xem xét Dương Trần biểu lộ, vài miễn liền biết Dương Trần chưa nghe nói qua, nhỏ giọng nói: "Từ cách mộ kho là chúng ta Đông Ương Đạo Cung lớn nhất nội tình một trong." người bình thường căn bản không biết ồ dương trần lập tức cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại bên trong có cái gì chỗ đặc thù hoặc bảo vật nhìn người cơ duyên nghe nói bên trong có tử cách thiên hòa thế nhưng là không nghe nói có ai gặp được cũng đem nó thu phục ta nhìn ngươi người mang hỏa hệ thiên phú mới nói cho ngươi tạ lạc nói một tiếng cảm ơn dương trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút bỗng nhiên rời đi, hắn muốn ngay lập tức trả lời cung tìm thật có lý vấn rõ ràng từ cách bí cảnh. Sự tình, uy, vải miễn vội gọi một tiếng, đáng tiếc, Dương Trần thân hình cực nhanh. Hắn sở dĩ nói cho Dương Trần, là nhìn chúng Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót thực lực. Muốn cùng một chỗ tổ đội tiến vào từ cách bí cảnh, bởi vì từ cách bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Hàng năm đều có hoàng cảnh học viên. Vẫn lạc tại trong đó, cùng lúc đó. Đông ương phù đảo ngoại vực cửa vào, thật có lý cao mày nói, dựa theo cục này thế tiếp tục. Ba năm sau, có lẽ chúng ta thật sự nhịn không được quan. Vô cực quát lớn, liền ngươi đều không tự tin lên. Cũng khó trách những cái kia thất tình thánh điện ma đồ có thể có sinh tồn không gian. Thật có lý tức giận nói, ta nói ta không tự tin sao. Nhưng thất tình thánh điện sở dĩ có thể lôi kéo một bộ phận tu sĩ hoàn toàn chính xác cùng cái này có quan hệ thế cục bây giờ, 3 năm sau. Khẳng định càng thêm chuyển biến xấu. Ta nói các ngươi liền không thể suy nghĩ chút biện pháp. Hiện tại lối vào khắp nơi đều là dị tộc cấp thấp tu sĩ đều nhanh không cách nào tiến vào. Quan vô cực nhổ ngụm khí đục vừa đi vừa nói. Nhân tộc cao tầng bao quát thần giới đại lão chính đang nghĩ biện pháp thậm chí đã bắt đầu tổ chức nhìn xem có thể hay không liên hợp tất cả chung vị thần vương trở lên võ giả cùng một chỗ tiến vào một cái ngoại vực cửa vào tiến hành một lần đại quy mô quét dọn các ngươi điên rồi thật có lý cả kinh nói các ngươi loại này đại quy mô hành động tất nhiên sẽ khiến các nơi ngoại vực dị tộc liên hợp thần vương thiếu còn không có cái gì trên trăm vị thần vương cùng một chỗ tiến vào một chỗ ngoại vực tiến hành quét dọn những cái kia mâu thuẫn thật sâu các loại dị tộc khẳng định sẽ có liên hợp đến lúc đó tình huống có lẽ càng thêm nguy cấp nhìn tình huống đi đây cũng là sau cùng biện pháp bằng không chỉ có thể dựa vào bên trong cấp thấp tu sĩ tiến hành quét dọn đáng tiếc chúng ta cửu châu không có thần tinh khoáng mạch bằng không chúng ta nhân tộc thực lực sẽ không như thế thật có lý câu mày nói vẫn là phải đi ngoại vực chiếm lĩnh một khối địa phương chiếm lĩnh thần tinh khoáng mạch. Thần tinh khoáng mạch quá ít, không đủ dùng. Quan vô cực lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, đạo cung phán quyết điện bên này có chút biến động. Một năm mới, có thể sẽ thay đổi một chút sách lược. Nhường đường cung hoàng cảnh võ giả cũng tiến vào ngoại. Vực hoàng cảnh, cái này, có phải là quá nguy hiểm rồi? Thật có lý hơi có chút lo lắng, hoàng cảnh võ giả tiến vào ngoại vực. Thật nhiều nguy hiểm, quan vô cực ngậm miệng, sắc mặt kiên nghị nói đạo cung học viên là người võ đạo liên minh dưới trướng tu sĩ cũng là người hiện tại các nơi ngoại vực đóng quân cơ bản đều là võ đạo liên minh tu sĩ không giống chúng ta đạo cung học viên dù sao cũng là nhân tộc tinh anh quan vô cực khoát tay một cái nói chuyện này tạm thời còn không có xác định thật muốn xác định ta đông ương đạo cung cũng việc nhân đức không nhường ai không có e sợ chiến đạo cung học viên nói xong quan vô cực lại nói người đi về trước đi nhà các ngươi lão bỏ vẫn chờ đâu sớm tách ra hắn qua hắn ta qua ta ngươi thiếu kéo những thứ này ha ha quan vô cực cười một tiếng mang theo một chút trêu chọc ý vị tách ra rồi nhưng ngươi chém người ta cách lão quỷ thời điểm làm gì há miệng lão bỏ ngậm miệng lão bỏ không thèm để ý nàng quan vô cực giờ phút này đã ra ngoại vực bên ngoài cách đó không xa đông ương phù đảo hình dáng ngay trước mắt ngoại vực thở dài một tiếng quan vô cực thân ảnh nháy mắt đi xa dương trần đi vào thật có lý tu luyện chàng thời điểm vừa vặn vừa vặn đụng phải hoang cảnh rồi rõ ràng phát hiện dương trần có chút không giống thật có lý cười hỏi ừm không sai hoàng cảnh tốc độ không chậm chẳng qua cũng là vận khí tốt năm ngoái tình huống ngươi tự mình biết đạo cung cung cấp tài nguyên nhiều hiện tại qua thời kỳ đó, liền không có loại này cơ hội tốt. Muốn tiếp tục cầm học phần, vậy thì phải dựa vào ngươi mình, làm nhiệm vụ, hạ ngoại vực. Đều tùy ngươi chính mình. Mặt khác, đến hoàng cảnh, đạo cung sẽ đối ngươi mở ra càng nhiều khu vực cùng tài nguyên. Dương Trần lập tức liên tưởng đến từ cách bí cảnh, truy vấn. Đạo cung mở ra càng nhiều khu vực. Ngài là chỉ, đúng, đông ương đạo cung địa phương như thế lớn không thấy được rất nhiều nơi đối với tân sinh một mực phong tỏa sao bên kia thế nhưng là có đồ tốt đông ương đạo cung tinh hoa đều ở bên kia chẳng lẽ ngươi cho rằng đông ương đạo cung liền dựa vào một chút đạo sư lười biếng dạy học một chút đan dược liền để học viên tiến bộ phi tốc đạo cung học viên rất nhiều hạ vị thần linh cảnh một nắm lớn trung vị thần linh cũng không hiếm thấy thượng vị thần linh học viên đều có Trung Đông hai đại đạo cung không có điểm áp đáy hòm đồ tốt. Còn có thể xưng là cửu châu mạnh nhất đạo cung sao, Dương? Trần ánh mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, lão sư, có thể nói một chút có vật gì tốt sao, hôm? Này hơi mệt chút, hôm nào ngươi lại đến đi? Ta dẫn ngươi đi. Ai? Đầy cõi lòng mong đợi Dương Trần cáo từ, ngay sau đó, nghĩ đến mình tấn thăng hoàng cảnh. Ban thưởng 100 học phần, Dương Trần đi vào chấp sự đường hối đoái chỗ, nhìn thấy Dương Trần đến, nguyên bản mặt ủ mày trao tân vòng, hai mắt tỏa sáng. Dương Trần, thực lực lại có tiến bộ A à, tiến vào hoàng cảnh, 100 học phần lĩnh đi. Dương, Trần luôn cảm thấy gia hỏa này không giống như là nghiêm chỉnh đạo sư, chậm rãi nói, lão sư. Tôi thể đan ngài cái này còn gì nữa không? mươi 665, Lăng Thiên Chiến Đoàn. Có, đương nhiên là có tân vòng lập tức vui mừng, thiếu chủ rất không tệ nha thế mà biết muốn tôi thể, rất nhiều tu sĩ tại đạt tới tiên thiên cấp độ về sau. Phần lớn đều coi nhẹ cường độ thân thể tăng lên, quả thực là ngu muội. Không có cường hãn thân xác, dù cho là hai lần rèn luyện thần cốt cũng không có gì đại dụng. Hiện tại tu sĩ, đều nhìn chăm chăm rèn luyện thần cốt. Coi nhẹ rèn luyện thân thể, thật tình không biết tôi xương, tôi thể là cùng nhau tân lão sư ngài nhìn ta hiện tại chỉ có một trăm học phần hiện tại hối đoái tôi thể đan ngài nhìn có thể hay không cho ta tiện nghi một chút ừm người đây là muốn hai mươi học phần một viên ta toàn đổi toàn đổi rồi người muốn nhiều như vậy tôi thể đan làm gì tân vòng một mặt hoài nghi lấy dương trần trước mắt cường độ thân thể nhiều nhất hai viên tôi thể đan là đủ tôi thể đan thế nhưng là cực kỳ thiên môn đan dược trừ thuần chính thể tu học viên có rất ít người hối đoái mà tại đông ương đạo cung thể tu ít càng thêm ít dương trần lập tức nói lão sư ta thể chế có chút đặc thù cần nhiều một chút tôi thể đan ngươi thể chế đặc thù ta không thấy như vậy tràn đầy hồ nghi tân vòng tuyệt không đặt câu hỏi chi tiết cho dương trần hối đoái năm khỏa tôi thể đan từ chấp sự đường ra tới dương trần thở dài học phần không có về sau muốn kiếm lấy học phần liền phải làm nhiệm vụ dương trần có chút bất đắc dĩ trở lại bí cảnh ký túc xá về sau dương trần bắt đầu luyện đan hắn đã để dư đại hải hỏi thăm một chút một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc phi thuyền cần hải lượng cực phẩm linh thạch mà đi đến rộng lớn ngoại vực không có phi thuyền vô luận đi đường vẫn là đào mệnh đều là cực kỳ không tiện hắn phải tích lũy tiền phòng ngừa chu đáo tại thần đạo cấp độ trước đó mua một chiếc linh khí phi thuyền mới được, nhưng mà, Dương Trần còn không biết, rất nhanh. Đạo cung phán quyết điện liền sẽ có mới pháp lệnh ra sân khấu, hoàng cảnh học viên. Cũng cần tiến vào ngoại vực lịch luyện. Ngày kế tiếp, Dương Trần sáng sớm liền tới đến thật có lý tu luyện chàng, ngồi. Thật có lý ánh mắt quét về phía cách đó không xa bồ đoàn, hưu, tức thời. Chỉ nói bồ đoàn lăng không bay lên, rơi vào Dương Trần trước mặt. Ừm, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, cười hỏi, lão sư, đây là bí thuật gì, hồn? Lực một loại vận dụng, chớ suy nghĩ quá nhiều, khoảng cách ngươi rất xa. Thật có lý cũng không nhiều giải thích, lên tiếng nói, nói đi, muốn biết thứ gì? Dương Trần còn đang suy nghĩ lấy lúc trước bồ đoàn tự dưng bay đến trước mặt hắn một màn. Nghi ngờ nói, đạo sư, chẳng lẽ thần vương cường giả? Linh hồn chi lực có thể thực chất hóa, thực chất hóa. Thật có lý cười nhạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Linh hồn thực chất hóa là trong truyền thuyết mới có, nghe nói linh hồn thực chất hóa. Là vì bất hủ, bất tử bất diệt cái chủng loại kia. Có điều ta nhưng không tin, linh hồn bất hủ, bất tử bất diệt, Dương Trần có chút khó có thể tin. Nói, thật có lý chuyển lại đề tài nói, không đề cập tới cái này, ngươi thành hoàng giả. Nhiều góp nhặt điểm học phần. Hoàng cảnh phá hạ vị thần linh cảnh luận võ tông phá hoàng cảnh muốn khó khăn nhiều dù sao cũng là đại vị giai đột phá cần tài nguyên bảo vật khó mà hình dung không có học phần chỉ có thể dựa vào mình chịu có học phần đạo cung có thể tiến hành một chút phụ trợ học phần dương trần có chút bất đắc dĩ ta học phần là không ý tứ này ta còn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới được a à? đúng người đến cùng cũng không có việc gì có việc mau nói Dương Trần im lặng ta lúc này mới đến đâu, liền phải đuổi người. Lão sư ta muốn hỏi hỏi từ cách bí cảnh sự tình, từ cách bí cảnh. Thật có lý không hề nghĩ ngợi, nói, ngươi bây giờ không thích hợp đi vào. Chờ ngươi đến hoàng cảnh đỉnh phong rồi nói sau, vì cái gì? Dương Trần không hiểu, không thích hợp chính là không thích hợp, nghe ta chuẩn không sai. Thật có lý lười nhác giải thích trong này dính đến đạo cung một chút hạch tâm bí ẩn nàng không tiện nói cùng Dương Trần nghe. Phải, Dương Trần bất đắc dĩ, cho dù tràn đầy ngạc nhiên, nhưng lão sư không giải thích. Hắn cũng không có cách nào, vẫn là thành thành thật thật trước tu luyện tới hoàng cảnh đỉnh. Phong lại nói, sau đó, tân sinh muốn khai giảng. Mà xấu hổ ví tiền rỗng tuếch Dương Trần, cũng thành học viên cũ. Cùng cái khác đa số học viên cũ đồng dạng, đem chú ý đánh tới tân sinh trên đầu, dù sao mỗi một cái tân sinh thế nhưng là có một trăm học phần nghĩ cái biện pháp gì đâu cuối cùng vẫn là ứng hái kiệt xuất một ý kiến tính toán ra dương trần thế nhưng là năm hai học viên người mạnh nhất mà lại tại cửu châu phạm vi bên trong cũng là thanh danh lên cao nếu như kéo một cái chiến đoàn đoán chừng có không ít tân sinh sẽ hưởng ứng muốn gia nhập chiến đoàn khẳng định phải đóng tiền một người tính năm học phần kéo 100 cái tân sinh tiến đến, đây chính là 500 học phần mà lại có chút vụn vặt sự tình. Có thể để chiến đoàn tân sinh đi làm, lập tức Dương Trần đi một chuyến Đông Ương chiến đoàn. Học viên đăng ký chiến đoàn phải đi Đông Ương chiến đoàn đăng ký mới được, Đông Ương chiến. Đoàn tiếp đãi Dương Trần đoàn viên, nghe được Dương Trần danh tự. Hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, Dương Trần tại Đông Ương chiến đoàn. Vẫn còn có chút danh khí tăng thêm đại hội võ hắn bây giờ tại đạo cung danh khí cũng không nhỏ chiến đoàn tên trời đông chiến đoàn có đại đông trời chiến đoàn có dương trần im lặng nửa ngày sau mới nói lăng thiên chiến đoàn không có người xác định dùng cái này dương trần rơi vào trầm tư tiếp lấy nghiêm túc nói liền dùng cái này chiến đoàn có thể đăng ký nhưng là không được nhiễu loạn đạo cung trật tự mặt khác chiến đoàn không cho phép cưỡng ép bức bách học viên nhập xã bằng không đông ương chiến đoàn sẽ ra mặt giải quyết mặt khác nhắc nhở ngươi một câu thành lập chiến đoàn vậy liền cẩn thận bị người đến đập quán còn có thể đến đập quán nói nhảm chiến đoàn thành lập đạo cung sẽ cho các ngươi hạ phát một chút sân bãi mặt khác chiến đoàn hàng năm cũng có thể từ đông ương chiến đoàn bên này nhận lấy bộ phận tài nguyên tu luyện Đương nhiên, không phải ai đều có thể thành lập chiến đoàn. Người bên này không có làm xét duyệt, không phải không xét duyệt. Chỉ là bởi vì ngươi tại đại hội võ bên trên thành đạo cung làm cống hiến, cho nên ngầm thừa nhận ngươi có thể thành lập chiến đoàn. Một khi bị người đến đập quán, chờ ngươi chiến đoàn nhân viên nhỏ hơn 10 người, vậy liền sẽ bị hủy bỏ chiến đoàn tư cách. Đương nhiên, 3 tháng trước không có những yêu cầu này, sau 3 tháng Đông ương chiến đoàn sẽ khảo hạch thấp hơn 10 người, chiến đoàn sẽ bị hủy bỏ. Sau 3 tháng, Dương Trần nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, biết. Vậy bây giờ ta liền có thể chiêu nạp đoàn viên rồi. Chờ một chút, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn xem cho các ngươi chuyển sân bãi. Mặt khác về sau mỗi tháng có thể tới Đông ương chiến đoàn nhận lấy 500 triệu cực phẩm linh. Thạch Dương Trần trong lòng vui mừng, một tháng năm ức, không ít a à chẳng qua đông ương đạo cung có tiền, đạo cung chiến đoàn cũng không nhiều. Cho ăn bể bụng chừng trăm cái, một năm mấy ngàn ức sự tình, đạo cung cũng cho lên. Dù sao thành lập chiến đoàn, kỳ thật cũng là đoàn đội hợp tác một loại thể hiện. Đông ương đạo cung kỳ thật vẫn là cổ vũ học viên, lấy đoàn thể làm đơn vị tiến hành hợp tác. Đông ương chiến đoàn đoàn viên, rất nhanh dẫn Dương Trần đến một mảng lớn thạch lâu kiến trúc chỗ, mở miệng nói, đạo cung chiến đoàn đều ở chỗ này, mới thành lập chiến đoàn. Nhân viên không chừng, cho nên sân bãi chỉ có một tòa thạch lâu. Chờ các ngươi nhân viên đạt tới trăm người trở lên, có thể thỉnh cầu thay đổi. Đang khi nói chuyện, đối phương mang theo dương trần chọn lựa thạch lâu. mươi 666, ngoan thoại. Có thể a à, dương trần có chút hưng phấn, không nghĩ tới thành lập một cái chiến đoàn thế mà còn có thể lấy không một tòa thạch lâu rất không tệ a à. đông ương chiến đoàn người cũng mặc kệ hắn dẫn hắn chọn thạch lâu về sau liền nói sau ba tháng đông ương chiến đoàn xét duyệt đoàn viên của các ngươi danh sách không đến mười người sân bãi thu hồi bao quát giai đoạn trước cho phí tổn cũng phải thu hồi chính ngươi nhìn xem lo liệu hiện tại liền có thể chiêu nạp đoàn viên tốt tạ ơn không khách khí phải đi chiêu nạp đoàn viên hắn hiện tại kẻ buôn nước bọt đoàn trưởng một cái, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chiêu. Mộ một chút tân sinh, lắc lư lấy nhập hội phí, còn có thể đánh cho ta không công? Sảng khoái, Dương Trần nghĩ hay thật tư tư, về phần có thể hay không chiêu đến thực lực gì học viên? Căn bản không quan tâm, bất quá, đầu tiên nha. Vẫn là phải lắc lư mấy cái lão sinh ra nhập mới được, sau một khắc liền thẳng đến bí cảnh ký túc xá lăng thiên chiến đoàn nên nhận người bí cảnh ký túc xá cửa vào dương trần đứng một hồi lâu mới nhìn đến một cái người quen vội vàng hô cái kia tiểu mập mạp la hải mạnh nhìn thấy dương trần vội vàng đi chầm chậm tới cái kia la hải mạnh đúng không dương trần vừa mới kém chút quên tên của đối phương giờ phút này cuối cùng là nhớ lại chào hỏi một tiếng dương trần cười tủm tỉm nói nhận biết ta sao, La Hải mạnh mờ mịt gật đầu, đương nhiên nhận biết. Sao có thể không biết người nào đó thế nhưng là đánh qua hắn. Đương nhiên, vài ngày trước đại hội võ, hắn cũng đi nhìn. Đối đông ương đạo cung đội trưởng Há có thể chưa quen thuộc ta hoàng cảnh, a à, La Hải mạnh vẫn là mờ mịt, ngươi hoàng cảnh, tại sao phải cùng ta nói một tiếng. Bất quá, nghe được Dương Trần nói mình hoàng cảnh, La Hải mạnh vẫn còn có chút ao ước tháng. Sau ta đại khái liền hoàng cảnh đỉnh phong a. À. Ta đây, cái này năm học hạ vị thần linh cảnh thậm chí trung vị thần linh cũng có thể. Trước khi tốt nghiệp tối thiểu cũng là hạ vị thần vương khởi bước. Nhà ngươi có thần vương sao? Không có. Dương Trần sững sờ một chút, cũng không thèm để ý cười ha hả nói. Dù sao bất kể nói thế nào, ta rất có tiền đồ, ngươi tán thành sao? La Hải Mạnh không hiểu Dương Trần tại sao phải cùng mình khoe khoang những cái này nhưng vẫn là thành thật một chút đầu nói, ừm, đạo sư đều nói. Người là chúng ta lần này lại có vũ lực, lại có đầu óc thiên tài. Cho nên ta dạng này thiên tài, thành lập một cái chiến đoàn. Hiện tại chiêu mộ một chút cùng chung chí hướng chiến hữu, cùng một chỗ phấn đấu. Cùng một chỗ tiến bộ, người sẽ gia nhập sao, chiến. Đoàn, La Hải mạnh lần nữa mở mịt ta ưu tú như vậy sao? Tại Đông Ương Đạo Cung, chiến đoàn không ít nhưng giống Đông Ương chiến đoàn tại tân sinh bên trong mới chiêu mấy người mà thôi. Cái khác chiến đoàn tuyển nhận thấp nhất cánh cửa thế nhưng là hoàng giả. Bọn hắn những cái này võ tông cảnh học viên, trừ phi võ phú, chiến lực nghịch thiên. Bằng không căn bản không ai phản ứng, hiện tại Dương Trần thế mà muốn hắn tiến chiến đoàn. La Hải mạnh ngốc trệ chỉ chốc lát, có chút do dự nói, muốn thu phí sao? Ta, nếu là quá đắt ta hiện tại học phần cũng không nhiều. Dương! Trần lập tức giận dữ, quát lớn, ta Dương Trần là loại người này sao, đi. Qua qua đường, đều dừng bước lại nhìn một chút, nghe một chút. Dương Trần mở miệng kêu la, nháy mắt có tám chín người vây quanh, càng thêm ra sức lên. Nhưng kinh hô, các huynh đệ, tại đạo cung, chỉ có tiến tới người mới được coi trọng. Có thể đi vào đông ương đạo cung, ai không phải thiên tài, ai không phải thiên tri kiêu tử. Vì cái gì chúng ta vẫn là cao thấp không đều đâu. Một phương diện, tài nguyên không đủ, trong nhà không cách nào phụ cấp. Thứ hai, không có những người khác như thế, có cao giai đạo sư giúp đỡ chỉ điểm. Nhưng chúng ta nhiều người, những cái kia cường đại đạo sư thiếu mới mang mấy cái học viên. Nhiều nhiều lắm là 10 cái, càng nhiều học viên đều không có chuyên môn đạo sư. Cho nên chúng ta nhất định phải tự cường. Theo Dương Trần tiếng giống, người vây xem càng ngày càng nhiều ra vào bí cảnh túc xá đều vây tụ mà tới, dương. Trần càng thêm hưng phấn, các bạn học, các huynh đệ, ta hỏi các ngươi, các ngươi cam lòng sao? Thấy không ai vai phụ, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút. Nhưng kiếm không thiếu sót không có hiểu được. Không thể không hung hăng chừng la hải mạnh một chút, la hải mạnh lúc này không ngốc. Thấy thế bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai mà quát, không cam tâm, không cam tâm cũng có một chút bị mê hoặc học viên giờ phút này cũng kìm nén không được nhịn không được hô lên không cam tâm vậy làm sao bây giờ chúng ta cần tự cường như thế nào tự cường dựa vào người không bằng dựa vào mình ta dương trần liền không có ra thế nhưng ta dựa vào ta bản thân cố gắng trở thành tân sinh bên trong người mạnh nhất có người không thừa nhận sao có người không phục sao bây giờ ta tiến vào hoàn cảnh cái này năm học ta tất nhập xuống vị thần linh cảnh sung kích trung vị thần linh đừng nói tân sinh năm nhất kết thúc ta liền đi khiêu chiến đông ương chiến đoàn đoàn trưởng lời này ta thả cái này đông ương chiến đoàn đoàn trưởng vị trí ta dương trần cũng có thể ngồi một chút dương trần một phen lối ra bỗng nhiên có lão sinh cười nhạo nói lăng thống đoàn trưởng hiện tại chính là trung vị thần linh cảnh dương trần đột nhiên ngẩng đầu quát bớt nói nhảm ngươi không được không có nghĩa là ta dương trần không được. Thiếu cùng ta lại nhà lại nhảy, không phục, ngươi đến, chúng ta trên chiến đài thấy thật chiêu. Ngươi, cùng dương trần kêu gào lão sinh có chút hẹn quá hóa giận. Người bên cạnh kéo hắn một chút, thật đúng là đi chiến đài a à, càng ngày càng nhiều tân sinh. Cũng nhao nhao tụ đến. Dương Trần càng thêm hưng phấn, tiếp tục nói, ta xuất thân phổ thông. Nhưng là ta chưa từng từ bỏ giấc mộng của mình. Thần vương, sớm muộn có một ngày ta Dương Trần cũng có thể làm. Ta hy vọng một ngày kia, người người đều có thể trở thành thần vương, nhưng là cái này cần chúng ta mình không ngừng vươn lên. Hôm nay, ta Dương Trần thành lập Lăng Thiên Chiến đoàn, mở cửa nạp hiền, có tự cường chi tâm. Có phấn đấu chi tâm, đối võ đạo có theo đuổi, không hỏi xuất thân, không hỏi cảnh giới. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Không nên hỏi ta vào đoàn có chỗ tốt gì, không có chỗ tốt mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo, chia sẻ một chút kinh nghiệm. Vì cùng chung mục tiêu đi phấn đấu. Hiện tại bắt đầu, Lăng Thiên Chiến đoàn chính thức đối ngoại chiêu tân, nguyện ý, tới đăng ký. Không nguyện ý, không bắt buộc. Dứt lời, Dương Trần ánh mắt sắc bén chừng mắt về phía La Hải Mạnh, còn không cho ta cổ động, La. Hải Mạnh kỳ thật cái này lúc sau đã có chút nhiệt huyết sôi trào, vì mộng tưởng cùng một chỗ phấn đấu một ngày kia người người đều thành thần vương không nghĩ tới dương trần thế mà còn có dạng này hùng tâm tráng trí sau một khác la hải mạnh liền lớn tiếng nói ta muốn gia nhập tốt tính ngươi một cái ta dương trần không quan tâm ngươi xuất thân như thế nào chúng ta võ giả phải tự cường phía ngoài đoàn người ứng hái kiệt mấy người cũng vừa trở về thấy thế cả đám đều mặt mũi tràn đầy mộng bức tình huống như thế nào Dương Trần bỗng nhiên thành lập chiến đoàn thì thôi. Hiện tại lại ai đến cũng không có cự tuyệt nghe hắn ý tứ. Còn chuyên môn thu những cái kia yếu cặn bã tân sinh, đây là muốn làm gì? Muốn nói là về sau ngoại vực đoàn đội làm sàng chọn. Cũng là nên tìm bọn hắn định thần tổ mấy người này mới đúng, đã không phải. Kia lại là vì cái gì, thật đúng là cùng hắn nói như vậy, đơn thuần vì trợ giúp mọi người. Truy cầu không ngừng vươn lên, vì giấc mộng mà tụ. Dương Trần đây là ngốc rồi. Ứng hái kiệt nói thầm một tiếng, vừa đuổi tới Lê Trà Chi cũng. Kinh ngạc nói, hắn không phải sợ nhất phiền phức sao. Bỗng nhiên làm cái chiến đoàn làm gì, ai biết, chiếu. Tiểu Hân lắc đầu tiếp lấy lại có chút quể oải nói, hắn đều hoàng cảnh. Ứng hái kiệt vui sướng hài lòng nói, ta cũng hoàng cảnh, chiếu. Tiểu Hân hừ một tiếng, nàng bởi vì đại hội võ thụ thương, đến bây giờ mới vừa vặn chữa khỏi vết thương, hoàng cảnh tối thiểu còn phải chờ vài ngày mới được. Chương 667, như đại gia ngươi. Trò chuyện vài câu, ứng hái kiệt bỗng nhiên nói, chúng ta muốn gia nhập sao? Chúng. Ta gia nhập làm gì, ta Hoài Nghi Dương Trần có mục đích, nói không chừng có chỗ tốt. Không có chỗ tốt sự tình, các ngươi cảm thấy hắn sẽ lẫn vào. Lời nói này lối ra, tất cả mọi người một bộ rất tán thành biểu lộ, không có chỗ tốt sự tình. Dương Trần từ trước đến nay khiêm tốn, có chỗ tốt tỉ như khai giảng phân phối đạo sư. Định thần tổ tuyển chọn tổ trưởng, đặc huấn trong khi làm nhiệm vụ thứ nhất có ban thường. Những việc này, Dương Trần một cái không rơi. Tất cả đều gặp phải, về phần bình thường cái gì hoạt động, gia nhập đông ương chiến đoàn. Dương Trần là một cái đều không tham gia, ra. Hỏa này, không có chỗ tốt có thể lên. Hiện tại gióng trống khua chiêng muốn chiêu nạp đoàn viên, muốn nói không có mờ ám mấy người đánh có chết cũng không tin triệu tiểu hân bỗng nhiên nói hai ngày trước hắn bán cho ta một nhóm đan dược lực nguyên đan có thể tăng lên chân nguyên thị trường không có hiệu quả cũng không tệ lắm không sai biệt lắm bán hai nghìn ức có phải là cùng cái này có quan hệ ta đi hai nghìn ức ứng hái kiệt đều kinh ngạc đến ngây người nửa ngày sau mới nói ra hỏa này thật là người tài ba lực nguyên đan ta biết là chính hắn luyện hắn vẫn là đan sư đàn sư có thể nghèo sao triệu tiểu hân nhả rãnh một câu đông ương đạo cung tân nhân vương dương trần thành lập lăng thiên chiến đoàn đối ngoại mời chào đoàn viên rất nhanh liền tại một khu hai khu hai đại bí cảnh ký túc xá chuyển ra dương trần còn thả ra ngoan thoại năm nhất kết thúc khiêu chiến đông ương chiến đoàn đoàn trưởng lăng thống đây cũng là cái lớn tin tức trung vị thần linh vũ giả thật không phải rau cải trắng Tại Đông ương Đạo Cung, trung vị thần linh vũ giả không hiếm thấy. Nhưng tuyệt không thấy nhiều, phần lớn người đều không tại Đạo Cung. Chân chính lưu tại trong trường trung vị thần linh học viên không đến 5 người. Dương Trần thật muốn năm nhất liền thắng lăng thống. Kia không nói Đông ương Đạo Cung học viên thứ nhất. Tối thiểu tại Đạo Cung có thể đứng hàng hào, chiến đường. Quan vô cực rất nhanh cũng thu được tin tức, có chút bật cười, nhìn về phía lưu dơ cao nói. Chúng ta cảm thấy hắn không đủ dũng mãnh cấp tiến. Kết quả hắn lập tức cấp tiến để ngươi chấn kinh. Người năm nhất dám khiêu chiến Đông Ương chiến đoàn đoàn trưởng. Lưu Giơ Cao cũng sửng sốt một chút, kỳ quái nói, hắn thành lập chiến đoàn làm cái gì? Không biết, vừa nói xong không biết Quan Vô Cực bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói. Nghe nói hắn vẫn là đan sư đâu, luyện chế ra đan dược có vẻ như gọi là gì lực nguyên đan tại đông ương phù đảo có bán nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm hắn không phải là muốn tại đạo cung bên trong cũng bắt đầu chào hàng lực nguyên đan đi nhất định đúng vậy chào hàng nha khẳng định là cần nhân thủ ừm hiểu đi a à, ta nói sao lưu dơ cao một mặt im lặng giờ khóc giờ cười nói tiểu tử này chấm chấm tiểu tử này nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị ta đều nhanh coi là thật còn tưởng rằng hắn thật vì những cái kia tân sinh học viên suy xét Nói như thế nào đây, chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Hắn nếu là thật có thành tựu, chưa hẳn sẽ không trả lại những cái này đoàn viên. Cho nên chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, huống chi, thực sự có người bị hắn lắc lư đến. Cũng là mình không đủ thông minh. Dù sao cũng so bị ngoại nhân lắc lư tốt, cũng so tại ngoại vực bị người lắc lư. Chết cũng không biết chết như thế nào mạnh hơn. Đây cũng là, chúng ta đạo cung hoàn toàn chính xác cũng cần loại này có chút người âm hiểm tồn tại liền cùng phó cung chủ như thế khụ khụ quan vô cực ho khan một tiếng lưu sư hổ đầu óc không có hồ đồ a à. cái này nếu như bị người nghe được người ta nên dạy hắn như thế nào làm người dương trần thành lập lăng thiên chiến đoàn sự tình truyền cực nhanh mà giờ khác này dương trần còn không thu công đâu nhìn xem không ít người đăng ký dương trần phát hiện rất nhanh liền thu đầy một trăm cái bỗng nhiên lớn tiếng nói nhân viên đủ thật có lỗi lần này không có gia nhập gần đây là không có cơ hội lại thêm vào hy vọng một ngày kia mọi người sẽ không vì lựa chọn của mình mà hối hận mà vào chiến đoàn có bao nhiêu người có thể một mực chống đỡ tiếp vì mộng tưởng mà cố gắng ta không biết nhưng là các ngươi dũng cảm bước ra bước đầu tiên ta vẫn còn muốn nói chúc mừng mọi người có sắc mặt người phức tạp có người khịt mũi coi thường mà đăng ký cũng giao nạp học phần người, giờ phút này cũng không biết nên mừng rỡ vẫn là khác. Tốt, mọi người hiện tại có thể tán hai ngày này. Mọi người chú ý nhìn thân phận minh bài tin tức, chúng ta sẽ có một cái chiến đoàn tụ hội. Mọi người lẫn nhau làm quen một chút, hy vọng rất nhanh. Chúng ta Lăng Thiên chiến đoàn liền có thể trở thành đạo cung thứ hai chiến đoàn. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, chúng ta thật muốn lòng mang mộng tưởng. Không có cái gì là làm không được. Dương Trần lần nữa tẩy não một trận, đuổi đi đám người. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười rất thuận lợi. Rất nhanh liền chiêu nạp 100 đoàn viên, không, cần nhiều, một nửa có thể lưu lại là được, thay hắn chào hàng lực nguyên đan. Chắc hẳn đầy đủ, hắn chính nhìn xem thân phận của mình minh bài bên trong tin tức. Một bên ứng hái kiệt có chút tức giận nói, ta thỉnh cầu, vì cái gì không cho gia nhập? Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút đồng dạng sinh khí triệu tiểu hơn mấy người. bĩu môi nói, các ngươi không chịu khổ nổi, đều là có thân gia. Ta cũng không hầu hạ các ngươi, ngươi, ứng. Hái kiệt có chút nổi nóng nói, ngươi coi thường chúng ta, cắt. Dương Trần khinh bỉ một tiếng, mở miệng nói, dạng này. Ngươi bây giờ đi đem vừa mới chào phúng ta người học sinh cũ kia đánh một trận. Ta thu ngươi, ứng hái kiệt. Chấm, triệu tiểu hân chấm, lê trà chi, chấm chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này đến cùng cẩn thận đến mức nào mắt vừa mới vị kia liền nói một câu như vậy. Dương Trần cũng đổi trở về, người ta đều không dám lên tiếng. Hiện tại hắn thế mà giật dây ứng hái kiệt đi đánh người dừng lại. Nhìn xem đờ đẫn đám người, Dương Trần lắc đầu, vừa đi vừa thở dài. con em thế ra chính là như thế, cho nên ta mới không khai nạp các ngươi miễn cho làm hư lăng thiên chiến đoàn tập tục. Làm đoàn trưởng, ta để ngươi làm chút chuyện nhỏ này đều không được kia một ngày kia. Ta như thế nào yên tâm đem phía sau lưng giao cho các ngươi. Chiến hữu chiến hữu, mặc kệ đúng sai, người đầu tiên phải đứng tại ta bên này. Đó mới là chiến hữu của ta. Đáng tiếc các ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Dương Trần một bộ tiếc nuối ngữ khí, bên cạnh có vừa mới nhập xã đoàn viên. Nghe vậy lập tức kích động nói, đoàn trưởng nói không sai, chúng ta võ giả, làm như thế, như. Đại gia ngươi, ứng hái kiệt mấy người trong lòng mắng to, ngươi ngốc thiếu không ngốc thiếu. Gia hỏa này ngươi còn làm thật, hắn thật đúng là có thể cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Chờ coi đi, cuối cùng các ngươi là đoàn trưởng, đoàn trưởng vẫn là đoàn trưởng. Sớm muộn đều bị bán cái không còn một mảnh, trở lại túc xá dương trần chợt phát hiện kim tự tháp cửa bị gõ vang kiếm không thiếu sót mở cửa xem xét nhìn thấy ứng hái kiệt mấy người dương trần hơi không kiên nhẫn nói lại làm gì ta vội vàng đâu dương trần nói một chút ngươi thành lập chiến đoàn đến cùng muốn làm gì ứng hái kiệt một mặt hiếu kỳ lại nói yên tâm chúng ta cam đoan không đối ngoại nói ta nói bởi vì tất cả mọi người có cộng đồng mộng tưởng vì mộng tưởng mà phấn đấu ngươi còn muốn biết gì nữa, tin ngươi mới có quỷ. Ứng hái kiệt nói, lại nháy mắt ra hiệu nói, nói thật. Ngươi cái này chiến đoàn thực lực quá yếu, ta vừa mới nhìn một chút. Đều là loại kia yếu bỏ đi võ tông con tôm nhỏ, để chúng ta gia nhập. Tối thiểu cho ngươi chống đỡ mặt tiền, các ngươi là nhàn không có chuyện làm. Ứng hái kiệt không có phản ứng hắn, Lê Trà Chi thì là tương đối chân thành một chút, nói khẽ. Dương Trần, chúng ta trước năm học tiêu hao đều quá lớn bây giờ trong nhà cũng khó có thể duy trì tất cả mọi người muốn tìm điểm kiếm tiền phương pháp người nếu là có dạng này phương pháp kéo chúng ta một thanh như thế nào những người này trước năm học tiêu hao hoàn toàn chính xác rất lớn dù là hậu kỳ đạo cung cho ban thưởng nhưng những cái này học phần bọn hắn xong một cái hoàng cảnh kỳ thật rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ muốn tiếp tục tinh tiến vậy thì phải dựa vào chính mình chương 668, phân đất phong hầu chức quan. Đại gia tộc có đôi khi phiền phức càng nhiều. Ứng hái kiệt gia gia chẳng lẽ có thể đem ứng ra tài nguyên đều nện cho cái này cháu trai, ứng. Hái kiệt thúc thúc cô cô đều có bảy tám cái, đường huynh đệ tỉ muội biểu huynh đệ tỉ muội chung vào một chỗ bốn năm mười. Dương Trần im lặng nói, suy nghĩ nhiều, ta nói. Chính là thành lập một cái khích lệ hình thức chiến đoàn các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ý nghĩ, thật muốn. Tin hay không, ta vội vàng đâu, không đưa. Ứng hái kiệt mấy người cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc có thể nghĩ nghĩ. Cũng không có hỏi lại. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Dương Trần bỗng nhiên nói, kỳ thật. Cũng không phải là không thể thu các ngươi nhập xã, có thể nhập chiến đoàn. Kia phải vì chiến đoàn xuất lực, các ngươi có thể làm đến sao, ngươi. Nói ra được lực là về sau một chút đến đập quán quấy rối các ngươi phụ trách ra mặt giải quyết còn có tân sinh đoàn viên một chút võ đạo nghi hoặc các ngươi cũng giúp đỡ giải đáp một chút chờ sau này chiến đoàn chính quy lên đi hướng quỹ đạo các ngươi chính là đại công thần nguyên lão chưa hẳn không thể cùng đông ương chiến đoàn đồng dạng từ đạo cung bên kia cầm tới tài nguyên phân phối quyền lợi ta thành lập chiến đoàn kỳ thật cũng mang theo ý nghĩ như vậy Đông ương chiến đoàn, hiện tại cũng bị những học sinh cũ kia chiếm lấy. Chúng ta những cái này tân sinh, lúc nào mới có thể ra đầu? Cho nên ta chuẩn bị bắt đầu từ số không? Lời này làm sao nghe làm sao giả, cần phải bắt đầu từ số không? Khi bọn hắn ngốc đâu, chẳng qua lòng hiếu kỳ hại mèo chết, mấy người suy nghĩ một chút. Đều gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Dương Trần bĩu môi, thầm nói, ngu đần đưa tới cửa lao lực, không thu còn không được. Ngày kế tiếp, Dương Trần tại chiến đoàn trụ sở. Tổ chức lần thứ nhất lăng thiên chiến đoàn đại hội, chứ? Vị, hôm nay là chúng ta chiến đoàn thành lập lần thứ nhất toàn viên đại hội. Hôm nay, đang ngồi tăng thêm ta, tổng cộng 109 người. Cái số này rất tốt, ngày sau, chúng ta chính là lăng thiên chiến đoàn 109 nguyên lão. Cũng là tương lai 109 vị thần vương võ giả, mộng tưởng vẫn là muốn có thần vương chưa hẳn không có hy vọng lăng thiên chiến đoàn phép tắc không nhiều tất cả mọi người là bình đẳng đều vì võ đạo mà tới nhưng là không phép tắc không thành phương viên đẳng cấp tại bất cứ lúc nào đều tồn tại tại đạo cung mọi người không nhìn khác nhìn thực lực cũng là chúng ta một mực theo đuổi coi đây là cơ sở chúng ta mới có động lực tiếp tục tiến tới ta dương trần đảm nhiệm đoàn trưởng chức một ngày kia chiến đoàn ai so ta dương trần thích hợp hơn, càng mạnh, vậy ta tự nhiên thối vị nhượng trước. Tại lăng thiên chiến đoàn, ta hy vọng chư vị có thể tuân thủ một chút ta lập hạ phép tác. Cứ như vậy, chiến đoàn khả năng hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Dưới đài có người bĩu môi. Dương Trần liếc mấy người một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Là ứng hái kiệt mấy cái này đau đầu, cũng không biết để bọn hắn vào là tốt là xấu. Dương Trần trong lòng ghi lại cái này sự tình, quay đầu lại dọn dẹp các ngươi. Ta hiện tại công bố một tin tức tốt, đạo cung bên này, gần đây muốn cải cách. Ta vì mọi người mưu đến một cái tuyệt hảo kiếm tiền cơ hội. Có một loại tăng lên chân nguyên đan được gọi là lực nguyên đan. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua, hiện tại. Ta dự định tại đạo cung đại lực phổ biến, đương nhiên, cần các ngươi đi chào hàng yên tâm lực nguyên đan hiệu quả so trên thị trường một chút tăng lên chân nguyên đan dược cũng mạnh hơn một bậc cũng không phải muốn các ngươi bạch trào hàng tiêu thụ ngạch trích phần trăm tạm định là một thành ta tính qua chút chịu khó một tháng kiếm vài ức cực phẩm linh thạch kia là chuyện nhỏ đây không phải nhân viên trào hàng sao có người nói thầm một tiếng dương trần lập tức quát lớn nói nhảm cái gì nhân viên trào hàng lực nguyên đan thế nhưng là chúng ta chiến đoàn độc môn. Đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ có càng nhiều độc môn cường hiệu đan dược ra sân khấu. Tu luyện cần đại lượng tài nguyên, không có tiền ở đâu ra tài nguyên. Các ngươi thử nghĩ một chút, dùng đến lên lực nguyên đan. Chỉ ít đều là hoàng cảnh hoặc trở lên học viên, đương nhiên, đạo cung lượng lớn đạo sư. Cũng là chúng ta hộ khách quần thể. Chào hàng quá trình bên trong các ngươi chẳng phải kết bạn những cái kia thực lực mạnh mẽ học viên cũ thậm chí là đạo sư đây chính là nhân mạch hiểu không ứng hái kiệt mấy người thì là hai mặt nhìn nhau bọn hắn xem như minh bạch dương trần thành lập cái này chiến đoàn không chỉ có là cần bóc lột đoàn viên học phần hơn nữa còn muốn để tất cả đoàn viên vì hắn đi kiếm tiền nhưng cái khác đoàn viên đều kích động thật muốn như dương trần nói dạng này kia gia nhập chiến đoàn chỗ tốt thật cũng quá lớn nhìn thấy thời cơ chín muồi, Dương Trần Chính vừa nói nói, không dối gạt các ngươi. Chúng ta chiến đoàn nhóm thứ hai ra sân khấu đan dược. Chính là tăng lên hồn lực hoặc thần thức phương diện. Không những so với bên ngoài những cái kia suối quẩy mà lại đắt đến muốn chết đồng loại đan dược. Dược hiệu mạnh lên gấp 10, mà lại giá cả cũng hợp lý. Cho dù so với đạo cung những cái kia cần cao học viên hối đoái đồng loại đan dược. Cũng không kém chút nào. Thật cái này ứng hái kiệt mấy người cũng có chút ý động, triệu tiểu hân mở miệng dò hỏi, dương trần Gọi đoàn trưởng, triệu tiểu hân khó thở, cái này ra dáng rồi, cái. Kia, chúng ta nội bộ mua có ưu đãi sao? Có thể, nhưng là, điều kiện tiên quyết là biểu hiện tốt học viên. Nếu là đơn thuần vì trà trộn vào chiến đoàn tiện nghi mua đan dược kiếm cái phúc lợi. Kia thật có lỗi, không có, triệu tiểu hân liếc mắt, nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào. Thế nhưng là, nàng còn chưa nói xong, Dương Trần ngắt lời nói. Mấy người các ngươi hoàng giả hoặc là sắp tấn thăng hoàng cảnh. Bình thường hai người các ngươi luân phiên chế, mỗi ngày, tại chiến đoàn. Nhất định phải có hai vị hoàng giả tọa chấn. Phụ trách cho mọi người liền vấn đề tu luyện giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Tiếp theo, cái khác chiến đoàn tìm phiên toái, các ngươi phụ trách xử lý, xử lý không được. Tìm ta xử lý ngày sau mọi người thực lực cường đại chúng ta có thể sẽ sai khiến một chút chiến đoàn nhiệm vụ chiến đoàn nhiệm vụ ban thưởng chính là học phần cuối cùng dương trần mới bổ nhiệm lên chiến đoàn chức vụ càng vận đảm nhiệm chiến đoàn trụ sở chấp sự phụ trách sự vụ ngày thường la hải mạnh đảm nhiệm bên ngoài liên chấp sự phụ trách thu xếp chào hàng công việc ứng hái kiệt gánh nhâm phó đoàn trưởng chức chủ yếu phụ trách chiến đoàn cùng đạo cung chiến đoàn cùng chiến đoàn ở giữa giao lưu câu thông. Ứng Hái kiệt nghĩ nghĩ, dò hỏi, bận bịu sao, vẫn. Được, hiện tại nhiều trải qua điểm không hỏng chỗ, vậy được rồi, ta đồng ý, Lê. Trà Chi, đảm nhiệm ngoại chiến chấp sự, ngoại chiến chấp sự. Đám người một mặt mộng bức, chiến đoàn còn có cái này bộ môn đương. Nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Về sau chiến đoàn có thể sẽ đối với ngoại giới tiếp một chút nhiệm vụ cần chọn lựa thực lực mạnh mẽ tham dự, đây chính là ngoại chiến chấp sự. Nói tóm lại, chiến đoàn vừa lập bộ môn thiết trí đơn giản, vậy ta đâu, chiếu. Tiểu hân nhịn không được hỏi một tiếng, không cho ta một cái quan đương đương. Dù là cái này quan làm không có giá trị gì, ngươi. Dương Trần khẽ nhíu mày, suy xét chốc lát nói, ngươi. Người phụ trách bên trong xem xét chấp sự đi, phụ trách kiểm tra đoàn viên về sau chúng ta chiến đoàn tuyên bố ban thưởng, người đánh giá chính là tiêu chuẩn. Về sau, mỗi tháng cho tất cả đoàn viên đánh giá một lần, chiến đoàn cho ban thưởng. Đây cũng là chiến đoàn vui vẻ phồn vinh thể hiện mọi người không phải đến kiếm sống. Mà là thực tình muốn tiến bộ. Vậy còn ngươi, ta? Dương Trần tức giận nói, ta phụ trách chủ tính chung đại cục. Phụ trách cho mọi người tranh thủ chỗ tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? chiến đoàn cần lực hướng tâm cũng tương tự cần cường giả cho mọi người một cái làm mẫu một cái trụ cột tinh thần trừ ta chẳng lẽ dựa vào ngươi nhiệm vụ của ta so với các ngươi càng nặng nhưng là vì mọi người cùng nhau tiến bộ ta việc nghĩa chẳng từ nan dương trần nói miệng đắng lưỡi khô giờ phút này hắn lắc lư chính mình cũng có chút tin tưởng đúng ta chính là vì mọi người tranh thủ chỗ tốt ta không có tư tâm mọi Người còn có nghi hoặc sao, tất cả mọi người biểu thị không có. Không có nghi hoặc vậy thì bắt đầu đi, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Cường giả mạnh tại tự thân đầy đủ cố gắng, đầy đủ tiến tới mà không phải dựa vào gia thế. Đoàn trưởng nói không sai, chính chúng ta chỉ cần cố gắng. Nhất định có thể siêu việt những cái kia nhị thế tổ la. Hải Mạnh một mặt kích động, hắn thế mà làm quan, đoàn trưởng nói quả nhiên không sai người đều là cần nhờ mình cố gắng. Dương Trần hướng tiểu mập mạp giơ ngón tay cái lên, không sai. Tối thiểu ca đem ngươi lắc lư què. Cũng không uổng công ta để ngươi làm chào hàng đại đội trưởng. mươi 669, Lâm Thiên. Chiến đoàn dần dần thành hàng, Dương Trần phát hiện đơn giản như vậy liền lôi kéo trên trăm háo. Miễn phí học viên lao lực mừng rỡ không được giống ứng hái kiệt bọn hắn dạng này hoàng giả hiện tại cũng thành miễn phí tay chân sảng khoái ứng hái kiệt mấy người đều dùng mình một cái luôn cảm thấy có chút không đúng bọn hắn giống như vào bẫy nhưng giờ phút này thành lập một cái mới chiến đoàn cảm xúc mãnh liệt cùng vinh dự cảm giác cũng làm cho mấy cái tân sinh có chút xúc động các học viên còn chưa tới nhất định phải so đo lợi ích thời điểm bao nhiêu ở trường sản nghiệp đều là dựa vào một lời nhiệt tình làm về phần tiền công kia là cái gì đồ chơi nhìn xem chiều khí phồn thịnh chiến đoàn dương trần lần nữa cảm khái tiếp xuống phải đi đan đường tìm kiếm một hai vị có thể được thiên tài đan sư có thể cho mình sử dụng luyện chế lực nguyên đan bồ phách đan ba văn chấn hồn đan chiến đoàn phát triển dương trần mình không có quá quản khoan hãy nói tại âm hòa tinh viêm đan đỉnh khí linh ớt cùng vinh lão song trọng khảo giáo dưới dương trần hao phí ba ngày thời gian cuối cùng là tại đan đường tìm được một vị thiên tài đan sư lâm thiền là một cái tướng mạo thường thường trầm mặc ít nói nhưng lại vô cùng si mê luyện đan nữ sinh hơn nữa còn là một vị năm hai học viên cũ tại dương trần dụ hoặc dưới lâm thiền cuối cùng cùng dương trần ký kết khế ước mà dương trần cũng đem âm hòa tinh viêm đan đỉnh cùng lực nguyên đan ba văn trấn hồn đan bồ phách đan đan phương giao cho đối phương sau đó, hắn xem như từ nặng nề luyện đan bên trong đi ra ngoài, có thể chuyên tâm tại võ đạo. Hoàng cảnh, khó khăn nhất tăng lên là thần thức, hồn lực. Còn muốn lĩnh hội không gian huyền ảo. Có thể nói, rất nhiều đỉnh phong hoàng giả đều kẹt tại không gian huyền ảo bên trên. Không cách nào tấn thăng đến thần đạo cấp độ thần linh cảnh. Nhưng Vinh Lão liên tục khuyên bảo Dương Trần. Hoàng cảnh trọng yếu nhất chính là tăng lên cường độ thân thể bởi vì tại thành tựu thần đạo cấp độ về sau toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều đem lột xác cường độ thân thể càng mạnh cái này thuế biến quá trình ích lợi thì liền càng cao đây cũng là dương trần đem lượng lớn học phần đến hối đoái tôi thể đan nguyên nhân chỗ đáng tiếc cho dù có tôi thể đan cường độ thân thể tăng lên cũng là một cái chậm rãi quá trình không đến ba ngày dương trần liền hao hết sạch tôi thể đan thể tu thật sự là quá hao tổn của cảnh nguyên lúc này dương trần liền có chút ao ước nhỏ thiếu có lẽ là bởi vì nhỏ thiếu huyết mạch chi lực đặc thù nguyên do cho dù không có tu luyện cho dù không luyện hóa tôi thể đan nhỏ thiếu cường độ thân thể cũng tại mỗi thời mỗi khác chậm chạp tăng lên quá yêu nghiệt xem như để dương trần hâm mộ không được ngày hôm đó dương trần hiếm có rời đi ký túc xá bí cảnh đi vào thật có lý tu luyện chàng ngay tại vừa rồi thật có lý đưa tin cho hắn nói là muốn dẫn hắn tiến vào đông ương đạo cung khu vực hạch tâm mở mang tầm mắt nhìn thấy dương trần thật có lý cũng không nói chuyện cất bước liền hướng đông ương đạo cung phương nam đi đến khu vực phía nam một mực là tân sinh cấm khu mặc dù đều tại một cái đạo cung bên trong nhưng bên kia quản lý xâm nghiêm bình thường tân sinh căn bản không cho phép đi vào dương trần đi theo thật có lý đi tới đi một hồi nhịn không được hỏi lão sư đông ương đạo cung khu vực phía nam đến cùng có cái gì đến tự nhiên biết sẽ không là ngoại vực cửa vào a à? dương trần vô ý thức suy đoán một chút thật có lý thản nhiên nói ngoại vực cửa vào không tại đông ương đạo cung chẳng qua rất gần khu vực phía nam cũng có thông đạo thẳng tới ngoại vực cửa vào người nghĩ vào xem khụ khụ, được rồi, trước mắt không có quyết định này, vậy cũng chớ hỏi, thật. Có lý cũng không để ý hắn, tiếp tục đi tới trên đường. Cũng gặp phải không ít đạo sư cùng học viên. Nhìn thấy thật có lý, các học viên còn tốt, đám đạo sư đều là lên tiếng chào hỏi. Vội vàng né tránh, cái này thái độ, để dương Trần trong lòng oán thầm. Thật có lý tại đạo cung nhân duyên một loại a. Đi gần nửa canh giờ, hai người bị lấp kín tường cao ngăn lại phía trên hiện ra rõ ràng cấm trận năng lượng chấn động tại trước cổng chính dừng lại. Nhìn thấy thật có lý mang theo Dương Trần đến đây, cổng chỗ lối đi. Một vị cạo lấy đầu chọc trung niên tráng hán cười ha hả nói, thật có lý. Đây chính là ngươi thu tân sinh. Ta nghe nói, người học viên này chuẩn bị năm học kết thúc, khiêu chiến lăng thống. Hiện tại tài nghệ này cũng không đủ. Thật có lý không nhịn được nói, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, mở cửa có quan hệ gì tới ngươi? Tráng hán cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Trần nhìn một hồi. Vừa mở cửa, một bên cười nói, tiểu tử này tiến bộ cũng không chậm. Cho dù là thăng cấp đến hạ vị thần linh cũng không được a. À. Hạ vị thần linh cảnh cùng chung hạ vị thần linh cảnh. Thật đúng là không phải một cái khái niệm. Năm nay tiến vào hạ vị thần linh cảnh cảnh vẫn là có hy vọng. Nhưng lăng thống chung vị thần linh cảnh tiểu tử đến lúc đó dứt khoát nhận thua được rồi miễn cho bị đả thương chậm trễ thời gian dương trần cười cười cũng không tiếp lời mặc dù không biết vị đạo sư này nhưng đối phương có thể cùng thật có lý nói như vậy không phải hạ vị thần vương chính là hạ vị thần vương đỉnh phong tại loại thực lực này đạo sư trước mặt đùa nghịch miệng pháo tác dụng không lớn tráng hán thấy dương trần không lên tiếng có chút không thú vị nói hiện tại học viên càng ngày càng không có ý nghĩa được rồi đi vào đi lần sau không cần đạo sư của ngươi mang nghĩ đến mình đến là được tạ ơn lão sư đi thôi tráng hán không còn phản ứng hắn dương trần nghe vậy vội vàng đuổi theo phía trước thật có lý bước vào đại môn tiến vào đạo cung nam khu vừa tiến vào nam khu dương trần liền nghe được to lớn tiếng sóng biển ngẩng đầu nhìn lên phía trước mấy ngàn mét thế mà không có bất kỳ cái gì kiến trúc một mảnh khoáng đạt Mau bệnh, như thế khoáng đạt, vì sao dựng thẳng lên lấp kín tường cao đâu? Không phải lãng phí địa phương mà, Dương Trần Đích thì thầm một tiếng. Tiếp lấy đuổi theo thật có lý, nam khu rất lớn, rất lớn. Giải rác phân bố một chút công trình kiến trúc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thật có lý chạy tới cổ xưa lầu gỗ trước mặt, quay đầu nói. Nơi này là linh khí rèn đúc chỗ, rèn đúc linh khí đúng ngươi cho rằng đạo cung linh khí đều là từ bên ngoài mua sai chúng ta đạo cung khí sư phi thường cường đại rèn đúc linh khí làm được tự cấp tự túc phi thường nhẹ nhõm đương nhiên bình thường học viên còn không có tư cách đặt trước chế mình chuyên môn linh khí chiến đường chủ chiến khí đường đó chính là hậu cần bảo hộ ngày sau tiến vào ngoại vực tổ kiến đoàn đội tốt nhất mang một vị khí đường học viên cùng một chỗ Bọn hắn có thể giúp chủ chiến học viên xử lý tốt linh khí giữ gìn thậm chí là sửa chữa những cái này tạp vụ, thật có lý không có mang Dương Trần đi vào tiếp tục đi về phía trước, thứ hai tòa nhà lầu gỗ. Rất nhanh xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Thật có lý lần nữa mở miệng nói, đây là nghiên cứu trận văn cùng cấm trận. Nhất là trong chiến tranh, cấm trận ứng dụng cùng uy lực. Không thể thiếu cũng không cách nào tưởng tượng mấu chốt là, trong này có rất nhiều ngoại vực địa đồ, từ viễn cổ đến nay. Nhân loại cũng nắm giữ một chút ngoại vực cửa vào lân cận địa hình, pháo đài phân bố. Tự thân càng là tại không ít ngoại vực thông đạo cửa vào thành lập pháo đài. Nếu như không có uy lực mạnh mẽ cấm trận, những cái kia pháo đài nháy mắt sẽ bị dị tộc hủy diệt. Đông ương phù đảo lân cận có ba cái ngoại vực vào trong miệng bộ địa hình bản đồ phân bố. Đương nhiên, xâm nhập không nhiều, ngoại vực phảng phất không có cực hạn. Chúng ta thăm dò đến nay, phát hiện một điểm, ngoại vực thế giới so chúng ta Cửu Châu phải lớn rất rất nhiều. Chúng ta nghiên cứu rất nhiều năm, phi thường kỳ quái, mênh mông bát ngát ngoại vực. Chia nhỏ vì rất nhiều khu vực, bọn chúng những khu vực kia ở giữa. Có vẻ như vẫn là liên thông, mà mỗi một cái khu vực cơ bản đều có một loại hoặc là hai loại. Cường Hoành dị tộc chúa tể thử nghĩ một chút, nếu như ngoại vực tất cả dị tộc liên thủ, chúng ta tận thế liền đến. May mắn, những cái kia khu vực khác nhau ngoại vực dị tộc, giống như cũng có mâu thuẫn, thậm chí là cừu hận. Lúc này mới khiến cho chúng ta cửu châu một mực gắn bó cho tới hôm nay. Thì ra là thế. Chương 670, ngoại vực thông đạo. Dương Trần bỗng nhiên nói, "Lão sư, đàn đường, trận đường ở đây đều có cứ điểm." Chúng ta chiến đường có sao?" Thật có lý cười nhạo nói, chiến đường tự nhiên là có cứ điểm, nói như vậy. Khí đường là vì bồi dưỡng hậu cần người tài, trận đường là phụ trách giữ gìn phòng ngự thể hệ. Chúng ta chiến đường thì là tại bồi dưỡng đơn binh tác chiến đao nhọn. Về phần đan đường liền phức tạp chút. Rất nhanh, thật có lý dẫn Dương Trần đi vào thứ ba tòa nhà cổ xưa lầu gỗ trước nơi. Này là tu luyện chỗ thật có lý chỉ vào lầu gỗ nói, người cũng có thể hiểu thành chiến đường học viên cứ điểm. Ở đây, có đủ loại thần thông thuật, bí pháp. Thậm chí thần vương sáng tạo linh hồn bí thuật đều có. Đây là tàng kinh các. Dương Trần vô ý thức nói một câu, nghe ta nói hết. Thật có lý đánh gãy hắn, tiếp tục nói, thần thông thuật hoặc là bí thuật. Kỳ thật chỉ là một loại chân nguyên đặc thù phương thức vận dụng đối với chúng ta mà nói. Cũng không phải là quá trọng yếu vô luận loại nào võ kỹ thần thông đều là vì bộc phát càng lớn lực sát thương không cần thiết đều đi học cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt cho nên thần thông thuật bí thuật không phải tòa nhà này bộ phận chủ yếu chân chính trọng yếu chính là trong đó thần tinh thất thần tinh thất đúng lấy thần tinh khoáng mạch vì năng lượng nơi phát ra tiến hành năng lượng phóng thích để tu sĩ quen thuộc ngoại vực hoàn cảnh đây không phải mấu chốt mấu chốt là thần tinh khoáng mạch thả ra năng lượng có thể kích động tu sĩ chân nguyên tăng lên cô đọng mà lại trường kỳ tại thần tinh thất tu luyện có thể tăng lên chân nguyên tốc độ khôi phục tại ngoại vực chúng ta tu sĩ nhân tộc so tại cửu châu muốn càng có bền bỉ năng lực tác chiến dương trần nghe vậy hiếu kỳ nói nói như vậy chúng ta tại ngoại vực tu luyện kỳ thật có thể càng nhanh ừm đúng là như thế chẳng qua ngoại vực quá nguy hiểm ai sẽ một mực đang ngoại vực tu luyện mà lại cũng vô pháp đại quy mô tiến vào giải rác một chút người trốn ở ngoại vực tu luyện vẫn phải có thế nhưng đừng nghĩ quá tốt đẹp tại ngoại vực nguy cơ tứ phía sinh tồn đều là vấn đề vậy cái này thần tinh thất tu luyện miễn phí sao thật có lý trợn nhìn dương trần một chút tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều cần học phần, đúng hạn thần tính toán, một canh giờ 10 học phần, dương trần líu lưỡi, đoạt đâu. Nơi này, trừ bí kỹ thất cùng thần tinh thất bên ngoài, còn có cái khác tu luyện thất. Tỉ như thích hợp với thể tu phòng trọng lực. Áp dụng người mang huyết mạch chi lực sôi máu thất. Phòng trọng lực dương trần có thể lý giải, nhưng sôi máu thất dương trần thì là kỳ quái nói. Sôi máu thất là cái gì? Cùng người trước mắt không quan hệ, mặc dù ngươi người mang huyết mạch chi lực nhưng cần đạt tới thần đạo cấp độ về sau mới có thể tiến nhập người biết thần đạo cấp độ đường hướng tu luyện sao dương trần không nói gì ngươi không nói ta thế nào biết đạo cung bây giờ còn đang giáo sư cơ sở nhất đường hướng tu luyện lấy hoàng cảnh hạ vị thần linh cảnh làm chủ đạo sư không nói dương trần thật không biết thần linh cảnh hoặc trở lên đường hướng tu luyện hai lần rèn luyện thần cốt không phải, hai lần rèn luyện thần cốt là cơ sở tiến vào thần đạo cấp độ. Nhất là đạt tới trung vị thần linh về sau. Chính yếu nhất chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng lục phủ. Đúng, hạ vị thần linh cảnh rèn luyện thần cốt đây chỉ là đặt vững cơ sở. Kỳ thật hạ vị thần linh cảnh võ giả thiếu hụt quá nhiều, nhất là nội phủ cái này một khối. Nội tạng một mực là nhược điểm của bọn hắn, hơi nhận chấn kích liền sẽ trọng thương chảy máu có thể chúng vị thần linh khác biệt bọn hắn tu ngũ tạng lục phủ đem trong cơ thể bên ngoài muốn tu luyện đến kiên cố tình trạng có thể nghĩ trung vị thần linh cảnh võ giả năng lực kháng đòn năng lực phòng ngự lực bộc phát đều muốn so hạ vị thần linh cảnh võ giả mạnh hơn nhiều dương trần cuối cùng là minh bạch hóa ra đến thần đạo cấp độ cần nhất còn là tu luyện thân thể dù sao thân thể là căn bản tu luyện tới hạ vị thần vương đỉnh phong, có thể nói, thân thể đã đến một cái cực hạn. Lúc này tu sĩ, có thể xưng kim cương bất hoại, bách độc bất xâm. Hạ vị thần vương đỉnh phong tu sĩ dù là chết rồi, thi thể của bọn hắn. Cũng có thể thân xác bất hủ, trường tôn. Thần vương cường giả, có thể nói, bình thường cấp độ lực lượng. Đối bọn hắn không uy hát yêu ta nữa. Mà thức hải thì liền thành nhược điểm của bọn hắn, cho nên thần vương cảnh là chuyên tu hồn lực thần thức những cái này khoảng cách ngươi còn có chút xa xôi ngươi bây giờ có hai cái vội vàng phương diện cần phải đi tăng cường một tiếp tục tham ngộ không gian huyền ảo không gian lực lượng nắm giữ càng nhiều càng sâu càng tốt tiếp theo chính là cường độ thân thể tăng lên ngươi tại tiên thiên cấp độ cường độ thân thể càng lợi hại chờ tấn thăng đến thần đạo cấp độ về sau ưu thế liền càng rõ hiển đây là thật có lý lần thứ nhất hướng dương trần trình bày tu sĩ chỉnh thể đường hướng tu luyện cùng xu thế dương trần thở hắt ra nhỏ giọng nói kia thần vương cường già có phải là đã không tính nhân loại rồi dù sao từ trong tới ngoài đều hoàn thành biến thiên hạ vị thần linh cảnh tu sĩ dương trần hiện tại đã cảm nhận được cùng người bình thường khác biệt thần vương cảnh càng là khó có thể tưởng tượng nhân loại thật có lý thản nhiên nói ngươi đem mình làm người vậy ngươi liền vĩnh viễn là người ngươi không đem mình làm người có nhân loại bề ngoài ngươi cũng không phải người lời này có chút thiên cơ dương trần im lặng lão sư ta vừa mới hỏi chính là sôi máu thất ngu xuẩn thật có lý mắng một câu tức giận nói ta đều nói trung vị thần linh cảnh rèn luyện nội phủ nội phủ rèn luyện rất hung hiểm cũng rất gian nan sôi máu thất trên danh nghĩa nói là tăng lên huyết mạch chi lực kỳ thật chính là vì trung vị thần linh cảnh tu sĩ rèn luyện nội phủ dùng trung vị thần linh cảnh có vẻ như không phải quá xa a à, dương trần cứ việc muốn hỏi thật là có lý đã tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh lại gặp một tòa to lớn cũ kỹ lầu gỗ chờ dương trần biết là địa phương nào liền có chút cướp bóc xúc động đây là tài nguyên kho bao quát các loại đan dược linh khí cùng một chút chân quý thần tinh khoáng mạch. Đều ở nơi này, chấp sự đường bên kia, chỉ là một cái lâm thời dự trữ điểm. Nơi đó chủ yếu cũng là cung cấp một hoàng cảnh học viên tu luyện sử dụng. Chân chính cao phẩm đan dược, đều ở nơi này, bao quát đám đạo sư tài nguyên tu luyện. Đều ở chỗ này, dương trần trong mắt đều có chút xanh lét, cái này cần bao nhiêu tiền, một cái chấp sự đường. Hắn cũng muốn cướp cướp, đừng nói nơi này còn cung cấp cho hơn ngàn đạo sư tu luyện. Cái này nếu là đoạt một thanh, đời này đều không cần vì tài nguyên phát sầu. Nhìn thấy Dương Trần con mắt tỏa ánh sáng, thật có lý thuận miệng nói. Nơi này cường đại cấm trận dày đặc, mặt khác. Nơi này có đạo cung một vị thần vương lâu dài tọa chấn, ngươi nếu là cảm thấy có thể đoạt. Có thể thử xem, ta không có ý kiến. Dương Trần cười khan nói, ta nào dám lên tâm tư này. Chính là muốn đi vào chiêm ngưỡng một chút. Đừng nằm mơ, nhìn xem là được thật có lý đã kích hắn một câu, tiếp tục đi lên phía trước, lúc này. Con đường hai bên ngược lại là có chút lẻ tẻ kiến trúc nhỏ. Nơi này cũng có đạo sư cùng học viên ở lại, ngươi nếu là nguyện ý. Đợi đến chung vị thần linh, cũng có thể chuyển tới, nơi này muốn càng u tĩnh một chút. Không có người quấy dày. Chẳng qua ta vẫn là càng thích bên ngoài, nơi này đạo sư cùng học viên, đều không nhân tính. Một tháng đều có thể không ai nói với ngươi một câu thật có lý khó được nhả rãnh một câu, hiển nhiên cảm thấy những người này quá không thú vị. Người không chủ động mở miệng, nơi này học viên cùng đạo sư. Thật có thể mấy tháng không để ý ngươi, tựa như Dương Trần cùng thật có lý. Tại cái này đi dạo nửa ngày, đều không ai phản ứng đồng dạng, đi tới đi tới. Đi đến cuối cùng một cái thạch tháp bên cạnh. Thật có lý lần nữa mở miệng nói. Nơi này chính là Đông Ương Đạo Cung thông hướng ngoại vực cửa vào. Đông ương đạo cung học viên đi ngoại vực, có thể đi lối đi khác, cũng có thể đi bên này. Thông đạo tồn tại ý nghĩa, chủ yếu là đường hầm chạy trốn. chương 671, Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Chạy trốn, Dương Trần lần nữa có chút hồ đồ lên. Nhìn thấy Dương Trần hoang mang, thật có lý tràn đầy cảm khái giải thích nói. Đông ương phù đảo ngoại vực cửa vào, có không ít võ đạo liên minh tu sĩ đóng quân. Vì để tránh cho ngoại vực bạo động, cái khát thông đạo sụp đổ, nhân viên bị nhốt. Cho nên, sáng lập dạng này một cái thông đạo. Trong này cũng có võ đạo liên minh cường giả tại đóng quân trông coi. Trừ phi cần phải, bằng không chúng ta bình thường sẽ không đi con đường này. Thẩm tra khá là phiền toái, liền sợ có người làm phá hư. Năm đó, Khai Châu ngoại vực cửa vào thông đạo liền sụp đổ. Dẫn đến mấy vạn võ đạo liên minh cường giả không cách nào thoát khốn cuối cùng bạch bạch chết thảm ngoại vực bị dị tộc đồ sát hầu như không còn. Chúng ta đạo cung cung chủ cảm thấy nhân mạng so tiền trọng yếu. Cho nên hao phí lớn đại giới sáng lập dạng này một cái thông đạo. Vì chính là đề phòng bất chắc. Dương Trần gật gật đầu, tâm tư lại là có chút phiêu tán. Lần này mang người đến xem, lần sau người nghĩ đến, vậy liền tự mình tới. Chủ yếu cần phải đi chính là thứ hai tòa nhà lầu gỗ, ít nhất. Ngươi muốn đem Đông Ương phù đảo trấn áp ngoại vực cửa vào Lân cận bản đồ địa hình nhớ kỹ. Một khi ngươi tại ngoại vực mất phương hướng, kết quả không cần nói cũng biết, thập tử vô sinh. Dương Trần lại là vẻ mặt đau khổ, buồn bực nói, "Lão sư, ta có chút lạc đường." Không có phương hướng cảm giác. "Đây, là lời nói thật, hắn thật có chút lạc đường." Thật có lý rất nghiêm túc nói, "Vậy ngươi càng muốn chịu khổ cực phu, ta cảnh cáo ngươi." Ngươi thật muốn tại ngoại vực bị mất gần như hẳn phải chết. Ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Nếu không, ngươi tiến ngoại vực theo những người khác cùng một chỗ hành động. Tóm lại, cái này không nhớ được ngươi tử vong xác suất so những người khác càng lớn. Cái này thật có lý cũng mặc kệ hắn. Say người nói, hôm nay mang ngươi đến xem những chuyện khác chính ngươi nhìn xem lo liệu không có chuyện khác ta đi trước tốt. Đưa mắt nhìn thật có lý rời đi dương trần lần nữa nhìn thoáng qua kia là tài nguyên kho rất muốn làm bút mua bán lớn bất quá nghĩ đến có thần vương tại còn có vô số đáng sợ cấm trận dương trần không thể không bỏ đi suy nghĩ ai nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn thở dài một tiếng dương trần thất vọng mất mát có chút mất hết cả hứng liền đi xem địa đồ tâm tư đều không có dù sao hắn hiện tại cũng không đi ngoại vực từ nam phân biệt ra dương trần xem như ý thức được đạo cung nội tình sâu a à. đây vẫn chỉ là một cái nam khu có phải là còn có đồ vật bắc bốn cái càng thêm bí ẩn khu vực đâu ngoại vực khoảng thời gian này cái danh từ này không ngừng tại dương trần vang lên bên tai hết thảy đều là vì ngoại vực bao quát đông ương đạo cung ở bên trong cửu châu đạo cung thành lập là vì ngoại vực còn có võ đạo liên minh đàn trận liên minh Cửu châu nhân tộc đây là tụ tập tất cả tài nguyên, cường giả, đến ứng đối ngoại vực A. Từ Nam Khu trở về, Dương Trần có chút bất đắc dĩ. Nam Khu những địa phương kia hắn ngược lại là đều muốn đi, đáng tiếc. Không có học phần A, nghèo, nghèo A, tạm thời chỉ có thể tăng lên chân nguyên cường độ cuối. Tháng, chiến tháp một tầng. Vải miễn hơi không kiên nhẫn nói, Dương Trần người đâu. Để chúng ta tới, hắn mình ngược lại là phổ lớn, không thấy tâm hơi ứng hái kiệt lười biếng nói, người ngược lại là đừng đến a à, Dương Trần nói, ai không đến. Đánh ai, thực chiến trên lớp gặp, tiếp tục đem ngươi đánh thành đầu heo. Người không dám đến sao, ứng hái kiệt. Vải miễn con mắt đỏ lên, sắc mặt biến đen nói. Người có phải hay không cảm thấy ngươi tấn thăng đến hoàng cảnh? Liền có thể cùng ta phân cao thấp rồi, thôi. Đi, ta sợ ngươi sao? Ứng hái kiệt kích động, cái này một tháng qua, hắn tiến bộ cũng không chậm mà vải miễn, gần giống như hắn, đều có thể một trận chiến. Triệu Tiểu Hân nhìn xem hai nam nhân mắt gà trọi giống như mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không nhịn được nói, an tĩnh chút, Dương Trần tìm chúng ta mấy cái này hoang cảnh tới này. Các ngươi đoán hắn muốn làm gì, lúc này, Đông Ương đạo cung tân sinh bên trong. Hoàng cảnh võ giả không phải quá nhiều. Vải miễn, ứng hái kiệt, triệu tiểu hân, đằng nạp lan, ninh chìm năm người này. Lục Tục ngo ngoe tiến vào hoang cảnh cảnh, đương nhiên. Còn muốn tính đến trước đó cũng đã là hoang cảnh cửa cuồng, kiếm không thiếu sót. Lê Trà Chi thương thế giờ phút này mới có hơi khôi phục hoàn toàn, Lạc Hậu một bước. Chưa thể tiến vào hoang cảnh, lần này Dương Trần cũng không có tìm Lê Trà Chi, mà là khiến cái này hoang cảnh võ giả đến họp gặp, mọi người nói chuyện ở giữa. Dương Trần dậm chân đi tới. Cùng thua đỏ dân cờ bạc, Dương Trần vừa vào cửa liền nói, "Các ngươi hiện tại còn có người có học phần sao? Ta không có ta. Cũng không có, ta còn có hơn 200 học phần." Đằng Nạp Lan vừa mới nói xong, Dương Trần liền nhìn nàng chằm chằm, nửa ngày sau mới nói, "Nạp Lan, ngươi cùng ta tốt a." À? Đằng Nạp Lan mặt soát một cái liền đỏ, "Dương Trần. Sao có thể nói ra những lời này?" ta ở rể đều được, để nhà ngươi duy trì ta cái bảy ngàn tám ngàn học phần, như thế nào? Suy nghĩ một chút, Dương Trần, đằng, Nạp Lan khí thẳng dậm chân, Triệu Tiểu Hân bĩu môi, khinh bỉ nói, có ý tốt sao, vì... Cái gì không có ý tứ? Dương Trần tức giận nói, ta hiện tại nghèo đinh đương vang. Trên thân một cái lớn tử đều hết rồi. Ta lại không kiếm điểm học phần, bình thường tu luyện đều không có cách nào duy trì hôm nay tìm các ngươi tới chính là muốn kiếm điểm học phần nguyện ý lưu lại không nguyện ý không bắt buộc chúng người đưa mắt nhìn nhau ứng hái kiệt cái thứ nhất ứng lời nói nói ta không có vấn đề kỳ thật ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ nhưng một người quá phiền phức nếu là nhiều người một điểm ngược lại là có thể làm hơi lớn sự tình ta cũng không thành vấn đề vải miễn đáp ứng thống khoái thản nhiên nói ta cũng muốn nhìn xem nửa tháng không có ra tay Người Dương Trần hiện tại đến cùng cái gì trình độ ta đồng ý, không có ý kiến. Đến, cuối cùng, liền đằng Nạp Lan một người không có lên tiếng. Dương Trần nhìn nàng chằm chằm nói, Nạp Lan, người nói thế nào, ta? Các ngươi không sợ ta cản trở, Dương Trần xem thường nói. Tác dụng của ngươi chính là làm phụ trợ, gặp được đại phiên toái. Người hữu nghị tài trợ điểm đan dược đằng nạp lan sắc mặt biến đen ta liền cái này tác dụng triệu tiểu hân cũng tức giận nói dương trần có thể hay không đừng như thế hiện thực ta nói nghiêm túc kiếm chúng ta coi như nàng một phần không có kiếm vậy cũng không cần nói mặt khác ta còn muốn nói một điểm triệu tập các ngươi đến không phải để các ngươi cùng ta chia đều ta nghĩ nghĩ ta một người phải chiếm ba thành ít nhất sáu người một mình hắn muốn chiếm ba thành lập tức khiến người khác có chút nhíu mày, vải miễn không vui nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Dương Trần toàn thân khí thế đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Không gian xung quanh đều tại có chút rung động. Bằng ta lập tức tiến vào hoàng cảnh đỉnh phong. Ta tìm các ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cất bước chính là hoàng cảnh đỉnh phong. Ta chuẩn bị tiếp một chút hạ vị thần linh cảnh nhiệm vụ. Các ngươi có thể chống cự hạ vị thần linh cảnh võ giả sao? cho nên, các ngươi chính là đánh phụ trợ ta là chủ lực, đương nhiên muốn phân nhiều một chút. Dù sao ta tiêu hao lớn nhất, thụ thương xác suất cũng lớn nhất. Hoàng cảnh đỉnh phong, mọi người sắc mặt đều biến, vải miễn càng là khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi muốn tới hoàng cảnh đỉnh phong, cái. Này hắn a à cũng quá nhanh, hắn mới tiến vào hoàng cảnh bao lâu, nửa tháng mà thôi, ra hỏa này. Điên rồi đi. Đáng tiếc bọn gia hỏa này làm sao biết Dương Trần là bật hách. Lỗ đen hồn trùng thôn phệ thần thông, tăng lên chân nguyên không nên quá đơn giản. Dương Trần hừ hừ nói, nói nhảm, trước trước sau sau. Ta đem tất cả tài nguyên đều hao tổn không, không có tiến hoàng cảnh đỉnh phong. Ta cũng kỳ quái, hiện tại còn kém chút, các ngươi nói thế nào, ta muốn ba thành. Có ý kiến gì không? Đám người liếc nhau, tiếp lấy đều ngầm thừa nhận hắn phân phối phương án chương 672, làm nhiệm vụ. Mặt khác, lần này cần nghĩ, tiếp võ đạo liên minh nhiệm vụ, cỡ lớn. Vây quét thất tình thánh điện phân bộ, mọi. Người sắc mặt lần nữa biến, triệu tiểu hân cau mày nói, dạng này thích hợp sao? Nguy hiểm quá lớn, thất tình thánh điện phân bộ có đôi khi tư liệu cũng không minh xác. Dương Trần lại là nói, loại này phân bộ, có tài nguyên, có bảo bối, có đan dược. Quét qua một mảng lớn, là thu hoạch lớn nhất một loại chúng ta nhiều như vậy người, quét một chút thế lực cứ điểm, khả năng ích lợi tối đại hóa. Một hạ vị thần linh cảnh võ giả lãnh đạo phân bộ, một khi bị chúng ta tiễu trừ. Thu hoạch ít nhất cũng là tiến lên học phần cất bước. Lại thêm cho ban thưởng một cái cứ điểm lấy xuống, hai ba ngàn học phần đều không khó. Mà lại ngoại vực nguy cơ, những cái này thất tình thánh điện ma đồ không ngăn cản ngoại vực xâm lấn thì thôi, còn làm phá hư, bọn hắn đáng chết nhất, chết cũng không đáng phải đồng tình. Thế nào, đều nói một chút ý kiến của mình. Đám, người trầm ngâm, ứng hái kiệt suy xét chốc lát nói, chơi ngã là tài giỏi. Nhưng chúng ta nhân thủ có phải là đủ, ta còn tìm mấy cái chúng ta chiến đoàn võ tông phụ trách làm việc vặt. Dương Trần cười tủm tỉm nói, võ tông tiện nghi, tìm người, giải quyết tốt hậu quả. Những việc này, đều có thể giao cho bọn hắn tới làm nhiệm vụ của chúng ta liền hai chữ, giết người. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, cho bọn hắn điểm chỗ tốt ba. 500 triệu cực phẩm linh thạch, những người này đều có thể vui vẻ điên. Thuận tiện cũng làm cho chiến đoàn những người khác nhìn xem. Lăng thiên chiến đoàn là làm chính sự, cũng có thể cho mọi người mang đến ích lợi. Hắn nói lên chiến đoàn sự tình, vải miễn cùng đằng nạp lan đều không có lên tiếng âm. Thanh, ninh chìm ngược lại là hỏi, Dương Trần lăng thiên chiến đoàn còn nhận người sao người muốn gia nhập nhìn xem thật có ý tư thật muốn nhận người đi vào tham gia náo nhiệt tạm thời không khai hiện tại ngươi nhớ tham gia náo nhiệt chờ ngày nào ngươi cảm thấy đáng giá gia nhập kia lại chiêu ngươi dương trần cự tuyệt cũng dứt khoát nói nói sang chuyện khác tốt tạm thời cứ như vậy định mọi người trở về thu thập một chút ngày mai chúng ta xuất phát ta đã tìm cái tốt nhiệm vụ thanh lý khai châu một cái thất tình thánh điện nhỏ phân bộ. Đều là một hoàng cảnh võ giả cùng một chút võ tông cảnh ma đồ, một cái nhiệm vụ xuống tới. Cuối cùng ít nhất cầm 50 học phần trở lên. Không tính quá khó, mà lại khai châu bên kia tương đối loạn. Gần đây thất tình thánh điện đồ tung tích tương đối tấp nập. Khả năng cùng khai châu ngoại vực cửa vào có dị động có quan hệ. Chúng ta tại khai châu kiếm bộn, sau đó đi đông châu nói lên đông châu dương trần hít sâu một hơi trước kia đông châu nhiệm vụ cơ hồ không nhìn thấy thất tình thánh điện không ở bên kia hoạt động cho dù có nơi đó cũng có thể tiễu trừ nhưng bây giờ nhiệm vụ trong hệ thống đông châu nhiệm vụ lại là nhiều hơn đông châu dù sao cũng là quê quán những cái này thất tình thánh điện ma đồ đến cùng muốn làm cái gì dương trần hiện tại ôm lấy rất lớn nghi hoặc tạm thời không cách nào phán đoán Dương Trần, giờ phút này nghĩ là về Đông Châu nhìn xem. Đủ khả năng phía dưới, tiểu trừ một chút giáo đồ. Để Đông Châu thiếu thụ một chút tác động đến, đối Dương Trần thu xếp. Đám người cũng không có ý kiến. Ứng hái kiệt cười nói, Đông Châu ta còn thực sự muốn đi xem. Đúng, Dương Trần, ngươi tam sư huynh thẩm lãng nhưng giống như không có động tĩnh gì. Hắn đang làm gì đâu, thẩm lãng nhưng. Vài miệng ánh mắt lạnh lùng nói một ngày kia ta cũng muốn đi thục châu đạo cung chắn lấp kín đại môn thẩm lãng nhưng lúc trước chắn đông ương đạo cung đại môn cái này sự tình đối đông ương đạo cung học viên mà nói là cái sỉ nhục nếu là tìm được cơ hội vải miễn những người này cũng không để ý để thục châu đạo cung nếm thử tư vị chẳng qua thẩm lãng nhưng là trung vị thần linh vũ giả không tới trung vị thần linh đi ngăn cửa không có ý nghĩa thẩm lãng nhưng không xuất thủ đông ương đạo cung học viên đánh khắp thục châu đạo cung vô địch thủ lại có thể thế nào dương trần liếc mắt nhìn hắn cũng lười nói cái gì thuận miệng nói tại tu luyện đi lần trước hắn cùng ngô trấn khải cùng đi ngoại vực giống như vớt không ít chỗ tốt mặc kệ bọn hắn chúng ta không đến hạ vị thần linh cảnh nói đây đều là nói nhảm kỳ thật dương trần lựa chọn khai châu nhiệm vụ bên kia đương nhiên là nghĩ thiên linh hy các nàng thương định tốt xong việc nghi dương trần không có ở lâu đi cùng thật có lý nói một tiếng vừa vặn lê trà chi cũng tại nghe được bọn hắn muốn ra ngoài lập tức một mặt uề oải thật có lý ngược lại là không có ngăn trở ý tứ nghĩ nghĩ còn nói đi đông châu có thể bái phỏng một chút đông châu võ đạo liên minh minh chủ đông châu võ đạo liên minh minh chủ là trương thúy sơn trương lão đầu khu vực quan niệm rất mạnh người đi bái phỏng nói không chừng có thể yếu điểm chỗ tốt đông ương đạo cung học viên nguyện ý tiếp đông châu nhiệm vụ trương lão đầu tốt xấu muốn biểu thị một chút chỗ tốt dương trần chỉ ghi nhớ cái này nghe vậy lập tức gật đầu lê trà chi muốn nói lại thôi thật có lý trực tiếp ngắt lời nói trà chi hiện tại nhiệm vụ là đột phá hoàn cảnh ngươi học phần còn có cùng bọn hắn cùng đi cũng không có ý nghĩa làm nhiệm vụ ý nghĩa, không ở chỗ nhiệm vụ bản thân, mà là tăng lên chính mình. Bọn hắn đều hao tổn không tài nguyên, hiện tại cũng đều bước vào hoàng cảnh cảnh. Người đi làm cái gì? Xem náo nhiệt. Sớm một chút tiến vào hoàng cảnh, muốn ra tay còn không đơn giản, tương lai mấy tháng. Hoàng cảnh võ giả có thể sẽ bị hạ đạt ngoại vực nhiệm vụ. Đến lúc đó, nhiệm vụ nhiều đến các ngươi làm không hết, làm được chết. Khi tiến vào ngoại vực trước đó, có thể mạnh lên liền phải mạnh lên. Dương Trần sắc mặt biến hóa, sự cảm thành thật, ngoại vực thật tình thế nghiêm trọng lên. Hoàng cảnh võ giả thế mà đều muốn ra trận, Dương Trần cũng không lãng phí thời gian. Rất nhanh liền rời đi thật có lý tu luyện trang. Hắn vừa đi, thật có lý nhân tiện nói, hắn nhanh hoàng cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh có chút khó tin ta cũng không biết hắn là như thế nào nhanh chóng tăng lên chân nguyên cường độ. Người nếu là không muốn bị rơi xuống, sớm làm đột phá hoàng cảnh. Lần sau giao thủ cũng có chút phân tắc để các ngươi xuất chiến. Không phải để các ngươi tử chiến. Bị trọng thương, chậm trễ thời gian tu luyện, đây chính là tự sát. Lê trà chi sắc mặt phức tạp, Dương Trần đều muốn hoàng cảnh đỉnh phong. Sao, nhìn thấy Lê trà chi biểu lộ thật có lý nhún nhún vai phối hợp quay người vào nhà nữ nhân a nhìn đồ vật quá đơn giản dương trần thực lực mạnh một chút mà thôi cái này động tâm rồi cường giả nhiều huống chi dương trần tiểu tử kia tập trung tinh thần đặt ở mạnh lên bên trên chỉ sợ không có tâm tư này hy vọng lê trà chi có thể sớm một chút tỉnh ngộ khai châu hoàng xuân phủ dương trần bọn người đến hoàng xuân phủ về sau ngủ lại tại một chỗ khách sạn về sau cấp tốc gom cùng một chỗ. Dương Trần bọn người đến đông đủ, mở miệng nói, nhiệm vụ cho lúc trước các ngươi nói. Tiểu trừ Hoàng Xuân phủ một chút thất tình thánh điện ổ điểm. Những cái này thất tình thánh điện giáo phái, đều tại Khai Châu các phủ có tung tích hiển lộ. Cần nhắc nhở mọi người chính là, không muốn tin hết nhiệm vụ tư liệu. Trên tư liệu nói là một vị hoàng cảnh đỉnh phong, một số võ tông võ giả. Nhưng không may xuất hiện, có thất tình thánh điện cao tầng giấu giếm cũng không phải là không được ta liền nói một câu gặp được không thể chống cự tình huống dưới mọi người cấp tốc rút lui gặp được hạ vị thần linh cảnh võ giả có thể có thứ tự rút lui gặp được trung vị thần linh các ngươi có thể chạy bao nhanh liền bao nhanh biết triệu tiểu hân lười biếng lên tiếng dương trần liếc nàng một chút thản nhiên nói lúc thi hành nhiệm vụ hy vọng tất cả mọi người có thể nghe theo mệnh lệnh của ta không muốn tự hành việc nếu không, gặp được nguy cơ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ những cái kia bởi vì không tuân. Mệnh lệnh dẫn đến nguy cơ xuất hiện đội viên. Triệu Tiểu Hân gặp hắn nhìn mình chằm chằm, có chút buồn bực. Lại là không có lên tiếng phản bác. mươi 673, tệ nạn. Vương Thành, các ngươi cùng Hoàng Xuân Phủ võ đạo liên minh liên hệ câu thông. Tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, có tin tức thông chi chúng ta. Những người khác tận lực đừng ra ngoài tốt. Vương Thành lên tiếng, mấy người bọn hắn đều là lần này bị Dương Trần mời tới tham gia nhiệm vụ chiến đoàn thành viên, đều là võ tông. Cảnh, Dương Trần cũng không để bọn hắn xuất chiến, chủ yếu chính là vì hậu cần phục vụ. Bốn người, Dương Trần mở ra đại giới là ba học phần một tháng, nhiệm vụ kết thúc. Một người một viên hạ phẩm chân nguyên đan, bốn viên tổng cộng 12 học phần. Điểm ấy học phần, đối Dương Trần bọn hắn mà nói, không coi là nhiều tùy tiện một cái võ tông nhiệm vụ đại khái liền có thể đạt tiêu chuẩn có thể đối vương thành bọn hắn mà nói một tháng một viên hạ phẩm chân nguyên đan đã là cực cao thù lao tại đạo cung bọn hắn chỉ có thể dựa vào một chút nhiệm vụ hàng ngày kiếm lấy ít ỏi học phần hiện tại xuất ngoại một tháng cũng không cần làm cái gì chuyện nguy hiểm liền có thể cầm tới một viên chân nguyên đan mấy người đều rất thỏa mãn đuổi đi đám người, Dương Trần mặt tình ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhớ tới rời đi đạo cung lúc thật có theo lý thường nói, có lẽ không bao lâu bọn hắn những cái này hoàng cảnh học viên liền phải tiến vào ngoại vực. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những cái này thất tình thánh điện ma đồ còn có tâm tư nội chiến. Đều đáng chết có, vương thành bọn hắn, Dương Trần đám người cũng không cần lại đến chỗ chạy tìm khắp nơi người. Xế chiều hôm đó, Vương Thành mấy người liền thu tập được một chút tình báo, Dương Trần trong phòng. Vương Thành mở miệng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là thất tình thánh điện một cái nhỏ cứ điểm. Trong đó thủ lĩnh cũng bị nội bộ bọn họ xưng là đàn chủ. Vị đàn chủ này là hoàng cảnh đỉnh phong thực lực. Cứ điểm võ đạo liên minh tin tức truyền đến, trước mắt điều tra ra tới cái khác ma đồ. Tổng cộng có ba người, đều là võ tông dương trần cao mày nói cái ma đồ không tính là nhỏ cứ điểm a võ tông cũng không phải rau cải trắng còn có cái hoàng cảnh đỉnh phong làm sao cũng không tính là nhỏ vương thành giải thích nói trước kia không phải nhỏ cứ điểm nhưng bây giờ hoàng xuân phủ đích thật là nhỏ cứ điểm theo võ đạo liên minh thuyết pháp gần đây lượng lớn trung tây bộ thất tình thánh điện đồ tràn vào hoàng xuân phủ võ đạo liên minh trận đạo liên minh bao quát khai châu cao tầng Đều đã bắt đầu chú ý, đồng thời điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiễu trừ Chẳng qua nhằm vào chính là những cái kia có trung vị thần linh cứ điểm Lại này không có thần linh cường giả cứ điểm, chủ yếu vẫn là đối ngoại chiêu mộ giúp đỡ Cùng một chỗ giải quyết Như vậy sao? Thất tình thánh điện đồ nhiều như vậy Kia có phải hay không xuất hiện những người khác chi viện tình huống? Cái này khó mà nói, võ đạo liên minh có ý tứ là, lớn tuyến, bọn hắn đang cùng tiểu nhân giao cho chúng ta những người này, một khi thật có nguy cơ, có thể rút lui. Hoặc là kiên trì đến võ đạo liên minh chi viện, đây là nói nhảm. Dương Trần lắc đầu, võ giả phân sinh tử rất nhanh, làm sao có thời giờ chờ cứu viện kia? Cứ điểm địa chỉ chuẩn xác không? Làm qua thực địa thăm dò sao? Ta buổi sáng đi nhìn một chút, đại môn đóng chặt, sợ làm cho chú ý, không dám tới gần nhìn kỹ. Bất quá chúng ta tại lân cận điều tra, phát hiện có người xuất nhập, như vậy sao? Lân cận dòng người nhiều không, thật nhiều. Vương Thành giới thiệu một chút tình huống, Dương Trần nghe xong mới nói. Lân cận dòng người khá nhiều, ban ngày không thích hợp ra tay, ban đêm chúng ta lại hành động. Cứ điểm có hậu cửa, cửa cuồng, triệu tiểu hân, ninh chìm phụ trách giữ vững cửa sau. Đừng để người chạy, những người khác cùng ta chính diện đột nhập ta cùng nhỏ thiếu phụ trách kiềm chế hoàng cảnh đỉnh phong võ giả, phải miễn. Ứng hái kiệt phụ trách võ tông võ giả, đằng nạp lan phụ trách chi viện, lấy đánh giết làm chủ. Gặp được đột phát tình huống, tỉ như bỗng nhiên nhiều một vị hoàng cảnh hoặc là hạ vị thần. Linh cảnh, ta ngăn cản mạnh nhất vị kia, nhỏ thiếu phụ trách kém một bậc vị kia. Có thể địch liền đánh, không thể địch liền chạy, ghi nhớ sao, ghi. Nhớ đám người lên tiếng ứng hái kiệt cười ha hà nói người chớ có xấu mồm thật nếu gặp phải trung vị thần linh vậy liền xong đời có chuẩn bị tâm lý so không chuẩn bị mạnh lúc này thụ thương đều không đáng phải thụ thương chậm trễ thời gian mục tiêu của chúng ta là kiếm học phần kiếm tiền không phải vì tử chiến buổi chiều dương trần mấy người đều không có lại ra ngoài bắt đầu chuẩn bị đợi đến đêm khuya mấy người ra khách sạn dương Trần, ngươi nói, một ngày kia, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết? Triệu Tiểu Hân bỗng nhiên hỏi một câu, Dương Trần thản nhiên nói. Người chẳng lẽ có thể bất tử? Thần Vương cũng phải chết, hỏi chính là nói nhảm. Không phải cái này, ta nói là, chúng ta có thể hay không ngày nào chết tại nhiệm vụ bên trong? Chết tại ngoại vực, không biết, ngươi sợ rồi, ta sợ rồi, Triệu. Tiểu Hân hừ một tiếng, lầu bầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cuộc sống như vậy thật cùng ta tưởng tượng không giống. Người tưởng tượng là dạng gì, triệu tiểu hân không có lên tiếng, đám người trong trầm mặc. Đến một chỗ công trình kiến trúc trước. Dẫn đầu Vương Thành nhỏ giọng nói, chính là sân nhà này. Hoàng Xuân phủ dạng này viện tử rất nhiều, chọn tại cái này, cũng thuận tiện bọn hắn làm việc. Dương Trần khẽ gật đầu, nhìn một hồi, nói ra, phi thuyền của ta cho ngươi. Đến đầu phố vị trí chờ đợi, bảo trì khởi động trạng thái, được, chờ vương thành rời đi dương trần ra hiệu một chút triệu tiểu hân cùng ninh chìm hướng viện từ cửa sau quấn đi dương trần mấy người thì là tại ngoài cửa lớn nhìn một hồi nghĩ nghĩ dương trần nhìn về phía tường viện thấp giọng nói vượt tường đi vào tường viện bên trên cũng không có bố trí cấm trận dương trần bọn người rất nhẹ nhàng tiến vào trong nội viện mới vừa tiến vào dương trần nhìn thấy cửa sân bên cạnh đứng một người tại lớn ngủ gật con có canh gác dương trần nói thầm một tiếng trong lòng có chút cảnh giác lên đây là cái giáo huấn lần sau phải chú ý cũng may giữ cửa chỉ là một cái hậu thiên cấp độ võ giả dương trần tránh gấp mà đi nhẹ nhàng một trưởng liền đem nó đầu đánh nát mà lại chỉ phát ra rất nhỏ bé thanh âm nhưng vẫn là kinh động có người trong nhà đón lấy buồng trong đại môn bỗng nhiên mở rộng một thân ảnh cấp tóc thoát ra nhảy tường liền phải chạy trốn ngăn lại hắn dương Trần hướng nhỏ thiếu quát khẽ một câu, nhỏ thiếu cấp tốc tiến lên. Một quyền đánh úp về phía đối phương phía sau lưng. Lúc này, buồng trong lần nữa có người thoát ra, đồng dạng là phóng tới tường viện. Chuẩn bị chạy trốn, Dương Trần còn chưa lên tiếng. Ứng hái kiệt cấp tốc đuổi tới, mà xuống một khắc trong phòng lần nữa có người thoát ra, lúc này. Đằng nạp lan cũng đi theo đuổi theo ra. Dương Trần cũng không có một mực xem kịch cấp tốc trong chiều cửa phòng miệng chắn đi hắn vừa vọt tới cổng cổng bỗng nhiên xuất hiện một đao một kiếm tốc độ cực nhanh dương trần cũng nghiêm túc hắc mộc kiếm tế ra đồng thời hai đạo kiếm khí bắn ra tiếp lấy dương trần có chút lui lại một bước lớn tiếng nói miệng quạ đen nói đúng bên trong hai hoàng cảnh phía ngoài cấp tốc giải quyết hết lúc trước chạy trốn những người này chính là vì phân tán lực chú ý của chúng nhân bên trong hai vị hoàng cảnh võ giả mới là vì dương trần bọn hắn chuẩn bị sát chiêu bất quá đối phương thực lực có hạn dương trần lưu ly thân pháp đạt đến đại thành chặn lại vừa lui ở giữa đem hai người sát chiêu triệt tiêu bảy tám phần chờ dương trần hô xong bên trong hai người đã vọt ra hai người cũng không lên tiếng ăn ý hướng dương trần đánh tới dương trần có rất ít đồng thời đối mặt hai người tiến công kinh Nhiệm, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút luống cuống tay chân. Những người khác cũng kém không nhiều, cũng không phải bọn hắn không phải là đối thủ. Vừa mới chạy trốn đều là võ tông võ giả, nhưng mấy người này, chủ yếu chính là vì kiềm chế bọn hắn, tiện thể lấy cũng thật muốn chạy trốn. Đều là lấy chạy trốn làm chủ. Trước kia làm nhiệm vụ, đều là nhiều người nhiệm vụ, mọi người vây giết. Mục tiêu đều là tử chiến, rất ít chạy trốn, mà trên chiến đài, cũng sẽ không có người chủ động chạy trốn, giờ phút này tất cả mọi người là tân thủ tệ nạn. Lập tức nổi bật ra tới. Chương 674, hỏng bét phối hợp. Dương Trần một bên ngăn cản, một bên Lưu Tâm bốn phía, khẽ thở dài một cái. Kế hoạch ngược lại là làm một nắm lớn, thật đến cửa này đầu, lập tức liền có chút lộn xộn kinh. Nghiệm vẫn là quá ít, đoàn đội hợp tác ý thức cũng có chút kém, trước đó tất cả mọi người là làm đội trưởng Dương Trần dần dần thích ứng hai người tiến công, cũng không phải quá có áp lực. Hướng bốn phía nhìn một chút, ý thức được vấn đề, mọi người độc chiến ý thức quá mạnh. Nhỏ thiếu truy sát người kia, chạy đến ứng hái kiệt trước mặt. Ứng hái kiệt thế mà thoáng để một bước, để nhỏ thiếu đến giải quyết. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đuổi theo người kia. Những người khác cũng đều không khác mấy, ba cái hoàng cảnh thiên tài. Đối đầu ba cái võ tông võ giả bình thường, trong thời gian ngắn thế mà bị cuốn lấy. Đều hắn a à chơi đâu? Dương Trần nhịn không được mắng một câu, nổi nóng nói. Đừng quản ai là ai mục tiêu, cùng tiến lên. Nhanh lên một chút được hay không? Ba, tên này không nhìn mình còn tại cản trở hai hoàng cảnh võ giả sao? Mặc dù Dương Trần mình cũng có thể giải quyết hai người này. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tại trước mắt bao người, bại lộ át chủ bài, Dương Trần nổi giận vải miễn mấy người giống như cũng mới nhớ tới hắn còn tại bị vây công. Cái này, ba người không tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu của mình, một lát sau. Ba vị võ tông võ giả nhau nhau bị giết, vây công Dương Trần hai người. Một người trong đó một kích toàn lực, bức lui Dương Trần, quay người liền phải chạy. Dương Trần cũng mặc kệ hắn, lớn tiếng nói, các ngươi giải quyết cái kia. Ta giải quyết cái này, thực lực bình thường, chém chết xong việc, rớt lời một mực phòng thủ dương trần thừa dịp một người khác chạy trốn khe hở bỗng nhiên quát lăng không hiu một đạo hình rắn kiếm quang từ hắc mộc kiếm mũi kiếm phun ra về sau liền biến mất không thấy gì nữa mà không gian chung quanh rung động bắt đầu mơ hồ không gian áo nghĩa đối phương lập tức liền hoảng suy đáng tiếc quá trễ hình rắn kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt đã đâm vào mi tâm của hắn vị này hoàng cảnh ma đồ nghẹn mà chết hắn nhưng là có cường đại thần thông còn chưa kịp thi triển đâu, mà nhỏ thiếu cũng giải quyết. Chạy ra tường cao tên kia hoàng cảnh ma đồ. Đến tận đây, đối phương toàn quân bị diệt. Nhưng Dương Trần một điểm hưng phấn ý tứ đều không có, một đám người ô hợp vài. Miễn một bên huy quyền, một bên đồng ý nói, là đám ô hợp, thực lực rất yếu, ta nói chúng ta. Dương Trần khó thở, tức giận nói, các ngươi ba đùa ta chơi đâu? Có chút đoàn đội hợp tác ý thức được hay không? đánh xa luân chiến đâu cùng tiến lên a hắn a ba người hai người đang xem kịch một người tại xuất lực cái này rõ ràng là chuẩn bị độc chiến rảnh đến hoảng đi lần này mấy cái thất tình thánh điện võ giả thực lực không mạnh nhiều lắm là cũng liền cùng mọi người võ tông đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm ở đây bỏ qua một bên nhỏ thiếu không nói tùy tiện cái kia đều có thể một mình đánh giết đối phương một hoàng cảnh giờ phút này trong sân yên tĩnh trở lại dương trần quét ba người một chút lại nhìn một chút vừa chạy tới triệu tiểu hơn hai người bất đắc dĩ nói nhiệm vụ thành công bất quá lần này bại lộ khuyết điểm nhiều lắm liền chúng ta đi làm hạ vị thần linh cảnh nhiệm vụ tối thiểu phải chết hơn mấy cái trước giao nhiệm vụ sau đó họp phía trước hoàng cảnh nhiệm vụ là dương trần chuẩn bị vì hạ vị thần linh cảnh nhiệm vụ đánh kinh nghiệm kết quả rất không lý tưởng bao quát hắn phía bên mình cũng có chút vấn đề một đám thiên tài tập hợp một chỗ đều tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân đây cũng không phải là chuyện tốt trong sân triệu tiểu hân rất nhanh từ trong phòng đi ra bên trong có năm ức cực phẩm linh thạch cái khác đều không có ninh chìm sờ thi kết thúc mở miệng nói thượng phẩm chân nguyên đan một viên trung phẩm chân nguyên đan ba viên hạ phẩm thần cốt đan một viên hạ phẩm chân nguyên đan chín viên. Dương Trần mặt lạnh, có chút nổi nóng nói, ba cái hoàng cảnh, đối đầu ba cái võ tông. Đánh nửa khắc đồng hồ, ta bị hai hoàng cảnh vây công, không hạ ngoan thủ. Trông cậy vào các ngươi cứu ta, ta bên này lưu lại chính là hoàng cảnh đỉnh phong cái kia. Các ngươi cái kia hoàng cảnh trung đoạn, kết quả đây, ba cái đánh một cái, kém chút bị người chạy. Nhỏ thiếu cũng thế, ngay lập tức liền hạ sát thủ, kiềm chế làm gì còn có triệu tiểu hân ngươi cùng ninh chìm là ngớ ngẩn sao ai bảo các ngươi từ cửa sau rời đi triệu tiểu hân giải thích ta nhìn cửa sau không ai chúng ta cũng không thể chỉ xem hí đi cho nên ta mới tới dương trần đau đầu nói vậy nếu là có người tại cửa sau bên kia trốn tránh đâu chờ các ngươi đi bọn hắn chạy các ngươi biết sao ta nói để các ngươi thủ cửa sau trừ phi chúng ta cầu viện bằng không không cho phép rời đi các ngươi nói các ngươi vấn đề lớn bao nhiêu đây là tập thể nhiệm vụ chúng ta muốn làm chính là lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được thu hoạch lớn nhất ứng hái kiệt im lặng nói không phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nha ngươi tức giận làm gì chấm xéo đi nếu không phải là các ngươi kém chút để người kia chạy ta sẽ nóng này sao dương trần mắng một câu lúc này mới nói lần này cầm xuống ba cái võ tông hai cái hoàng cảnh, đại khái có thể có 60 học phần ban thường. Về sau, chúng ta học phần đều dựa theo ba ức một điểm mà tính sổ sách. Tính được, lần này thu hoạch tăng thêm trường đao cùng kiếm gãy, đại khái tại 600 ức. Trừ bỏ chi tiêu, cho vương thành bọn hắn phụ cấp, cho ăn bể bụng. Chúng ta có thể rơi xuống 400 ức, vẫn là dựa theo giá thị trường tính toán. Ta phân tổng thu hoạch ba thành, 180 ức, nói đến ngược lại là đề khí một lần xử lý 5 cái ma đồ, còn có hai hoàng cảnh, kết quả liền rơi như thế ít đồ. Đáng giá không? Vải miễn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có lẽ không thích hợp làm loại người này nhiều nhiệm vụ. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một chút người hình, cùng tiến lên. Cũng không cần quá nhiều chiến thuật cái gì. Mà lại cường giả trên thân mới có đồ tốt, những người này nào có nhiều như vậy đồ tốt lưu lại người đến ngoại vực chẳng lẽ liền không nghĩ tới ứng đối ra sao nhiều người chiến đấu cái này vải miễn cũng có chút đau đầu nửa ngày sau mới nói người muốn nói cái gì nói thẳng tốt dương trần lúc này mới cười nói đây mới là thảo luận sự tình thái độ ta ý tứ rất đơn giản làm nhiệm vụ đừng nói võ đạo tinh thần cái gì đơn đấu không một mình đấu bắt được đều quân ẩu mặt khác gặp được loại này nhiều người nhiệm vụ thật muốn có người chạy lần sau bắt đại phóng nhỏ hoàng cảnh luận võ tông đáng tiền ta nói lần này ra tới mục tiêu là vì kiếm tiền không phải vì khiêu chiến bản thân các ngươi có lẽ không thiếu tiền nhưng ta thiếu a đừng cứ mãi như thế lãng phí được hay không cuối cùng chúng ta cái này lâm thời đoàn đội kỳ thật phân phối có chút không quá phù hợp đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc đều là chính diện làm cái này quá giới hạn ta cần một cái lính trinh sát điều tra hình võ giả giống lần này chúng ta kỳ thật cần một cái nắm giữ ẩn độn bí thuật điều tra hình võ giả sớm đến điều nghiên địa hình nhìn xem tình huống xác nhận một chút mục tiêu cùng thực lực của đối phương có hay không hạ vị thần linh cảnh võ giả có hay không cạm bẫy mặt khác đối phương đến cùng phải hay không nhiệm vụ mục tiêu lần này cần không phải không tính sai vậy ta trước đó tại cửa ra vào đánh người chết kia nói không chừng chính là người tốt cho nên ta mới nói chúng ta cần một vị điều tra hình võ giả đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dương trần bỗng nhiên nhìn về phía đằng nạp lan cười tủm tỉm nói đừng nhìn người lưu ly thân pháp đại thành mà lại nắm giữ ảnh độn loại bí thuật không ai so ngươi thích hợp hơn thế nào có hứng thú sao đằng nạp lan có chút không quá vui lòng lại không có ý tứ phản bác cầu cứu giống như nhìn về phía triệu tiểu hân triệu tiểu hân ho nhẹ một tiếng Vừa định mở miệng, Dương Trần liền nói, "Đừng nói ta ta là chủ lực. Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh ác chiến." Chương 675, Khai Châu thành. Triệu Tiểu Hân nghe vậy nhún nhún vai. Có chút muốn giúp mà chẳng giúp được, nhìn về phía đằng nạp Lan, trừ phi đằng nạp Lan có thể thay thế Dương Trần vị trí, bằng không để đằng nạp Lan làm trinh sát. đích thật là lựa chọn tốt nhất. Đằng Nạp Lan thấy thế hơi có vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói, được cho. Nên ta đề nghị ngươi, lần này về đạo cung, có thể nhiều học một ít phương diện này kiến thức. Thật kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi đi đường này từ rất phù hợp. Đằng Nạp Lan không để ý hắn, cúi đầu nhìn dày, đằng. Nạp Lan phụ trách điều tra, ninh chìm, triệu tiểu hân về sau tiếp tục phụ trách bên ngoài, ta. Nhỏ thiếu, cửa cuồng, vải miễn, ứng hái kiệt, đảm nhiệm chủ lực gặp được đối thủ mạnh nhất cho ta kém một bậc để lại cho nhỏ thiếu vải miễn cửa cuồng ứng hái kiệt phụ trách thanh lý tạp ngư ai trước giải quyết đối thủ ghi nhớ đừng nhìn hí sóng vai bên trên trước tiên đem ngoại vi tạp ngư thanh lý xong cuối cùng cùng một chỗ giải quyết mục tiêu chủ yếu chúng ta không muốn thụ thương cũng không cần tiêu hao quá lớn triệu tiểu hân cùng ninh chìm trừ phi lúc cần thiết bằng không vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài dương trần vừa nói xong triệu tiểu hân không vui nói ta một mực muốn thủ bên ngoài dựa vào cái gì a à? bằng Người không phải chúng ta năm cái đối thủ ta triệu tiểu hân có chút không phục ứng hái kiệt vui sướng hài lòng nói ta so với ngươi còn mạnh hơn vải miệng ôm cánh tay thản nhiên nói ta cũng giống vậy các ngươi triệu tiểu hân không tình nguyện dương trần đau đầu nói bên ngoài chẳng lẽ không trọng yếu gặp được viện binh các ngươi liền phải đứng mũi chịu sao mà lại có thể từ chúng ta trên tay chạy mất cũng không phải yếu ớt có thể nói nhiệm vụ của các ngươi càng gian khổ càng nguy hiểm cứ như vậy định nghe hắn nói như vậy đám người cũng không còn phản đối duy nhất có chút không vui lòng chính là đằng nạp lan dương trần lại là mặc kệ nàng lính trinh sát chết nhanh nhất biết hay không nếu không phải biết ngươi tài đại khí thô trên thân cứu mạng đan dược một nắm lớn. Dương Trần thật chưa chắc sẽ để cho nàng đi làm cái này sự tình. Tại Hoàng Xuân Phủ, Dương Trần liên tiếp tiếp ba cái nhiệm vụ. Dùng cho đoàn đội rèn luyện ba lần nhiệm vụ xuống tới. Dương Trần mấy người quét dọn ba cái cứ điểm. Giờ khắc này ở Hoàng Xuân Phủ võ đạo liên minh cùng đan trận liên minh cũng có chút danh. Tiếng, tất cả mọi người biết Đông Ương đạo cung một đội hoàng cảnh võ giả đoàn đội đến Khai Châu làm nhiệm vụ, mà lại không giống như là một lần tính, quả nhiên, rất nhanh. Dương Trần bọn hắn đi Khai Châu một cái khác phủ, bắt đầu nhận nhiệm vụ tần suất rất cao. Thời gian nửa tháng, Dương Trần cái này đội người, lao tới Khai Châu bốn phủ. Tiếp 12 cái nhiệm vụ, từ vừa mới bắt đầu hoàng cảnh đỉnh phong, đến thứ 12 cái. Dương Trần bọn hắn đã bắt đầu tiếp mới vào hạ vị thần linh cảnh nhiệm vụ ngày hôm đó dương trần bọn người tụ tập tại khai châu châu thành khai châu thành tại thăng lòng không gian tu luyện một đêm dương trần khẽ nhả một hơi thỏa mãn nói cuối cùng hoàng cảnh đỉnh phong nửa tháng này hắn không có cơ hồ không có tu luyện thế nào tu luyện kết thúc dương trần ra gian phòng đi thuê trong tiểu viện tiểu viện ứng hái kiệt mấy người đã đang chờ nhìn thấy dương trần đến đám người vội vàng lộ ra hỏi thăm ánh mắt dương Trần khẽ gật đầu, cười nói, hoàng cảnh đỉnh phong. Ứng hái kiệt vội vàng nói, đó có phải hay không nên đón lấy kia hạ vị thần linh cảnh đỉnh. Phong nhiệm vụ rồi. Dương Trần trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta tám người. Tiếp một chút mới vào hạ vị thần linh cảnh, độ khó không lớn. Nhưng hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong kia là hoàn thành hai lần tôi xương cường giả. Vậy, thì có cái gì? Vậy thì có cái gì? Dương Trần tức giận nói kia đại biểu cùng tầng thứ công kích rất khó chân chính tổn thương đến bọn hắn. Chúng ta một khi không địch lại, chạy cũng khó khăn chạy. Triệu Tiểu Hân bĩu môi nói, vậy ngươi muốn chúng ta mở ra Châu Thành làm gì? Chẳng lẽ không phải vì kia hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong nhiệm vụ dương? Trần đương nhiên sẽ không nói là bởi vì tìm thiên linh hy các nàng. Đáng tiếc nghe ngóng phía dưới. Thiên linh hy mấy người các nàng cũng không tại khai châu đạo cung mà lại. Khai Châu Thành phát một cái nhiệm vụ mới, truy nã một vị hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong võ giả nhiệm vụ ban thưởng cực cao. Bình thường hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong võ giả cho ăn bể bụng có thể cho một trăm học phần hoặc là cung cấp linh thạch hoặc tài nguyên nhưng lúc này đây Khai Châu Thành cho năm trăm ức ban thưởng không nói sẽ còn ban thưởng thần tinh mười khỏa đối thần linh cảnh tu sĩ mà nói thần tinh thật sự nguyên đan hiệu quả cao hơn ngoại vực dị tộc tu luyện dùng chính là thần tinh. Tạp chất so đan dược muốn ít hơn nhiều, một hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong võ giả. Cho ra giá trị gần ngàn ức ban thường. Cảm thấy hứng thú không ít người, nhiệm vụ lần này cũng không còn giới hạn một đội ngũ đi đón. Khai Châu Thành cho là mở ra tính nhiệm vụ, đều có thể tiếp, liền xem ai trước tìm tới người. Nói là cũng thế, nói không có phải thế không, kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút cơ hội mấy ngày nay nghe nói không ít người đang tìm tên kia đối phương nói không chừng đã sớm chạy ra khai châu thành nào có dễ tìm như vậy thật muốn có thể tìm tới khai châu trong thành vị thần linh thượng vị thần linh một nắm lớn thần vương đều có tùy tiện ai gặp một bàn tay đều có thể chụp chết đối phương đến bây giờ đều không ai tìm tới ta sợ quá chậm trễ thời gian mà lại tìm được cũng chưa hẳn là đối thủ cho nên hiện tại muốn hay không tiếp muốn hay không đi tìm, ta còn không có hạ quyết tâm." "Rất lời, Dương Trần lại nói, còn có Khai Châu Thành mở ra cao như vậy đại giới. Liền vì một hạ vị thần linh cảnh võ giả các ngươi thăm dò được nguyên nhân sao?" Mấy người lắc đầu, vài miễn suy nghĩ một chút nói, ta có cái bảo đệ. Ngay tại Khai Châu đạo cung, ta hai ngày trước ngược lại là cùng trò chuyện vài câu. Lần này bị truy nã, tựa như là một cái trận sư vải miễn nhỏ giọng nói, nghe nói trận đạo liên minh có thể là bởi vì nghiên cứu xảy ra điều gì. Mới cấm trận, có người mở ra giá trên trời, thuê hắn trộm cướp cấm trận tin tức. Gia hỏa này bí quá hóa liều, cuối cùng bị phát hiện, chẳng qua cho hắn chạy. Hiện tại trận đạo liên minh nóng lòng bắt lấy đối phương, mới tuyên bố nhiệm vụ. Đáng tiếc, chúng ta tìm không thấy người, mà lại tìm được, cũng khó xuống tay. Đối phương không những tu vi đạt tới hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong hơn nữa còn là một trận sư khó đối phó a à, dương trần có tiếp hay không ta muốn đi đông châu một chuyến hiện tại chậm trễ thời gian quá dài ứng hái kiệt đề nghị chúng ta hoa ba ngày thời gian đi tìm người tìm không thấy thì thôi tìm được vậy liền thử xem đối phương thế nhưng là hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong hiện tại mở ra ban thưởng đều cao tới trăm tỷ hắn chạy trốn thời điểm, thân gia khẳng định đều mang ở trên người. Mà lại chúng ta nhiều như vậy người, làm hơn 10 nhiệm vụ, đều có tiến bộ. Lúc này cũng nên luyện tay một chút. Dương Trần thấy tất cả mọi người một mặt khát vọng, nghĩ nghĩ gật đầu nói, tốt. Vậy thì tìm ba ngày, ba ngày vẫn là tìm không thấy. Vậy chúng ta nếu không đi Thục Châu nhìn xem, hoặc là dứt khoát về Đông Châu. Tiếp mấy cái nhiệm vụ, ta thuận tiện về thăm nhà một chút, được mấy người đều kích động dương trần kỳ thật cũng tâm động hắn hiện tại thiếu tiền loại này một cái đỉnh ba cái nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là không thấy nhiều gặp hắn cũng chưa chắc e sợ đối phương mấy người thương lượng một trận dương trần đón lấy nhiệm vụ tiếp lấy liền thu xếp vương thành bọn hắn đi tìm người trên thực tế dương trần cũng biết tìm tới khả năng cực thấp hiện tại nhận nhiệm vụ không ít người có chút đoàn đội so dương trần bọn hắn cần phải chuyên nghiệp hơn nhiều đối phương nghiêm ngặt nói đến chỉ là cái thất tình thánh điện gian tế đã trốn đi khẳng định có kín đáo tiếp ứng trốn đi kế hoạch loại tình huống này tại khai châu tìm tới người hy vọng cực kỳ xa vời ứng hái kiệt có chút tiếc nuối nói vậy làm sao bây giờ ta muốn đi thục châu các ngươi có ý thấy sao đối với đi thục châu tất cả mọi người không có ý kiến thục châu bên kia gần đây cũng tương đối loạn chương 676, thẩm lãng nhưng kế hoạch. Ba ngày đã qua, không ra Dương Trần suy đoán. Người không tìm được, đám người không thể không rời đi khai châu thành, lao tới trạm tiếp theo. Tại nhiệm vụ bên trong nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn. Cũng có lợi cho mọi người mở mang tầm mắt trường kỳ lưu lại tại khai châu thành. Không phù hợp mọi người dự tính, kinh vượt châu truyền tống trận. Dương Trần bọn người trực tiếp truyền tống đến thục châu thành các ngươi nói phan hiểu dương đến cùng chạy đi đâu rồi ra thục châu thành rộng lớn truyền tống đại điện ứng hái kiệt vẫn còn có chút không cam lòng bạch bạch chậm trễ vài ngày thời gian liền cái bóng người đều không có gặp được ai biết truyền tống phát đạt khai châu cũng không phải phong bế địa giới chạy ra khai châu đến đó tìm đi trừ phi cửu châu truy nã hắn ai ứng hái kiệt thở dài lại nói dương trần người bây giờ hoàng cảnh đỉnh phong vậy lúc nào thì đột phá hạ vị thần linh cảnh nhìn kỹ hãng nói thăng cấp quá nhanh cũng không phải chuyện tốt dù sao cũng là đại vị giai tăng lên có thể nhiều tích lũy một điểm vẫn là tận lực tích lũy một điểm lời nói này phải ứng hái kiệt mấy người thế nào cảm giác dương trần có chút muốn ăn đòn đâu đám người lại lần nữa thở dài người so với người tức chết người dương trần theo võ tông đỉnh phong đến hoàng cảnh đỉnh phong hoa hai tháng mà thôi tốc độ này quá kinh người thục châu thành thục châu châu thành đây là dương trần lần đầu tiên tới thục châu thành thục châu đạo cung tọa lạc tại thục châu ngoại ô khu mặc dù là vùng ngoại thành nhưng bởi vì thục châu đạo cung tồn tại nơi này hiện tại cũng rất phồn hoa thục châu đạo cung nhìn rất dở a à. triệu tiểu hân không che đậy miệng nhìn thấy thục châu đạo cung đại môn thời điểm thuận miệng nói một câu kết quả vừa mới nói xong bên cạnh bỗng nhiên có người khẽ nói họa từ miệng mà ra ngươi muốn không phải nữ nhân ít nhất để ngươi nằm cái mấy tháng triệu tiểu hân nhìn đối phương một chút bĩu môi không nói chuyện đối phương liền võ tông đều không phải yếu như vậy cặn bã muốn nàng nằm lên mấy tháng cái này nếu là đặt tại đông ương đạo cung tình huống phải trái lại chẳng qua đứng tại người ta đạo cung trước cửa, nói người ta đạo cung rất dở. Bí mật nói một chút cũng coi như, bị người nghe được. Triệu Tiểu Hân cũng không hứng thú gây chuyện. Dương Trần mấy người cũng cười cười biểu thị dây dứt người kia hừ một tiếng, rất nhanh rời đi. Chờ hắn đi, Dương Trần mới tức giận nói, người ngậm miệng được hay không? Người là đến tìm phiền phức ta chính là nói một chút, lại không có để hắn nghe, lại nói. Vừa mới ta đều không nói chuyện. Triệu Tiểu Hân buồn bực nói, ta thế nhưng là hoàn cảnh có được hay không? Bị chỉ là một cái võ vương giáo huấn một trận, tính rộng lượng tốt a. À? Lại nói, ta nói cũng không phải lời nói dối, thoạt nhìn là rất dở nha. Ngậm miệng đi ngươi, đợi chút nữa bị người ta thần vương nghe được. Một bàn tay đập chết ngươi, chúng ta cũng không thay ngươi cầu tình chiếu. Tiểu Hân rụt cổ một cái, không có tiếp tục đề tài này, đứng tại cổng nhìn một hồi, rất nhanh bạch làm núi thân ảnh xuất hiện vừa nhìn thấy dương trần bạch làm núi liền chạy chậm đến tới cười ha hả nói dương trần các ngươi thế mà đến thục châu khách quý ít gặp a à. dương trần cười mắng ít đến bộ này lần này về thục châu có chút việc thuận tiện đến xem thế nào có thể vào đi dạo sao không có vấn đề bạch làm núi cười một tiếng dẫn mấy người đi vào trong Chờ Dương Trần đám người vào cửa, thủ vệ một vị học viên cũ như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: "Đông Ương Đạo cung mấy cái kia tân sinh. Không được a, à, một cái hoàng cảnh đỉnh phong, bảy cái hoàng cảnh. Cái này nếu không có cái thẩm lãng nhưng Thục Châu không cách nào so sánh được. Thục Châu giờ phút này, tân sinh bên trong Võ tông cảnh không đến 50 người. Võ tông đỉnh phong không đến 5 cái. Hoàng cảnh một cái duy nhất bạch làm núi mà thôi." Nhưng bạch làm núi, khoảng cách hoàng cảnh đỉnh phong, cũng là kém một mảng lớn. Bạch làm núi thế nhưng là thục châu đạo cung tân sinh bề ngoài nhân vật. Nhưng đông ương đạo cung bên này, kéo đến tận một nhóm lớn hoàng cảnh. Nhìn một hồi, Dương Trần bỗng nhiên nói, thục châu học viên nhiều lắm, học viên quá nhiều, bạch làm núi bất lực nhà dãnh nói. Thục châu tổng cộng mới 5.000 không đến học viên, nào có bao nhiêu, đúng. Vậy a à, năm nghìn không đến học viên, đạo cung lại khắp nơi đều là học viên tại đi giáo. Đây mới là Dương Trần nói học viên nhiều lắm nguyên nhân, tại Đông Ương đạo cung, sáu nghìn học viên. Một nửa không tại đạo cung, tại Thục Châu. Năm nghìn học viên, ở bên ngoài không đến một nghìn người, có lẽ càng ít. Đây là bao quát tới gần tốt nghiệp đám người này. Đương nhiên, Dương Trần mục đích cũng không phải vì đà kích bạch làm núi, nói một câu khẽ thở dài, trước kia không có quá lớn cảm thụ, hiện tại mới phát hiện. Cường giả thật hằng mạnh, lão bạch cố gắng nhiều hơn đi. Dương Trần chỉ là nghĩ đến đông ương đạo cung không khí. Cùng thục châu không khí khác biệt, đúng, lão bạch ta tam sư huynh tại đạo cung sao? Nhìn thấy bạch làm núi sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Dương Trần vội vàng chuyển đổi chủ đề, trùng hợp, thẩm lãng nhưng từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy Tam Sư Huynh, Dương Trần hơi kinh ngạc, đi lên trước cười nói, Tam Sư Huynh. Làm sao ngươi biết ta tại cái này, ta thần cơ diệu toán thôi. Thẩm lãng nhưng mở cái trò đùa, rất lời, thẩm lãng nhưng nhìn Dương Trần một chút. Lại nhìn một chút mấy người khác. Đều hoàng cảnh, không sai, có hứng thú hay không chơi điểm có ý tứ, ừm, vài. Miễn nhíu mày nói, thẩm đoàn trưởng có ý tứ là. Đơn giản ta lúc đầu không phải chọn đông ương đạo cung cùng dai sao đông ương đạo cung rất nhiều học viên không cam tâm mang theo áp lực cùng động lực lúc trước bị ta đánh võ tông hiện tại rất nhiều đều là hoàng cảnh thậm chí hạ vị thần linh cảnh thậm chí hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong đều ra không ít ta cảm thấy ta đối đông ương đạo cung vẫn là có cống hiến đương nhiên các ngươi khẳng định không phục dương trần vừa mới không phải cảm thấy thục châu quá nhiều người sao ta cảm thấy cũng là như thế nhưng bình thường dựa vào chính chúng ta đốc xúc hiệu quả không lớn các ngươi đã đến không ngại giúp một chút để chúng ta thục châu học viên cũng nếm thử sỉ nhục hương vị đại hội võ bên trên bại trận thục châu học viên không có gì cảm thụ dù sao thục châu liền một người xuất chiến tất cả mọi người bại cũng không phải đơn độc thục châu cùng đại hội võ đồng dạng cùng chúng ta thục châu đánh một trận hoàng cảnh chiến như thế nào dương trần có chút cau mày nói tam sư huynh dạng này không thích hợp đi huống chi thật muốn bị thương thầm lãng nhưng cười nói một người một viên thượng phẩm chân nguyên đan quá ít thắng thục châu một người ba viên thẩm lãng nhưng đè lên tay nói thục châu điều kiện có hạn đây đã là cực hạn đại hội võ bên trên đánh bại thục châu bạch làm núi cũng không phải là các ngươi hiện tại ta để thục châu cùng giai võ giả Khiêu chiến các ngươi những cái này Đông Ương Đạo Cung thiên tài. Chẳng lẽ các ngươi không dám tiếp nhận? Phải biết, lúc trước ta tại Đông Ương Đạo Cung, võ tông thế nhưng là chiến qua hoàng cảnh. Dương Trần còn chưa mở miệng, vài miễn liền ánh mắt sắc bén nói, ta không có ý kiến, chịu. Tiểu Hân cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy thật có ý tứ. Ứng hái kiệt nhún vai, ngoạn vị đạo, kỳ thật ta không ngại. Để mấy hạ vị thần linh cảnh ra tới bồi Dương Trần chơi đùa, Dương Trần Người cảm thấy ta đề nghị như thế nào, Dương? Trần Trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa nhìn về phía thẩm lãng nhưng. Thẩm lãng nhưng cười nhạt nói, như thế nào, tam sư huynh, cần thiết sao, cần thiết. Thẩm lãng nhưng ngữ khí trịnh trọng nói, thuộc châu cải cách. Hoặc là nói cung học viên tâm tính, đều nên thay đổi một chút, lời này, Dương Trần hiểu. Chương 677, thực có can đảm mở miệng. Vậy chúng ta cái này ác nhân làm định rồi. Dương Trần cũng là không quan trọng. Thẩm lãng nhưng cười nói, chưa hẳn, thua, vậy các ngươi cũng không phải là ác nhân. Là đông ương đạo cung sỉ nhục, phải thắng mới được. Mà lại các ngươi thật muốn thua, trở lại đông ương đạo cung. Chỉ sợ cũng không thiếu được bị huấn, thua. Dương Trần tê cười nói, tam sư huynh, ngươi không xuất thủ. Ta có thể bình thục châu học viên, chật chật, khẩu khí là không nhỏ, tiểu tử ngươi, có thể thẩm lãng nhưng cũng không tức giận, cười tùm tìm nói, vậy thì tốt ta hiện tại đi thu xếp. Năm vị hoàng cảnh đỉnh phong võ giả, chúng ta vẫn là kiếm ra đến. Đừng chậm trễ thời gian, đêm nay, Thục Châu chiến đoàn thấy. Mặt khác ta đi mời chúng ta Thục Châu hai vị thần vương cung chủ đến xem chiến. Trịnh trọng như vậy, Dương Trần sắc mặt biến hóa. Thục Châu đạo cung cao tầng hai đại thần vương đến xem chiến. Thục Châu mấy ngàn học viên cũng tới đây cũng không phải là việc nhỏ. Là thời điểm để người ta biết Thục Châu biến đổi quyết tâm. Các ngươi chọn 5 người xuất chiến, 5 vị hoàng cảnh đỉnh phong. Thắng không được đông ương đạo cung 5 vị tân sinh. Có tư cách gì muốn tài nguyên, có tư cách gì hô hào phải mạnh lên. Lại có tư cách gì ngăn cản Thục Châu khả năng đến nguy cơ. Cùng chủ tính cách vẫn là quá mềm, dựa theo tâm tư của ta, chỉ cần đạt tới võ tông đều ném tới ngoại vực đi một chuyến chết dẹp đi còn sống khả năng mạnh lên thẩm lãng nhưng ngữ khí dày đặc từ khi tại ngoại vực gặp nhân sinh lớn nhất một lần thất bại thẩm lãng nhưng liền triệt để minh bạch thế giới này liền là chân chính mạnh được yếu thua thục châu đạo cung bồi dưỡng học viên vẫn là quá mức ôn hòa lần này để thục châu võ giả khiêu chiến dương trần mấy người không phải tâm huyết dâng trào Hắn sớm có kế hoạch, chỉ là Dương Trần bọn hắn vừa lúc mà gặp thôi. Lần này cần là còn không thể để Thục Châu học viên hăng hái hướng lên. Vậy hắn còn có những phương pháp khác, cũng không có tài nguyên. Kiếm a, à, chỉ cần có biến mạnh tâm, không có gì không có khả năng. Thục Châu hiện tại thiếu chính là loại này huyết khí. Hắn bị canh lão đầu đuổi ra Đông Xuyên thời điểm, yếu đến một thớt, cũng không ai duy trì. Thế nhưng không phải xông ra đến nha đương nhiên hắn đụng phải một vị thưởng thức hắn lão già cũng là thuộc châu đạo cung một vị thâm niên đạo sư đáng tiếc vị này có ân cùng đạo sư của hắn hãm sâu ngoại vực chết sống không rõ thẩm lãng nhưng đến nhanh đi cũng nhanh dương trần nhìn lướt qua những người khác nửa ngày sau mới nói cái này sự tình phải thông báo đông ương đạo cung thua các ngươi chờ lấy trở về bị đánh đi ứng Hái kiệt ngượng ngùng nói: Ngươi không phải cũng đồng dạng? Nói, nhảm ta lập tức hạ vị thần linh cảnh có thể giống nhau sao? Một bên bạch làm núi mặt mũi tràn đầy mộng bước, ta là đang nghe thiên thư sao thẩm lãng nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Thay thuộc châu đạo cung hướng dương trần bọn hắn hạ chiến thư, còn muốn mời hai đại thần vương đến xem chiến. Hiện tại dương trần bỗng nhiên một câu ta lập tức muốn hạ vị thần linh cảnh đây không phải nằm mơ là cái gì, là ta nghe nhầm. Vẫn là đang nằm mơ, bạch làm núi ngay tại bản thân hoài nghi bên trong. Mà Dương Trần mấy người đã không có đi dạo tâm tư, lên tiếng chào hỏi, vội vàng rời đi. Nhỏ thiếu mấy người tại Thục Châu Thành tìm một chỗ dưới khách sạn giường Mà Dương Trần thì là đi suốt đêm về Đông Ương Đạo Cung, ngay lập tức tìm tới Lưu Dơ Cao, Lưu. Lão Sư, nói sự tình, Lưu Dơ Cao hoàn toàn như trước đây, ngữ khí bình thản cũng không nói nhảm. Chúng ta cái này đội người hôm nay đi Thục Châu, chuẩn bị tiếp một chút nhiệm vụ. Thuận tiện đi Thục Châu đạo cung một chuyến, ừm. Sau đó Thục Châu đạo cung học viên khiêu khích chúng ta. Nói Đông Ương đạo cung không bằng Thục Châu. Lúc trước bị thẩm lãng nhưng ngăn cửa quét ngang, ừm. Về sau, Thục Châu chiến đoàn đoàn trưởng, thẩm lãng nhưng chủ động lộ diện. Hướng chúng ta hạ thư khiêu chiến, yêu cầu lấy Thục Châu năm vị hoàng cảnh đỉnh phong võ giả cùng chúng ta đánh một trận đại hội võ. Trong lời nói, đối Đông Ương Đạo cung tương đối xem thường, đánh. Không phải, Dương Trần dừng một chút, một mặt khổ sở nói, lão sư, chúng ta nghĩ nghĩ. Vì không phá hư hai đại đạo cung hữu nghị, cũng vì không cho Đông Ương Đạo cung mất mặt. Quyết định vẫn là cự tuyệt. Chúng ta vẫn là tân sinh. Đối phương là năm vị hoàng cảnh đỉnh phong võ giả, này làm sao đánh? một khi thua đông ương đạo cung thật không mặt mũi gặp người mặc dù thục châu chủ động hạ chiến thư nhưng chúng ta vẫn là năm nhất học viên cự tuyệt dù là truyền đi cũng không có gì lớn không được chúng ta thắng đại hội võ đã chứng minh đông ương đạo cung thực lực không cần thiết lại làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình thắng kia là hẳn là đông ương đạo cung mạnh nhất thua vậy liền được không bù mất mặc dù thục châu một mực chủ động đang gây hấn lưu dơ cao sắc mặt tức thời khó coi dương trần không quan tâm tiếp tục nói lưu lão sư chúng ta cho ngài báo cáo một tiếng hy vọng thông qua đạo cung phương diện giúp đỡ đè xuống cái này sự tình thục châu hiện tại tập tục thật không tốt thục châu chiến đoàn càng là tại lửa cháy thêm dầu nói đông ương đạo cung học viên không dám ứng chiến hừ lưu dơ cao quát lạnh một tiếng hồi lâu mới quát chiến người ít đến bộ này cần gì mở miệng nói lưu lão sư ngài đối ta hiểu lầm quá sâu thật cái này sự tình không phải ta dương trần nói bậy ngài có thể đi thục châu hỏi một chút triệu tiểu hân cùng vải miễn triệu tiểu hân ngươi tại thục châu cổng bị thục châu võ vương xem thường vải miễn kém chút bị đánh lưu lão sư ta tuyệt không phải nói ngoa hai vị này thế nhưng là học viên của ngươi ngươi đi hỏi một chút liền biết lưu dơ cao lúc này ngữ khí lạnh lùng không ít mở miệng nói ngươi trở về nói lời nói này mục đích ở đâu thục châu chiến đoàn đã bày xuống chiến đài mà lại thẩm lãng nhưng nói bọn họ nói cung cao tầng hai đại thần vương đều sẽ tiến về xem chiến thục châu đạo cung tất cả học viên cũng sẽ tiến đến xem chiến cái này sự tình có chút lớn ta nào dám ứng lão sư nếu như nhất định để chúng ta xuất chiến chúng ta cứ việc thực lực yếu ớt cũng sẽ tử chiến đến cùng, tuyệt không để đông ương đạo cung mặt mũi ném trên tay chúng ta. Lớn không được, phấn chết một trận chiến, bất tử không lùi, dương. Trần một câu cuối cùng, nói rõng rạc. Lưu dơ cao lại là biết tính cách của hắn, gần như là có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, người muốn điều kiện gì, có thể bảo đảm tất thắng, 50. Viên thượng phẩm chân nguyên đan. Lưu dơ cao mắt trợn tròn, 50 viên thượng phẩm chân nguyên đan, dựa theo giá thị trường cũng liền 3.500 ức, cái này miệng ngươi thực có can đảm mở A, à, nhưng Dương Trần cảm thấy. Cái này ra giá không cao lắm mới đúng. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là ngớ ngẩn. Chính các ngươi ở bên ngoài gây ra chuyện tốt, nghĩ đến nhường đường cung toàn bộ trả tiền. Đánh ngược lại là tính toán thật hay. Trung phẩm chân nguyên đan 20 viên, thượng phẩm chân nguyên đan 5 viên, cứ như vậy. Bằng không, ta liền nhường đường cung thu xếp một cái khác đội đi thuộc châu dương trần vuốt vuốt lỗ tay lầu bầu nói lão sư làm gương sáng cho người khác tại học viên trước mặt bạo nói tục không tốt à huống chi cái này sự tình thật không phải chúng ta chuyện cá nhân ngài nói cùng đạo cung vinh dự không quan hệ chúng ta tùy tiện đánh một chút thắng thua không quan trọng chân chính rớt cũng không phải chúng ta mình người chúng ta đều là nhập học không đến một năm tân sinh mà thôi bớt nói nhảm cứ như vậy trận chiến này tất thắng ta đi thông báo đường chủ, để đường chủ buổi chiều chạy tới. Phòng ngừa thục châu ra yêu thiêu thân, lưu. Giờ cao trực tiếp đi, không có lại cho Dương Trần nói nhảm cơ hội. Về phần để đường chủ đi qua, ngược lại không phải vì phòng hai vị thần vương. Mà là cho đông ương đạo cung mấy vị năm nhất thiên kiêu nhiều một chút bảo hộ. Ai biết thục châu bên này nghĩ như thế nào? Nếu là thuận thế phế bỏ đông ương đạo cung mấy vị này. Đông ương đạo cung khóc cũng không tìm tới địa phương. mươi 678, màn đêm sắp tới. Hướng về phía lưu dơ cao biến mất phương hướng, Dương Trần nhà rãnh nói. Đạo cung thật nhỏ mọn, không đúng, là lưu sư hổ thật nhỏ mọn. Mới cho 20 viên trung phẩm chân nguyên đan, 5 viên thượng phẩm chân nguyên đan. Một nghìn ức cũng chưa tới. Ta vì đạo cung vinh dự đả sinh đà tử, liền cho những vật này. Còn trông cậy vào tất thắng vải miễn bọn người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Dương Trần sở dĩ trong đêm hứng thú bừng bừng trở lại Đông Ương Đạo Cung. Thế mà thời điểm đi lừa đảo, thực tình ra châu, một nghìn ức. Nhưng cái này đã không ít có được hay không? Dù là chia đều, một người cũng có thể phân không ít. Có thể so với một cái hoàng cảnh đỉnh phong nhiệm vụ thu hoạch, thậm chí càng nhiều không ít. Có chút quỷ nghèo hoàng cảnh, mấy cái nhiệm vụ khả năng sánh được nhiều thu hoạch như thế, đáng tiếc chia đều là không thể nào tốt a à. trong lòng mừng rỡ không được dương trần lúc này ra đông ương đạo cung vội vã chạy tới thục châu thành đi vào ngủ lại khách sạn về sau dương trần ngậm miệng không nói hắn từ lưu dơ cao nơi đó muốn tới chỗ tốt mà là quét đám người một chút cười nói chúng ta tám người lần này chỉ cần năm người ai xuất chiến người cùng kiếm không thiếu sót mạnh nhất nhất định phải xuất chiến ứng hái kiệt cùng vải miễn xem như thứ hai ngăn, còn lại một cái danh ngạch nha, liền nhìn ninh chìm cùng đằng nạp lan, ai xuất chiến rồi. Ninh chìm nhìn thoáng qua đằng nạp lan, nghĩ nghĩ mới nói, vẫn là đằng nạp lan đi. Ta gặp hoàng cảnh đỉnh phong võ giả thua khả năng rất lớn. Dương Trần nhìn về phía đằng nạp lan, đằng nạp lan có chút tức giận bất bình, tức giận nói. Đừng cứ mãi chất vấn ta có được hay không. Ta ta không có các ngươi nghĩ như vậy vô dụng, vậy thì ngươi. Dương Trần cũng biết Ninh Chìm nói là đúng, hắn đối đầu hoàng cảnh đỉnh phong võ giả. Mày may không có ưu thế, thua xác suất quá lớn. Mà đằng nạp lan trừ tính cách bên ngoài. Thực lực thậm chí không kém gì ứng hái kiệt hoặc vải miễn. Xác định xuất chiến nhân viên, Dương Trần lại nói. Lần này Thục Châu là vì để Thục Châu học viên cảm thụ khuất nhục, quyết trí tự cường. Bình thường đến nói, xuất chiến nhân viên sẽ không quá mạnh, đương nhiên. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không chủ động tìm bại. Dù sao cũng là hoàn cảnh đỉnh phong võ giả, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mặt khác, Ta Tam sư huynh cũng không phải đồ ngốc, hắn nói là nói như vậy. Trả giá 15 viên thượng phẩm chân nguyên đan đại giới. Không có khả năng chính là vì để chúng ta nhẹ nhõm chiến thắng. Thục Châu nếu có thể thắng chúng ta, kỳ thật cũng là cổ vũ sĩ khí biện pháp tốt. Cho nên mọi người muốn treo lên 12 phần tinh thần. Còn có quên hỏi, tranh tài là năm cục 3 thắng chế vẫn là trước đó đại hội võ bên trên tuần. Hoàn chế, nếu là đại hội võ bên trên tuần hoàn chế, đối chúng ta mà nói. Muốn đơn giản nhiều, dù sao chúng ta đối Thục Châu đạo cung học viên không hiểu rõ. Trước đó Tam sư huynh chạy nhanh, Dương Trần bọn hắn cũng quên hỏi cái này gốc dạ vài miễn sắc mặt kiên nghị nói. Vô luận loại kia chế độ thi đấu. Thực lực mạnh đều như thế, ngớ ngẩn. Dương Trần nhịn không được thầm mắng một câu, đi theo lưu sư hổ hỗn. Kết quả đều không thích động não sao, nghĩ nghĩ, Dương Trần vẫn là đưa tin hỏi thăm một chút. Thu được đến Dương Trần đưa tin, thẩm lãng nhưng lúc này đáp lại. Khai thác đại hội võ chế độ đi, để cường giả có càng nhiều cơ hội biểu hiện, xác. Nhận chế độ thi đấu, Dương Trần cũng không còn hỏi thăm, cùng lúc đó, Thục Châu Đạo Cung khinh. Người quá đáng, đã nghe chưa? Đông Ương Đạo Cung, năm vị tân sinh muốn khiêu chiến chúng ta Thục Châu năm vị hoàng cảnh đỉnh phong võ giả. Đối phương đều là năm nhất học viên, năm nhất học viên. Khiêu chiến hoàng cảnh đỉnh phong võ giả. Đúng, chính là lần trước tham gia đại hội võ chi kia tân sinh đội ngũ. Nghe nói đều hoàng cảnh, ta đi, nhanh như vậy quy, các ngươi quan tâm trọng điểm tính sai đi. Hiện tại Đông Ương Đạo Cung mấy vị năm nhất tân sinh khiêu khích chúng ta những cái này lão. Sinh, nếu là thua, về sau chúng ta thuộc châu Đạo Cung tại Đạo Cung ở trong vẫn không được trò. Cười, bọn hắn thắng không được đi, coi như thành hoàng cảnh võ giả cũng mới vừa đột phá. Vậy, nếu là thắng đây, cái này, chúng ta coi như lo lắng, cũng không có cách. Chỉ có thể dựa vào những cái kia hoàng cảnh đỉnh phong sư huynh sư tỷ đêm nay chúng ta cùng đi cho các sư huynh sư tỷ trợ uy. Đều bị người khi dễ đến trên đầu đến, đông ương đạo cung người có gì đặc biệt hơn người. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, văn chương minh nhỏ giọng nói, người xác định. Thật sự là dương trần bọn hắn. Bạch làm núi liếc mắt, im lặng nói, ta còn có thể lừa ngươi. Ta ngay tại hiện trường. Thẩm đoàn trưởng bỗng nhiên liền đến, vừa đến liền chủ động nhắc tới khiêu chiến sự tình. Sau đó Dương Trần bọn hắn liền đáp ứng xuống, ta đến bây giờ còn choáng đâu. Đông Ương Đạo Cung Tân Sinh Đại hội Võ quán quân đội. Khiêu chiến Thục Châu Hoàng Cảnh đỉnh phong võ giả. "Đội, tin tức truyền nhiều nhanh, rất nhanh. Không chỉ có là Thục Châu Đạo Cung, liền Thục Châu thành võ đạo vòng tròn. Đều biết cái này sự tình. Thục Châu Võ đạo Liên minh Thần Vương đại lão, nghe nói đều muốn tự mình xem chiến, vốn chỉ là Đạo Cung học viên nội bộ một lần giao lưu." Giờ phút này lại là được trao cho càng nhiều hàm nghĩa. Có tin tức xưng, võ đạo liên minh thuộc Châu phân bộ Trương bộ trưởng đối thuộc Châu võ đạo không? Khí càng ngày càng không hài lòng. Lúc này, Thục Châu Đạo Cung lão sinh nếu như bị Đông Ương Đạo Cung tân sinh đánh bại, kia toàn bộ Thục Châu võ đạo giới đều có thể xuất hiện nhất định biến cố. Một khi Thục Châu Đạo Cung thật bại, Trương bộ trưởng có thể sẽ làm ra càng cấp tiến cải cách phương án đến lúc đó cũng không biết là tốt là xấu trong lúc nhất thời biết tin tức võ giả đều đem lực chú ý bắn ra đến trận đấu này bên trên đồng dạng nhận được tin tức thục châu không ít hiển hách thế gia lão gia hòa những cái này nhao nhao hiển hách mà rất ít hiện thân đại lão vậy mà nhao nhao hướng về thục châu đạo cung tụ tập mà đi màn đêm sắp tới dương trần mọi người cũng chưa nhìn thấy quan vô cực ngược lại là thu hàn như chạy tới vừa tới thu hàn như liền mở cái tiểu hội đường chủ đã đến bất quá bây giờ người đi võ đạo liên minh thục châu phân bộ hẳn là sẽ cùng võ đạo liên minh thục châu phân bộ bộ trưởng cùng đi hiện trường đường chủ không nói thắng thua như thế nào kỳ thật thắng thua ở chỗ chính mình hiện tại các ngươi có cơ hội cùng cùng giai giao thủ ngày sau đi ngoại vực khó có dạng này công bằng cơ hội cho nên loại này luận bàn tính chất tranh tài tất cả mọi người nên chân quý tất cả mọi người nhẹ gật đầu dương trần cũng gật đầu điểm xong lại hỏi lão sư đạo cung cho đan dược ngài mang đến sao thu hàn như bật cười nói khó trách lưu lão sư nói lão sư lưu lão sư cái này người đi không phải ta không tuân theo sư trưởng phỉ báng đạo sư thực sự là có chút lòng dạ hẹp hòi lão sư lưu lão sư kết hôn sao a à, sẽ không không có kết hôn a à. dương trần kinh ngạc nói nếu là như vậy hắn tính tình nóng này liền có thể lý giải nói mò thu hàn như bật cười lưu lão sư nữ nhi thiên tư chắc tuyệt rất nhanh có thể đi vào đạo cung hắn có nữ nhi dương trần một mặt cả kinh nói hoàn toàn không giống như là có tình thương của cha người a à. được rồi đừng nói mò bị lưu lão sư biết cẩn thận tìm ngươi tính sổ sách thu Hàn Như lần nữa nở nụ cười, đạo sư bên trong Thu Hàn Như tính tình tính nhu hòa. Đùa giỡn một chút cũng sẽ không tức giận. Nói đùa vài câu, Thu Hàn Như quay lại chính để nói, đan dược cho các ngươi mang đến, nhưng là Dương Trần, ta kỳ thật muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn quá độ ỷ lại đan dược. Dương Trần nghiêm túc gật đầu, rất có đạo lý. Nói thật ra, tại phương diện tu luyện, hắn cùng kiếm không thiếu sót thật đúng là không chút ỷ lại đan dược, bất quá Đàn dược quả thực đáng tiền a. À. Căn dặn đám người vài câu, biết đằng nạp lan muốn lên đài, thu hàn như khẽ cười nói. Thật tốt đánh, biểu hiện ra mình thực lực, ừm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Đằng nạp lan trịnh trọng gật đầu. Chương 679, chương 3 sở. Đạo cung cho đan dược, Dương Trần cũng không có chiếm những người khác tiện nghi, phân một viên. Thượng phẩm chân nguyên đan, bốn viên trung phẩm chân nguyên đan, đơn giản giao lưu một phen về sau dương trần bọn người xuất phát thuộc châu đạo cung thẩm lãng nhưng cùng mấy vị đạo cung đạo sư tại lớn đứng ở cửa nhìn thấy dương trần đám người thẩm lãng nhưng khẽ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía thu hàn như cười nói thu lão sư không nghĩ tới là ngươi qua đây chúng ta đường chủ cũng tới phải cùng trương bộ trưởng bọn hắn cùng đi thu hàn như cười cười đi theo hàn huyên vài câu mà thuộc châu đạo cung mấy vị đạo sư giờ phút này nhìn cũng là lấy thẩm lãng nhưng cầm đầu thục châu đạo cung đạo sư hạ vị thần linh cảnh cất bước trung vị thần linh tính trụ cột vững vàng thượng vị thần linh cực ít hạ vị thần vương đều là đạo cung lãnh đạo thẩm lãng nhưng thực lực dù là tại đạo sư bên trong cũng là tài năng xuất chúng cái chủng loại kia tăng thêm hắn đông ương chiến đoàn đoàn trưởng thân phận cùng đi theo mấy vị đạo sư địa vị còn không bằng thẩm lãng nhưng dương trần nhìn có chút nóng mắt. cái này mới là cuộc sống a à. nào giống mình mỗi ngày bị lưu dơ cao gây chuyện chờ ngày nào lưu sư hồ cũng cùng những đạo sư này đồng dạng ở trước mặt mình cúi đầu bộ dạng phục tùng kia mới là cuộc sống một vui thú lớn thẩm lãng nhưng cùng thu hàn nhược hàn huyên vài câu tiếp lấy vừa đi vừa nói lần này năm vị thục châu đạo cung học viên thực lực tại thục châu cũng đều là bạt tiêm dương trần các ngươi chớ khinh thường ta muốn thấy đến là thế lực ngang nhau mà không phải dễ như chờ bàn tay ta nói chính là thục châu đạo cung đối các ngươi dễ như chờ bàn tay đánh tan các ngươi sẽ không hy vọng như thế thẩm lãng nhưng cũng không nhiều lời mang theo mấy người một đường hướng thục châu chiến đoàn đi đến thục châu đạo cung không có đông ương đạo cung lớn như vậy thục châu chiến đoàn cũng không có đông ương đạo cung như vậy xa xỉ trực tiếp chiếm cứ mấy trăm mẫu đất bàn nhưng thuộc châu chiến đoàn địa phương cũng không nhỏ lần này đại hội võ địa điểm cũng không ở trong phòng mà là tại bên ngoài đông ương chiến đoàn trụ sở trước mặt cỏ giờ phút này lâm thời dựng một phương chiến đài bốn phía cũng không có thu xếp chỗ ngồi dựa theo thẩm lãng nhưng thuyết pháp võ giả lên đài luận võ dưới đài còn muốn ngồi xem kịch kia là sỉ nhục ngay cả đứng nhìn luận võ đều làm không được dứt khoát đừng làm võ giả, ai phàn nàn, ai xéo đi. Cho nên Dương Trần bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy chính là mấy ngàn học viên. Đứng tại mặt cỏ bốn phía, đen nghịt một mảnh. Khí thế ngược lại là mười phần, nhìn thấy Dương Trần bọn hắn. Thục châu đạo cung học viên bầy bên trong có vẻ hơi huyên náo, không ít người chỉ trỏ. Kết quả còn không có nghị luận xong, thẩm lãng nhưng bỗng nhiên quát tất cả câm miệng, kẻ yếu không có quyền lợi đối cường giả khoa tay múa chân. Đông ương đạo cung tân sinh, bây giờ khiêu chiến là chúng ta thục châu đạo cung đạo cung nam. Vị hoàng cảnh đỉnh phong võ giả, vốn là không công bằng tranh tài. Thục châu đạo cung lần này như bại, tất cả học viên, hối đoái đan dược, nổi lên một thành. Tất cả học viên, năm hai trong lúc đó, còn chưa đạt tới võ tông đỉnh phong, khai trừ xử lý. Thục châu đạo cung, không phải để các ngươi đến kiếm sống đám người bỗng nhiên có chút huyên náo lên, có người không cam lòng nói. Chúng ta lại không có ra sân, thua cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn, vừa dứt lời, thẩm lãng nhưng ánh mắt bỗng nhiên quét về phía hắn, ngươi, ra khỏi hàng. Đám người đồng loạt nhìn về phía vừa mới lên tiếng học viên, người kia sắc mặt một trận thay. Đổi, hồi lâu mới mài cọ lấy đi ra, lấy can đảm nói, thẩm đoàn trưởng ta nói không đúng sao người có thể rời đi thục châu đạo cung rời đi đạo cung đúng người bị khai trừ dương trần mấy người đều sửng sốt tình huống gì vừa mới ra khỏi hàng học viên cũng ngây người tiếp lấy liền cả giận nói thẩm lãng nhưng ngươi có quyền gì khai trừ ta thẩm lãng nhưng lại là không đáp nhìn lướt qua những người khác lạnh lùng nói làm thục châu đạo cung một viên không có bất kỳ cái gì tập thể vinh dự cảm giác không có bất kỳ cái gì sỉ nhục cảm giác, bất kỳ cái gì thời điểm. Đều cảm thấy việc không liên quan đến mình. Có chỗ tốt, không cho ngươi, ngươi phản nàn nói cung không công bằng. Chưa từng có người nghĩ tới, dựa vào cái gì? Bằng các ngươi tiến vào thục châu đạo cung. Võ giả không phải là các ngươi thông hướng đặc quyền giai tầng giấy thông hành. Là một đám dãy dụa tại kề cận cái chết dũng giả. Ta tại thục châu, không thấy được đây hết thảy hắn tiếng nói vừa dứt bên ngoài đám người bỗng nhiên tản ra mấy vị khí thế bằng bạc cường giả cất bước đi tới trong đó dẫn đầu là một vị lão giả tóc hoa dâm lão giả không nói chuyện đi theo hắn phía bên phải một vị trung niên tráng hán lại là cất cao giọng nói thẩm lãng nhưng nói không sai thua cùng các ngươi có liên can gì vậy nếu như có một ngày cửu châu trong chiến tranh bại trận cường giả đều vẫn là các ngươi bị người nô dịch phải chăng cũng sẽ phát ra dạng này tiên ngôn đều là cường giả sai dựa vào cái gì muốn chúng ta đến tiếp nhận đây hết thảy thục châu không cần dạng này võ giả không phục ngươi có thể lên đài cảm thấy trên đài mấy người không cách nào đại biểu các ngươi kia chính các ngươi lên đài đi đánh một trận tất cả mọi người tắt âm thanh bởi vì tất cả mọi người nhận ra đối phương là ai võ đạo liên Minh Thục Châu phân bộ bộ trưởng Trương Ba Sở, hắn lời này mới ra, hiển nhiên mang ý nghĩa. Thẩm lãng nhưng trước đó đều sẽ bị coi là thật. Dù là Thục Châu cung chủ, vị lão giả kia, cũng không có mở miệng nói cái gì, những người khác không nói chuyện. Thẩm lãng thế nhưng là hướng mấy vị thần vương có chút khom người. Tiếp lấy nhìn về phía dương trần mấy người nói, chê cười. Thu Hàn như cười nhạt nói, không sao, Thục Châu đạo cung hết thảy cũng cho chúng ta được dẫn dắt rất nhiều, vậy liền không chậm trễ mọi người thời gian. Rất lời, thẩm lãng nhưng nhìn về phía dưới chiến đài đứng một đội người, lớn tiếng nói. Hôm nay, các ngươi đại biểu là Thục Châu Đạo Cung, không, là toàn bộ Thục Châu Võ Đạo Giới. Đều là hoàng cảnh đỉnh phong võ giả, mà đối thủ của các ngươi. Đều vừa tiến vào hoàng cảnh không lâu. Thắng, không đáng mừng rỡ. Thua, mang ý nghĩa Thục Châu Đạo Cung dạy học phương thức là sai lầm đạo cung không phải ôn nhu hương hôm nay như bại ta sẽ đề nghị cung đào thải chín thành học viên tập trung tài nguyên bồi dưỡng một nhóm giám chiến có thể chiến tinh anh lời này lần nữa gây nên một trận thấp giọng nhiệt nghị thẩm lãng nhưng cũng mặc kệ bọn hắn nhìn về phía dương trần mấy người nói xuất chiến trình tự tùy ý bên thắng lưu lại kẻ bại rời trận cuối cùng còn lưu tại trên đài người vì thắng Dương Trần có chút nhíu mày, như thế giã tính tùy ý nhiều, mà đổi thành một bên. Mấy vị thần vương cường giả cũng đều không nói lời nào, đi đến chiến đài bên cạnh. Mọi người đều là đứng vây xem, không có cho bọn hắn chỗ ngồi cái gì, tranh tài như vậy trận. Rất đơn sơ, nhưng cái này đơn sơ đấu trường. Lại là nghênh đón ba vị thần vương cường giả xem chiến, thẩm lãng nhưng trực tiếp sung làm lên phán định, lần nữa mở miệng nói, Thục Châu Đạo Cung làm chủ trận, lên trước một người. Dưới chiến đài, mấy vị trẻ tuổi liếc nhau, rất nhanh. Ngoài cùng bên trái nhất một vị đi đến chiến đài, Thục. Châu Đạo Cung, chiến đường, năm ba học viên thư đến, hoàng cảnh đỉnh phong cảnh. Nhiệm vụ điểm tích lũy, Thục Châu Đạo Cung hoàng cảnh thứ ba. Dương Trần hơi lộ ra nghi hoặc thu hàn như nhỏ giọng giải thích nói, làm nhiệm vụ bao nhiêu cũng mang ý nghĩa xuất thủ số lần bao nhiêu, năng lực thực chiến mạnh yếu. Thục Châu Đạo Cung hoàn thành một lần nhiệm vụ, có nhiệm vụ điểm tích lũy. Hoàng cảnh cảnh thứ ba, mang ý nghĩa hắn tại hoàng cảnh võ giả bên trong. Làm nhiệm vụ số lần rất nhiều, cùng võ giả giao thủ kinh nghiệm cũng rất sung túc. Dương Trần gật đầu, biểu thị nghe hiểu, thục châu đám võ giả. Đối cái này hiển nhiên hiểu khá rõ, nhìn thấy thư đến cái thứ nhất lên đài cũng cảm thấy thư đến đủ để đại biểu Thục Châu Hoàng Cảnh Đình Phong tiêu chuẩn. Nhìn ứng hái kiệt mấy người một chút, ứng hái kiệt kích động nói, ta tới đi, Dương. Trần lại là không nhìn hắn, nhìn về phía phải miễn nói, người lên, ta. Trận chiến đầu tiên muốn đánh xinh đẹp. Trước đó đại hội võ ngươi trách ta không cho ngươi cơ hội. Lần này cho ngươi cơ hội, vải miễn, ngươi nếu là thua, ném đông ương đạo cung người ném vải nhà người, về sau, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vải miễn sắc mặt biến đen, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng chiến đài đi đến, vừa lên đài. Liền lớn tiếng nói, Đông ương đạo cung, chiến đường năm nhất học viên vải miễn. Hoàng cảnh nhị trọng, chương 680, hàng đẹp giá rẻ. Có thể thắng sao, ứng hái kiệt nhỏ giọng nói một câu, Dương Trần thản nhiên nói không quan trọng, thua, còn có ta cùng nhỏ thiếu, chính các ngươi nhìn xem lo liệu, ngươi. Mấy người một mặt không vui lòng, lại là không hỏi nữa lời nói, trên đài. Đã bắt đầu giao thủ, trên chiến đài. Tranh tài ngay từ đầu, thư đến liền cho thấy đạo cung tinh anh hoàng cảnh thực lực. Trường thương linh khí xuất kích thương cương trấn nhân tâm phách. Ẩn ẩn truyền ra tiếng hổ gầm. Mà vải miễn cũng động như thỏ chạy, tốc độ cực nhanh, kiếm trong tay khí phát ra kiếm mang không hề yếu, mỗi lần đều có thể phá giá công kích của đối phương, mặt ngoài nhìn. Thế lực ngang nhau, thẩm lãng nhưng một bên nhìn xem trên đài giao thủ tình huống, một bên cau mày nói. Tranh lệch vẫn còn có chút, vải miễn chưa hẳn có thể thắng lợi. Tiểu sư đệ, đợi chút nữa ngươi lên. Phải nhanh, hung ác, tốc độ đánh tan còn lại bốn người. Dạng này ta khả năng lấy tâm ý của ta cải cách thục châu đạo cung. Dương Trần một mặt mộng bức, ngươi là ta tam sư huynh không giả. Nhưng bên cạnh ta còn có đông ương đạo cung đạo sư ở đây. Ngươi đây là tình huống gì, cũng bắt đầu chỉ huy lên đông ương đạo cung đội ngũ. Không được tốt đi, ứng hái kiệt mấy người cũng một mặt im lặng, vậy chúng ta đâu? Thẩm lãng nhưng ho nhẹ một tiếng nói, lịch luyện cơ hội có rất nhiều. Lần này không phải vì để các ngươi lịch luyện là hy vọng các ngươi có thể giúp ta thôi động một chút biến đổi tốc độ yên tâm ta đáp ứng đan dược sẽ đều đúng chỗ dương trần suy nghĩ một chút nói thục châu đạo cung lãnh đạo không có ý kiến có ý kiến đều đưa đi ngoại vực làm nhiệm vụ thầm lãng nhưng tùy ý nói một câu dương trần líu lưỡi hắn a à. tam sư huynh đây là làm lên thục châu đạo cung nhà thục châu đạo cung cần phải như thế à oán thầm vài câu, càng nhiều vẫn là ao ước ta lúc nào có thể tại Đông Ương đạo cung đương ra. Làm chủ tốt, chẳng qua nói thật ta nắm chắc không đại. Hết, sức liền tốt, hai người nói chuyện công phu. Trên đài thế cục xuất hiện biến hóa. Nhạn về, chỉ thấy thư đến hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên hiện ra đáng sợ sát khí. Trong tay cầm súng khí càng là bắn ra một đạo quỷ dị màu đen thương cương, như hắc xà. Khóa chặt cách đó không xa vải miễn đâm tới. Ừm, hai con ngươi co rụt lại, cảm nhận được cực lớn nguy cơ vải miễn. Biết đối phương thi triển ra sát chiêu, mà lại. Đối phương thi triển cái này thương đạo thần thông, ẩn chứa một loại nào đó sát đạo võ ý. Vải lưu ngấn, bất đắc dĩ, vải miễn thi triển ra vải nhà thành danh kiếm kỹ thần. Thông, hưu, nhưng thấy vải miễn trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra một đạo ánh kiếm màu xanh. Biếc, ánh kiếm màu xanh biếc mới xuất hiện liền chợt một chút biến mất mà lại toàn bộ chiến đài không gian kịch liệt rung động bắt đầu vặn vẹo ở đây tu sĩ nhưng phàm là có chút kiến thức đều minh bạch vải miễn thi triển vải lưu ngấn thần thông vậy mà là một đạo ẩn chứa không gian huyền ảo kiếm kỹ thần thông bồng trong chốc lát thúy lục sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa lúc đã cùng thư đến thi triển nhạn về thần thông đụng đánh vào cùng một chỗ bộc phát ra năng lượng cường đại chấn động điếc tài năng lượng tiếng bạo liệt bên trong vải miễn cùng thư đến song song nhanh chóng thối lui có chút đồ vật a à. dương trần cười nhưng liền uy lực mà nói vải miễn thi triển vải lưu ngấn thần thông cũng đạt tới kiếm vực cấp độ thậm chí càng mạnh hơn hán lăng không kiếm vực cái này luôn luôn không thế nào phục vải miệng ứng hái kiệt cũng là trợn mắt hốc mồm miệng bên trong lẩm bẩm nói cái này nha giấu sâu a à không nghĩ tới hắn cũng lĩnh ngộ một đạo không gian huyền ảo về phần cửa cuồng thì là có chút đắng chát chát hắn so dương trần bọn người trước một bước tiến vào hoàn cảnh nhưng đến hiện tại hắn còn không có nắm giữ một đạo hoàn chỉnh không gian huyền ảo đâu bất quá cũng nhanh trên chiến đài hai người giao phong càng ngày càng kịch liệt ước chừng một khắc đồng hồ về sau vải miễn bằng vào một đạo thần thức công kích bí thuật trọng thương thư đến có điều hắn cũng bị thư đến một đạo đồng dạng ẩn chứa không gian áo nghĩa thương cương. Xuyên thấu ngực trái, thụ thương càng nặng, cũng may, vải miễn vẫn là thắng. Bởi vì, thư đến đã đã hôn mê, đối với thư đến thức hải Trọng thương, thẩm lãng nhưng ngược lại là không có quá để ý. Mà là nhìn về phía Dương Trần nói, ta trước đi qua, ván kế tiếp ngươi bên trên, được. Dương Trần cười một tiếng. Trận đầu, thục châu đạo cung bại trận, hoàng cảnh đỉnh phong võ giả nhiệm vụ điểm tích lũy xếp hạng thứ ba thư đến tan tác dưới đài tiếng ồn ào tái khởi thư đến bại hắn là hoàng cảnh đỉnh phong đối phương mới mới vào hoàng cảnh có được hay không cái này đều bại làm cái quỷ gì các ngươi ngớ ngẩn sao vải miễn mặc dù chỉ là hoàng cảnh nhị trọng nhưng lưu ly thân pháp đại thành còn nắm giữ ẩn chứa không gian huyền ảo kiếm kỹ càng đáng sợ chính là thế mà người mang đáng sợ thần thức công kích bí thuật không phải thư đến yếu, là vải miễn so tưởng tượng mạnh. Trận đầu cáo bại, cũng làm cho Thục Châu trong lòng mọi người nhiều một chút bóng tối, vải. Miễn, tiếp tục sao, thẩm lãng nhưng hỏi một câu, vải miễn vừa định lên tiếng. Dương Trần cất bước đi tới, mở miệng nói, luận bàn thi đấu, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng. Không cần thiết tiếp tục đánh. Vải miễn mặc dù có tâm tái chiến một trận, có thể nghĩ đến kế tiếp cũng là hoàng cảnh đỉnh phong võ giả suy nghĩ một chút vẫn là đi xuống chiến đài, đánh. Vẫn được cất dấu che đến bây giờ, chuẩn bị đối phó ai. Dương Trần cười hít mắt nhìn xem đi xuống đài vải miễn, vải miễn sắc mặt đen nhánh, khẽ nói. Không có gặp được để ta toàn lực xuất thủ người mà thôi, thật sao, Dương. Trần cười một tiếng, cũng không nói tiếp, cất bước đi hướng chiến đài. Đông ương đạo cung, Dương Trần, hoàng cảnh đỉnh phong, đông. Hương đạo cung người đội trưởng kia, hắn đều hoàng cảnh đỉnh phong, hắn tu luyện thế nào? Mấy tháng trước không phải là võ tông đỉnh phong sao? Dương, trần tiếng nói vừa dứt dưới đài triệt để không bình tĩnh. Hoàng cảnh đỉnh phong, lúc này mới mấy ngày a à, chiến đài một bên, chương ba sở cười nhạt nói. Tiểu gia hỏa này, là thật có lý cái kia học viên, không sai, đừng. Lại là một người điên, khụ khụ khụ. Quan vô cực cùng thuộc châu đạo cung cung chủ đều vội ho một tiếng tiếp lấy có chút bật cười nương theo lấy mọi người dưới đài nghị luận thuộc châu đạo cung rất đi mau ra một người là nữ nhân dương trần xem xét duy nhất nữ nhân ra sân không khỏi nhìn thẩm lãng nhưng một chút thẩm lãng nhưng không nhìn hắn lên đài nữ tu ánh mắt lạnh lùng nói đừng nhìn chẳng lẽ ngươi kỳ thị nữ nhân dương trần cười nói không có ý kia chẳng qua là cảm thấy đánh nữ nhân không biết có thể hay không bị mắng thục châu đạo cung mấy ngàn học viên thế mà liền mấy nam nhân đều thu thập không đủ miệng lưỡi lợi hại tùy ngươi nói thế nào đi thục châu đạo cung chứ ít có mấy người không có để ta nhìn thấy hai mắt tỏa sáng nhân vật lời này thanh âm không nhỏ dưới đài một chút liền sôi trào cuồng vọng gì hái sen đánh bại hắn đánh chết hắn dưới đài ăn dưa quần chúng quần tình phẫn tuôn dương trần lại là sợ hãi than nói gì hái sen danh tự này cái này, quá tục, muốn chết sao? Một khắc gì hái sen giận, liền tự giới thiệu hứng thú đều không có, thân hình khẽ động. Quỷ dị xuất hiện tại Dương Trần bên cạnh thân. Thân pháp không sai, đáng tiếc. Dương Trần cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi thẩm đoàn trưởng nói, Thục Châu Đạo Cung hoàng cảnh đỉnh phong võ giả đều là tinh anh, ta thật không nhìn ra lần tỷ đấu này ta là không hứng thú đánh nhưng các ngươi biết sao các ngươi thẩm đoàn trưởng là ta tam sư huynh hắn ta phải nghe a à? hắn cảm thấy ta tại cùng thế hệ cùng giai bên trong quá mạnh cảm thấy cần thiết đà kích một chút ta đáng tiếc dứt lời dương trần còn hướng dưới đài thẩm lãng nhưng nhìn thoáng qua nhìn xem ta cái này phục vụ nhiều chu đáo ngươi không phải muốn ta làm ác nhân sao hiện tại kích động Thục Châu người đến phát điên sớm, 15 viên thượng phẩm chân nguyên đan, giá rẻ vật đẹp. Tuyệt đối bảo đảm giá